Một tỷ thần tiêu đã không đủ vì câu. Sau đó muốn phòng bị chính là thiên kiếp biến hóa. Ngàn ngày chi kiếp, thiên kiếp là lại không ngừng tăng cường. Phía dưới thiên kiếp sẽ cường hóa đến trạng thái gì? Từ về số lượng lại tăng thêm thần lôi. Lại hoặc là trực tiếp cải biến thần lôi hình thái. Cật qua thánh quân thầm nghĩ trong lòng. Đợi đã, cảm giác là, động đất sao, phía dưới, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Không tốt, cật qua thánh quân hét lớn. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng nắm lên Lý Âm Trúc, đưa nàng gánh tại trên vai, chân đạp hư không, bộ bộ phi thăng. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tại Tống Thư Hàng dưới sự dẫn đường, hướng đại địa chấn áp xuống dưới. Tại thánh thành chấn áp xuống dưới trong nháy mắt, dưới nền đất có hỏa diễm cùng nham tương phun ra, uy lực cùng tử tiêu thần lôi tương xứng. Đây là hỏa kiếp cùng thổ kiếp dung hợp, không phải từ trời mà đến, mà là từ lòng đất toát ra cái này toàn bộ không gian, đều là thiên kiếp không gian. Sở dĩ, thiên kiếp không còn là đơn thuần từ trên trời giáng xuống, hắn sẽ từ bất kỳ một vị trí nào, bất kỳ cái gì một góc độ toát ra. Thậm chí theo ngàn ngày chi kiếp thời gian rời đổi, nói không chừng sẽ có thiên kiếp vừa xuất hiện liền trực tiếp tại độ kiếp người thân thể bên trên tình huống. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành vẻn vẹn chống ba hơi không đến thời gian, liền tan thành từng mảnh. Bọn chúng phân hóa ra, hóa thành lưu quang, trở về Tống Thư Hàng bên người. Nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, cương thủ, đao ý khôi giáp. Tống Thư Hàng một hơi đem phòng ngự của mình, công pháp tôi luyện thân thể tế ra. Đồng thời, hắn tóm lấy lão viên thánh sư lợi kiếm, lấy kiếm đại đao, cuốn lên nghịch lân đao pháp. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trên bổ sung nghịch kình kim thân, tiên quy kim thân, bạch hổ kim thân các loại 33 loại bộc phát bí pháp, toàn bộ bị Tống Thư Hàng một hơi kích hoạt. Hắn hiện tại thể chất, rốt cục miễn cưỡng chống được 33 loại kim thân bí pháp cùng nổ. Nhưng là, còn chưa đủ. Ta còn cần lực lượng cường đại hơn, càng mạnh. Tống Thư Hàng cắn chặt răng. Ngũ phẩm kim đan tu sĩ, còn có một loại tuyệt cảnh bộc phát thủ đoạn. Dẫn bạo kim đan. Một hơi phóng thích tiếp cận tự bạo cấp uy lực. Tống Thư Hàng yêu thế là, hắn có 7 viên tiểu kim đan. Muốn dẫn bạo một khỏa sao? Thể nội, thứ 7 tiểu kim đan cùng thứ 6 tiểu kim đan, điên cuồng lóe lên, rực nóng sôi trào. Hắc Long thế giới, tà năng tầng khí quyển bên ngoài. Chuột hamster tà ma soái khí thu kiếm, duỗi ra móng vuốt hất lên của mình kiếm sĩ bào, sau đó đem trước mắt hai cái Hắc Long linh thạch thu vào. Ta chủ vẫn chưa về, không ổn a. Chuột hamster tà ma lẩm bẩm nói. Thể nội cảnh giới, cơ hồ đè nén không được. Ta chủ a, ngài nhanh lên đáp lại ta đi, tiếp tục như vậy nữa, ta muốn ép không được tấn cấp. Chuột hamster hào hướng chủ nhân bạch yên lặng cầu nguyện. Lần này, cầu nguyện của nó, rốt cục truyền tới chủ nhân nơi đó. A, chuột hamster hào ngươi muốn ép không được cảnh giới. Thời gian đã qua đã lâu như vậy sao? Bạch tiền bối thanh âm, tại trong đầu của nó vang lên. Đúng vậy, ta chủ, ta nhanh không chịu đựng nổi. Chuột hamster hào hưng phấn nói. Ngươi hơi đợi đã, ta bên này nhanh giải quyết. À, đây là cái gì? Bạch tiền bối nói. Sau một khắc, chuột hamster hào trước mắt bắn ra một cái tuyển hạng. Bá Tống Hào thỉnh cầu trợ giúp, phải chăng giúp hắn một tay, có, hay không? Hừ, chuột hamster hào có chút hơi ngửa đầu. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là không á. Lần trước hắn tay trượt, tuyển có. Kết quả nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt ta hiểu, người nhất định sẽ lựa chọn không biểu lộ. Chuột hamster tà ma biệt khuất đến một đêm ngủ không yên, một lần nhớ tới còn muốn đụng tường. Lần này, hắn thề mình tuyệt đối sẽ không lại tay trượt. Có là cái gì tuyển hạng, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không đi để ý tới. Hôm nay nếu là lại lựa chọn có, hắn chính là... Cửu U Dế Nhũi. Cửu U Dế Nhũi là chuột hamster hào xem thường nhất một loại tà ma, ở vào cửu U chuỗi thức ăn tầng dưới chót, liền cửu U giỏi bọ đều đánh không lại. Sở dĩ hôm nay đáp án chỉ có một cái, cũng chỉ có thể có một cái kia chính là không. Nghĩ tới đây, ngón tay của nó dùng sức hướng phía không vị trí nhấn tới. Ngay tại nó móng vuốt nhỏ nhanh đè lên thời điểm, đột nhiên, hắn lại dừng lại. Bạch tiền bối thanh âm tại trong đầu của nó vang lên, a, đây là cái gì? Thư Hàng hướng người gửi đi cầu cứu. So sánh với lựa chọn có cùng không đến, đương nhiên là trước hồi phục ta chủ trọng yếu hơn á. Chuột hamster hào thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó, hắn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta chủ. Hắn làm sao lại hướng ngươi cầu cứu? Hai người các ngươi quan hệ lúc nào tốt đến loại trình độ này, liền viễn trình cầu cứu công năng đều đi ra rồi. Bạch tiền bối hiếu kỳ nói. Theo bạch tiền bối ấn tượng, chuột hamster Hào kể từ cùng Tống Thư Hàng gặp mặt về sau, vẫn nghĩ đến một ngày kia có thể lực áp Tống Thư Hàng, tại lôi đài tranh tài chiến thắng, song phương hẳn là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Hồi ta chủ, lần trước quét mã bá Tống Hào mã QR Kim Đan cấu đồ thời điểm, không cẩn thận tay trượt, tăng thêm hảo hữu. Chuột hamster Hào nghiến răng nghiến lợi nói, tay trượt, tuyệt đối là tay trượt. Mã QR Kim Đan cấu đồ, giống thêm hảo hữu đồng dạng thao tác sao? Có ý tứ, quay đầu ta tìm hắn nhìn xem cái này Kim Đan cấu đồ là dạng gì. Bất quá Tống Thư Hàng bây giờ đang làm gì? Vì cái gì hướng ngươi cầu cứu? Bạch tiền bối lại hỏi. Chuột hamster Hào lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, trước đó hắn có một khỏa tiểu kim đan biến thành lưu ly kim đan, độ kiếp sắp đến, ta lo lắng hắn sẽ dẫn bên dưới thiên kiếp, đem ta cuốn vào, thế là ta tạm thời cùng hắn tách ra. Hừm, lựa chọn của ngươi rất đúng, nếu như bị hắn cuốn vào, kế hoạch của ta liền xong rồi. Bất quá, cảm giác cái này cầu cứu rất thú vị, ngươi lựa chọn có nhìn xem, sẽ có kết quả gì? Đúng, ta chỗ này có một bộ pháp khí. Nếu như Tống Thư Hàng cần trợ giúp, người có thể đem hắn cho Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối nói. Nói xong, chuột hamster Hào bên người truyền đến một trận không gian ba động. Một thanh 200 mét trường trảm hạm đao xuất hiện tại bên cạnh của nó Trung Yên Thánh Kiếm. Chuột hamster Hào một mặt xoắn suýt nhìn qua cự kiếm, trong đầu còn quanh quẩn lấy bạch tiền bối phân phó. Một lát sau, hắn cắn răng một cái, hung hăng hướng có tuyển hạng trên nhấn tới. Vâng vâng vâng. Không sai không sai, hôm nay hắn, chính là một đầu cửu u dế nhũi. Ta chủ mệnh lệnh là tuyệt đối không sai, sở dĩ sai tuyệt đối không phải hắn, mà là cái này vặn vẹo thế giới. Còn có bá Tống Hào. Ta chính là một đầu cửu u lớn dế nhũi. Chi chi chuột hamster Hào chi chi kêu lên. Bạch tiền bối. Chính nhà mình chuột hamster Hào làm sao rồi, hôm nay uống nhầm thuốc à nha. Trong lúc đang suy tư, chuột hamster Hào đột nhiên liền biến mất không thấy. Cùng một chỗ biến mất, còn có hắn đạp ở dưới chân Trung Yên Thánh Kiếm. Tại cái kia thần bí cổ u bên trong. Bạch tiền bối, a. À. Bên người bạch tiền bối nghi hoặc nhìn về phía hắn, thế nào? Ta chuột hamster Hào biến mất, bạch tiền bối nói, loại cảm giác này, tựa như là bị cuốn vào đến thiên đạo phòng tối, hoặc là thiên kiếp thế giới. Ta có loại dự cảm không tốt. Người tiểu chuột hamster tại biến mất trước, đã làm gì? Bạch tiền bối hỏi. Bạch tiền bối, ta để hắn điểm có tuyển hạng, đồng ý đi chợ giúp Tống Thư Hàng. Hai vị bạch tiền bối đồng thời trầm mặc lại. Bạch tiền bối suy đoán nói, Thư Hàng tiểu hữu, khả năng lại cuốn vào đến ai thiên kiếp thế giới. Ta lo lắng chính là cái này. Bạch tiền bối vuốt vuốt huyệt thái dương. Chuột hamster Hào điểm có. Nếu như liền bị kéo vào đến thiên kiếp thế giới, vậy liền xong đời. Bởi vì chuột hamster Hào là cửu u sinh vật. Nếu như nó tiến vào thiên kiếp thế giới, trước tiên liền sẽ bị dây thành cho bụi. Càng quan trọng hơn là, thiên kiếp gặp gỡ cửu u sinh vật về sau, uy lực sẽ gấp bội, thậm chí là tăng gấp mấy lần. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ, chỉ tay một cái, một lần nữa đem phân thân của mình tế ra. Đi hắc long thế giới đi tìm một chút Thư Hàng tiểu hữu. Nhìn xem có cái gì manh mối. Bạch tiền bối nói. Bạch tiền bối phân thân duỗi lưng một cái, mặc dù cảm giác có hơi phiền toái, nhưng nếu là Thư Hàng tiểu hữu, ta liền đi xem một chút đi. Dứt lời, thân hình hắn dung nhập không gian, biến mất không thấy gì nữa. Bạch tiền bối cau mày, nếu như là thiên kiếp thế giới, hắn cũng vô pháp nhúng tay. Sự tình lớn rồi. Cật qua thánh quân thiên kiếp thế giới. Phía trên Tử Tiêu Thần Lôi bị cật qua thánh quân công đức võng lạc ngăn lại, nhưng không nghĩ tới phía dưới có kiếp hỏa dâng trào, hai mặt giáp công. Tống Thư Hàng một hơi kích hoạt lên 33 loại kim thân bộc phát bí pháp, thậm chí bắt đầu cân nhắc muốn hay không tự bạo kim đan. Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên hơi rung nhẹ. Sau đó, một thanh 200 mét trường cự kiếm từ trong hư không lăng không đâm ra. Cự kiếm vừa hiện thân, tự cùng Tống Thư Hàng ở giữa lẫn nhau cộng minh. Tống Thư Hàng, Trung Yên Thánh Kiếm. Mặc dù bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đã đưa cho bạch tiền bối, nhưng là hắn trên bản chất vẫn là Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí.
hắn vừa xuất hiện, liền có thể lập tức trở thành Tống Thư Hàng tức thời chiến lực. Mà Trung Yên Thánh Kiếm tại hiện thân về sau, trước tiên cảm ứng được Tống Thư Hàng tâm ý, cảm ứng được hắn cần lực lượng đi chấn áp xuống phương kiếp hỏa ý chí. Thế là, 200 mét trường cự kiếm tự chủ cua múa. Một kiếm chém xuống, hơn vạn đạo kiếm khí chém ra, vạn vật đều nghênh đón Trung Yên khí tức. Vạn đạo kiếm khí đính tại mặt đất, ngưng tụ không tan, phảng phất là phòng ấn chi trụ. Cái kia không kém gì Tử Tiêu Thần Lôi Thiên Kiếp Địa Hỏa, bị cưỡng ép chấn áp. Nhất thời nửa khắc, kiếp hỏa lại vô pháp đột phá cái này vạn đạo kiếm ý phong tỏa. Cùng cần hoàn toàn dựa vào Tống Thư Hàng linh lực ủng hộ vĩnh bất hãm lạc thánh thành khác biệt, Trung Yên Thánh Kiếm tự mang cường đại năng nguyên. Ông Thánh Kiếm xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ về sau, bay tới Tống Thư Hàng bên cạnh thân, phát ra nhẹ nhàng kiếm minh, lộ ra được chính nó nhảy cẫng. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại Thánh Kiếm phía trên. Kiếm cùng tâm ý của hắn tương thông, giữa hai bên huyết mạch tương liên. Tống Thư Hàng tay trượt đi, một phát dưỡng đao thuật theo thói quen thi triển đi ra đơn thuần quen thuộc, gần nhất mỗi lần Xích Tiêu Kiếm tiền bối hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tống Thư Hàng đều sẽ cho hắn đến một phát dưỡng đao thuật. Sở dĩ, vừa nhìn thấy nhảy cẫng Trung Yên Thánh Kiếm, hắn tiện tay trượt. Tiếp thu được dưỡng đao thuật về sau, Trung Yên Thánh Kiếm kiếm minh tiếng biến lớn hơn. Hắn cũng ăn dưỡng đao thuật, cũng hướng Tống Thư Hàng truyền lại một loại hắn rất thoải mái ý niệm. Cái này dưỡng đao thuật quả nhiên kỳ thật chính là dưỡng kiếm thuật biến chủng, thậm chí rất có thể giữa hai bên căn bản cũng không có khác nhau. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Bất kể là đao là kiếm, cũng có thể sử dụng. Thậm chí Tống Thư Hàng hoài nghi, cái này dưỡng đao thuật nói không chừng còn có thể đối tấm chắn, cung tiễn, khôi giáp loại hình các loại bảo vật sử dụng có cơ hội hắn liền đi thử một chút. Mặt khác, khi hắn tay đè tại trên thánh kiếm lúc, liền từ Trung Yên thánh kiếm bên trong, cảm ứng được một cái năng lượng cường đại hạch tâm. Tại chuôi kiếm vị trí, có một trái tim đồng dạng đồ vật, tại hữu lực nhảy lên. Nguyên lai là thứ này. Hắn ngựa liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. Là viên kia mọc ra mắt tinh cầu đại lão dự bị trái tim. Thời gian trước, thực tiên yến mở ra lúc. Khi đó, mọc ra mắt tinh cầu đại lão bị giam phòng tối. Trung Yên thần giáo đã mất đi thần linh, giáo chúng lâm vào trong tuyệt vọng. Nhân cơ hội này, Bạch Tiền bối thiết lập ván cục, dụng kế từ Trung Yên thần giáo bên trong đem viên này dự bị trái tim lừa gạt đi ra. Hắn muốn nghiên cứu quả tim này, lại đem hắn chứa vào mặt trời nhỏ ngươi mau lên T2333 hào bên trên, để mặt trời nhỏ trở thành chân chính đại sát khí. Nhưng trời xui đất khiến phía dưới, viên này mọc ra mắt tinh cầu đại lão dự bị trái tim bị Tống Thư Hàng đạt được. Còn cùng lúc ấy hắn Hà Long thần hành chiến xa dung hợp lại cùng nhau. Về sau, Tống Thư Hàng trực tiếp đem dung hợp tinh cầu đại lão dự bị trái tim Hà Long thần hành chiến xa, cùng Bạch Tiền bối đổi một chút. Hiện tại xem ra, Bạch Tiền bối còn chưa kịp tới đem dự bị ghép tim đi qua. Cũng may mắn Bạch Tiền bối không có cấy ghép quả tim này. Kể từ đó, Trung Yên Thánh Kiếm có thể công suất toàn bộ triển khai, chính là lần này độ kiếp một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, Bạch Tiền bối làm sao lại biết ta cần hỗ trợ. Còn đem thánh kiếm truyền tống tới, giúp ta một chút sức lực. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Cái này lúc, một thanh âm tại Tống Thư Hàng bên người vang lên. Ngay sau đó, chuột hamster hào thân ảnh hiển hiện. Hắn vừa mới vừa xuất hiện, toàn thân trên dưới phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh, lông tóc một mảnh cháy đen. Thiên kiếp. Đối cửu u sinh vật có tuyệt đối khắc chế. Mà tại cái này thiên kiếp thế giới bên trong, khắp nơi đều là thiên kiếp khí tức cùng lực lượng, đối chuột hamster tà ma tới nói, nơi này quả thực là địa ngục. Sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay, đem trên người mình cái chăn cởi xuống, gắn vào chuột hamster hào trên người. Đầu này cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, có được cực mạnh khí tức che đậy năng lực, còn có nhất định lực phòng ngự. Che lên cái chăn về sau, chuột hamster nằm trên ma thân tổn thương dừng lại. Ta tại sao tới đây? Ngươi còn hỏi ta tại sao tới đây, ngươi cái này tên không có lương tâm. Chuột hamster tà ma lập tức phát nổ, ta quả nhiên là ngu xuẩn cửu u dế nhũi, vậy mà lại lựa chọn trợ giúp ngươi. Tống Thư Hàng. Chuột hamster tà ma vừa ngắm mắt Tống Thư Hàng, cay con mắt. Tống Thư Hàng. Hắn vung tay lên một cái.
vừa trên tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bám vào chính hắn trên người, đem hắn thân thể che đậy. Nơi này là địa phương nào, ta có loại dự cảm không tốt. Chuột hamster hào lại hỏi. Tống Thư Hàng, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói nhảm, chuột hamster hào cả giận nói. Tống Thư Hàng, 8 tấn 9 thiên kiếp. Ta nhật ngươi, chuột hamster hào phát ra không phù hợp hắn hình thể gào thét. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong? Ngươi không phải cái hàng lởm huyền thánh sao? À, ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuột hamster hào giận dữ hét. Tống Thư Hàng. Không biết vì cái gì, nhìn lấy gào thét chuột hamster hào, hắn liền nhớ lại mấy năm trước nhìn gào thét chuột chuỗi video. Kỳ thật, là bởi vì ta nhận được đến từ cật qua tiền bối một đầu thư mời hơi thở, sau đó tay ta trượt đi điểm có, liền bị cuốn vào. Tống Thư Hàng đơn giản cùng chuột hamster hào giải thích một chút tại sao mình lại xuất hiện tại 8 tấn 9 ngày kiếp nguyên nhân. Chuột hamster hào nghe xong, trầm mặc lại, nửa ngày không phát tiếng. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một điểm, người cũng là nhất thời tay trượt. Tiến đến rồi. Chuột hamster hào bọc lấy cái chăn, ngẩng đầu vọng thiên. Tốt biệt khuất, thật là khó chịu, lần này ta thật không phải là tay trượt. Tạ ơn, rất xin lỗi, đem ngươi cuốn vào. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt chuột hamster hào đầu, hắn đã đoán được nguyên nhân, chuột hamster hào khẳng định là tiếp thu được cùng loại bá tống cầu cứu lựa chọn khung. Sau đó, hắn lúc này khẳng định cũng là điểm có. Chuột hamster hào trong lòng, lập tức càng biệt khuất. Nếu như chúng ta có thể còn sống từ 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong ra ngoài, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem hai khỏa lưu ly kim đan triệt để nắm giữ, để chúng nó không còn tùy tiện loạn phát tin tức. Tống Thư Hàng thấp giọng nói. 8 tấn 9 thiên kiếp, còn muốn độ bao lâu? Chuột hamster tà ma tâm tắc, dò hỏi. Hẳn là còn có 999 ngày a. Tống Thư Hàng trả lời. Nói cách khác ngàn ngày chi kiếp vừa mới bắt đầu. Chuột hamster tà ma, chết chắc, không cứu nổi, viết di chúc đi. Ta chủ, lần này ta chết chắc, muốn tại thiên kiếp hạ thân tử đạo tiêu, kiếp sau cũng không thể lại phục thị ngài. Bởi vì ta liền kiếp sau đều muốn không có. Đừng từ bỏ hy vọng, dù là còn có một sợi hy vọng, chúng ta đều muốn bắt lấy. Tống Thư Hàng nói, tay của hắn đặt tại Trung Yên Thánh Kiếm phía trên. Ánh mắt chằm chằm vào phía dưới kiếp hỏa. Hơn vạn đạo kiếm khí, chỉ có thể phong bế kiếp hỏa nhất thời, chẳng biết lúc nào sẽ bị đột phá, hắn phải tùy thời phòng bị. Ngàn ngày chi kiếp còn chỉ có ngày đầu tiên, uy lực đã mạnh đến loại trình độ này. Sau đó, ta lại tiến đến, không cứu nổi. Chuột hamster hào thở dài, nói, đừng quên, ta là cửu u tà ma, mà lại, ta lập tức liền muốn độ ma kiếp. Hiện tại bằng vào ta trạng thái. Một khi trộn lẫn vào đến thiên kiếp bên trong, thiên kiếp uy lực sẽ gấp bội tăng lên. Tóm lại, thừa dịp thiên kiếp uy lực không cường hóa trước, viết di chúc đi. Có lẽ còn có cái biện pháp, Tống Thư Hàng nhanh chóng lấy ra một cái phục sinh kim tệ, giao cho chuột hamster tà ma, cấp tốc giải thích, bắt lấy phục sinh kim tệ, tại thiên kiếp cường hóa trước đó, ta trước đem ngươi giết một lần. Nếu như ngươi có thể rút đến 10 năm sau phục sinh tuyển hạng, trận này thiên kiếp ngươi liền có thể tránh đi. Chuột hamster hào nghe mắt, nhãn tình sáng lên. Hắn nhanh chóng tiếp nhận kim tệ, nói, nhật đấy, bá tống hào ngươi thật là một cái thiên tài, loại này oai điểm tử cũng có thể bị ngươi muốn ra tới. Xem ra, ngươi già đi không chỉ là bề ngoài, liền đầu óc cũng đã trưởng thành. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp thiên kiếp không cường hóa trước, một đao đâm chết ta. Tống Thư Hàng. Già đi không chỉ có là bề ngoài. Bất quá. Bây giờ không phải là muốn nhiều như vậy thời điểm. Tống Thư Hàng đưa tay, nắm lên lão viên thánh sư lợi kiếm, đối chuột hamster hào một kiếm đâm tới. Chỉ cần không chết ở ngàn ngày chi kiếp bên dưới, chuột hamster hào liền có thể sử dụng phục sinh kim tệ. Chỉ cần có cơ hội phát ra mặt trái, hắn thì có cứu được. Cong! Mũi kiếm đâm vào chuột hamster hào trên bụng nhỏ, sau đó phát ra kim thiết tương giao thanh âm, cọ sát ra một chuỗi tốn lửa. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Hắn một kiếm này nhưng không có thủ hạ lưu tình, là đem hết toàn lực một kiếm, mà lại trong tay hắn thế nhưng là lão viên thánh sư lợi kiếm, bát phẩm pháp khí, sắc bén vô song. Nhưng chuột hamster hào trên bụng có tầng một đen kịt bảo quang sáng lên, đây là tầng một siêu bát phẩm phòng ngự chi quang, đem hắn một kiếm này ngăn lại. Không tốt, quên ta chủ cho ta phòng ngự pháp khí còn không có lấy xuống,
còn có phù bảo. Chuột hamster hào thật nhanh đem bản thân trang bị, độ kiếp pháp khí lấy xuống, chứa vào đến một cái nhẫn nhỏ bên trong. Sau đó hắn nắm chặt phục sinh kim tệ, đưa nó giơ lên cao cao, lộ ra bụng của mình, nhanh nhanh nhanh, lại đâm ta. Nhớ kỹ thay ta nhặt xác, trang bị cũng không cần ném á. Tống Thư Hàng gật đầu, lại đem rút kiếm. Đúng lúc này, thiên địa chấn động, toàn bộ độ kiếp không gian tựa hồ cũng tại lay động. Sau đó, có một cây cháy hừng hực cây cột từ kiếp vân trong hung hăng cắm xuống. Căn này cây cột cưỡng ép đột phá công đức võng lạc phòng ngự, cắm vào mặt đất. Trên đó có tầng một xích hồng sắc vòng sáng nhộn nhạo lên, vòng sáng bao trùm phạm vi, hết thảy sự vật hóa thành cho tàn. Cật qua thánh quân, đây là vật gì? Thiên kiếp tựa hồ lại bắt đầu biến dị. Đây tuyệt đối là hắn nhân sinh vượt qua, chập trùng lớn nhất thiên kiếp. Xong, kiếp phạt chi trụ tịnh hỏa trụ rơi xuống. Chuột hamster tà ma một mặt tuyệt vọng, thiên kiếp đã cường hóa, không đùa. Xoẹt. Lúc này, Tống Thư Hàng một kiếm đâm đến trên người nó, đưa nó xuyên qua. Một kiếm hai động, xuyên tim, tâm bay lên. A, trễ a, thiên kiếp đã cường hóa, lại giết ta cũng vô ích, lại sao còn muốn đâm ta? A, chuột hamster hào một trận kêu thảm. Dạng này, chỉ ít ngươi sẽ không chết tại ngàn ngày chi kiếp dưới. Đi đầu tệ phục sinh đi, nhất định phải phát ra mặt trái đến, kim tệ tuyệt đối không thể đứng lên. Tống Thư Hàng ôn nhu nói, là ta liên lụy ngươi, đem ngươi kéo vào đến trận này thiên kiếp bên trong. Sở dĩ, chỉ ít không thể để cho ngươi có việc. Nếu không, ta không cách nào hướng bạch tiền bối bàn giao. Chuột hamster tà ma trong miệng phun máu, nghẹo đầu, treo. Đồng thời, hắn giơ cao lên phục sinh kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Phục sinh quá trình khởi động. Tại treo trước đó, hắn trong lòng lại nhưng ẩn ẩn sinh ra một tia cảm động đại thúc bộ dáng Tống Thư Hàng, so thanh niên bộ dáng muốn thuận mắt nhiều, mà lại cũng ôn nhu rất nhiều. Mặc dù một kiếm đưa nó đâm chết, nhưng đại thúc mô bản Tống Thư Hàng, cảm giác càng hiểu nhân tâm. Gặp chuột hamster hào trong tay phục sinh kim tệ có hiệu quả về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Chuột hamster hào vấn đề tạm thời giải quyết, chỉ cần hắn không nghịch thiên phát ra dựng đứng kim tệ, tạm thời liền không có nguy hiểm tính mạng. Hắn thu hồi lợi kiếm, đem chuột hamster hào thi thể chứa vào tới tay vòng tay không gian bên trong đi, cũng đem đầu kia cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn khoác về trên người mình. Sau đó, hắn lại nhìn phía một bên nằm tại vương bá chuyên gia chi thuẫn trên ngủ ngon ngọt tiểu âm trúc muốn hay không cho Lý Âm Trúc cũng tới một kiếm. Nếu như chết ở ngàn ngày chi kiếp bên dưới, tự cùng chết ở thiên phạt tiếp theo dạng, lại không phục sinh khả năng. Xin lỗi, Âm Trúc, Tống Thư Hàng cắn răng, quyết định. Bá Tống tiểu hữu, ngươi lại làm cái gì? Thiên kiếp đang biến hóa, ngươi mau tới đây. Đột nhiên, trong hư không cật qua thánh quân lo lắng kêu lên. Tống Thư Hàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, hắn phát hiện thiên kiếp không gian lấy cây kia tịnh hỏa trụ làm trung tâm, một phân thành hai. Liền như là uyên ương nồi lẩu đồng dạng chia cắt pháp. Cật qua thánh quân cùng công đức xà mỹ nhân tại đầu kia. Hắn cùng tiểu âm trúc tại cái này đầu. Không ổn, trễ, Tống Thư Hàng nói. Thiên kiếp thế giới bị cắt ra, hắn không cách nào cùng cật qua thánh quân tụ hợp. Oanh long long long. Trên bầu trời, tiếng sấm vẫn như cũ. Nhưng ngàn ngày chi kiếp lại tạm dừng chỉ chốc lát. Tống Thư Hàng cùng cật qua thánh quân có thể rõ ràng cảm ứng được, thiên kiếp đang điều chỉnh. 10 cái hô hấp về sau, thiên kiếp tái khởi. Đầu tiên là cật qua thánh quân vị trí, lại là một nhóm tử tiêu thần lôi rơi xuống. Nhưng bất kể là số lượng vẫn là uy lực, đều giảm xuống rất nhiều. Ngàn ngày chi kiếp uy lực xuống đến cùng bình thường 8 tấn 9 tu sĩ không sai biệt lắm trình độ, nhiều nhất chỉ là thoáng mạnh lên một điểm. Cật qua thánh quân dựa vào công đức võng lạc, liền có thể tùy tiện đem những thứ này uy lực yếu bất tử tiêu thần lôi toàn bộ ngăn lại, không chút nào tốn sức. Nếu như là loại này bình thường cấp bậc ngàn ngày chi kiếp, ta hoàn toàn có thể chống đến cuối cùng. Cật qua thánh quân trong lòng tự tin nói. Chỉ cần thiên kiếp không có điên cuồng tăng cường, hắn liền không sợ hãi. Đã thiên kiếp của ta yếu bớt đến ta tiếp nhận bình thường phạm vi, cái kia Tống Thư Hàng tiểu hữu bên kia thiên kiếp, hẳn là cũng khôi phục bình thường a. Bản thân hắn ở vào 5 tấn 6 cấp độ, phải chịu là lục phẩm thiên kiếp a. Cật qua thánh quân nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về thiên kiếp thế giới một nửa khác. Sau đó,
hắn nhìn thấy tại Tống Thư Hàng cái kia phiến độ kiếp khu vực, kiếp vân trong có gần trăm mai thiên kiếp đạn hạt nhân xông ra. Mỗi một mai thiên kiếp đạn hạt nhân lực phá hoại, đều cùng hắn bên này yếu hóa tử tiêu thần lôi gần. Thiên kiếp uy lực không có yếu bớt, chỉ là hình thái phát sinh cải biến. Chẳng lẽ, thiên kiếp thế giới đem chúng ta cách biệt, chủ yếu là nhằm vào chúng ta thuộc tính khác biệt, hạ xuống khác biệt thiên kiếp. Cật qua thánh quân trong lòng nghi hoặc. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, Tống Thư Hàng bên kia thiên kiếp đạn hạt nhân lại phát sinh biến hóa. Tại đạn hạt nhân thiên kiếp ngưng tụ thành hình một khắc cuối cùng, từ kiếp phạt chi trụ trên có một đạo hỏa diễm phun ra, dung nhập vào những thiên kiếp này đạn hạt nhân bên trong, trực tiếp đem thiên kiếp đạn hạt nhân lực phá hoại tăng lên mấy cái cấp bậc. Tại sao có thể như vậy? Cật qua thánh quân nghẹn ngào kêu lên. Nói đùa cái gì, vì cái gì Thư Hàng tiểu hữu bên kia thiên kiếp uy lực, so với hắn bên này còn cường hãn hơn. Cũng không phải là hắn ghét bỏ phía bên mình thiên kiếp uy lực quá thấp, hắn ý tứ là, vì cái gì Tống Thư Hàng bên kia thiên kiếp còn bị cường hóa. Cái này lúc, cật qua thánh quân trên người công đức xà mỹ nhân mở to mắt. Nàng hai tay vỗ tay, kết cái công đức ấn, công đức tinh hải. Sát na ở giữa, cật qua thánh quân cảm giác mình năng lượng trong cơ thể, lại bị rút lấy một nửa trở lên lần này, hắn nhưng là ở vào thọ nguyên thiêu đốt bộc phát trạng thái. Nói cách khác, công đức xà mỹ nhân lần này thả ra pháp thuật, so trước đó giao trì tiên cảnh hình chiếu tiêu hao còn lớn hơn. Sau một khắc, một mảnh kim sắc công đức hải dương, tại cật qua thánh quân dưới thân hiện lên, nâng thân hình của nó, phòng ngự thân thể của nó phía dưới vị trí. Thi pháp hoàn tất về sau, công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy lên, giải trừ công đức phụ thể hóa thân bí pháp. Thân hình của nàng hóa thành hạt, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc. Đã trở về đến Tống Thư Hàng sau lưng, bên kia, đã không cần ta hỗ trợ. Như thế cũng tốt, chí ít sẽ không lại dính đến cật qua tiền bối độ kiếp. Tống Thư Hàng nói. Công đức xà mỹ nhân khẽ gật đầu, bảo vệ Tống Thư Hàng, công đức chi quang lập lòe mà lên. Trong hư không, nguyên bản đang muốn hạ xuống thiên kiếp đạn hạt nhân, có chút dừng lại. Sau đó, nguyên bản được cường hóa thiên kiếp, lại bắt đầu rõ ràng suy yếu. Tống Thư Hàng. Cái thiên kiếp này là đang chơi cái gì? Một hồi tăng cường, một hồi lại suy yếu, đây là đánh tâm lý chiến hay sao? Trước kia thiên kiếp liền sẽ binh pháp, gần nhất khoa học kỹ thuật gây cũng điểm lên, hiện tại còn chơi tâm lý chiến, hoàn toàn không cho độ kiếp giả lưu đường sống. Tứ phương uy nghi, nghe nói chư thiên cùng bảo vệ. Công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra cật qua thánh quân thanh âm câu nói này hẳn là cật qua thánh quân tại cái nào đó đoạn thời gian nói qua lời kịch. Nhưng Tống Thư Hàng hoàn toàn không ấn tượng. Tiên tử, nói tiếng người. Tống Thư Hàng nói. Công đức xà mỹ nhân nghẹo đầu, người đoán. Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ, thiên kiếp suy yếu cùng công đức xà mỹ nhân trở về có quan hệ? Tu sĩ giới lưu truyền một cái thuyết pháp, nếu là tu sĩ công đức chi lực hùng hậu, tại độ kiếp thời điểm sẽ có ưu thế. Không chỉ là tâm ma kiếp khâu, tại bình thường thiên kiếp khâu, cũng sẽ có ưu thế. Thuyết pháp này truyền ra rất rộng, liền Tống Thư Hàng cái này vừa mới bước vào tu hành không lâu người đều nghe Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối đang tán gẫu lúc, nhắc qua. Hiện tại xem ra, thuyết pháp này rất có thể là thật. Tống Thư Hàng đối với mình công đức chi quang tiên tử cường độ, vẫn rất có tự tin. Công đức xà mỹ nhân so với đại bộ phận huyền thánh giảng pháp sau bát phẩm huyền thánh công đức chi quang, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Có lẽ... Chính là bởi vì có công đức xà mỹ nhân gia trì, sở dĩ trên bầu trời thiên kiếp bắt đầu suy yếu. Nói tóm lại, đây là chuyện tốt. Trong hư không, thiên kiếp đạn hạt nhân lại lần nữa suy yếu đến trước đó tử tiêu thần lôi uy lực. Chuột hamster tà ma là trời kiếp mang tới cường hóa, cùng công đức xà mỹ nhân công đức chi quang gia trì triệt tiêu lẫn nhau. Gần trăm mai thiên kiếp đạn hạt nhân, gào thét lên bắt đầu hạ xuống. Hai làn sóng, cái này lúc. Công đức xà mỹ nhân tựa ở Tống Thư Hàng bên tai, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, không có cật qua thánh quân gia trì, hiện tại ta chỉ có thể dựa vào bình thiên quan bên trong, từ cật qua thánh quân cái kia bổ sung năng lượng duy trì tiêu hao, nhiều nhất thay ngươi cản hai làn sóng thiên kiếp, về sau. Ngươi được bản thân nghĩ biện pháp, công đức xà mỹ nhân nói. Lời kịch kho bên trong không thích hợp lời kịch, chỉ có thể dựa vào chính nàng bản sắc biểu diễn, thua thiệt lớn. Nàng bản sắc thanh âm suốt tràng phí rất cao. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng đẩy bình thiên quan, lần nữa hiện ra nữ đế hình thức.
thiên kiếp đạn hạt nhân hạ xuống vị trí nhất định lúc, công đức xà mỹ nhân điên cuồng triệu hoán công đức điện hình chiếu. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Toàn bộ bầu trời đều bị công đức điện hình chiếu bao trùm, lít nha lít nhít. Vô cùng hùng vĩ, phảng phất như là viễn cổ thiên đình trọng sinh đồng dạng, hơn 1000 cái xa hoa cung điện, nổi giữa không trung, tiên khí lượn lờ. Công đức xà mỹ nhân thối lui ra khỏi nữ đế hình thức, bình thiên quan bên trong năng lượng lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ. Ngài khỏe chứ, người tháng này cảnh ngoại ma lực lưu lượng đã hao hết. Mời đến đi nạp tiền. Công đức xà mỹ nhân nói ma lực xung trị cơ hệ thống nhắc nhở tiếng. Nàng ý tứ là, năng lượng sử dụng hết, chờ trên bầu trời công đức điện hình chiếu tiêu hao hết về sau, liền phải kháo Tống Thư Hàng bản thân đến nghĩ biện pháp chống cự thiên kiếp. Tống Thư Hàng, ta chỉ là hàng lởm huyền thánh, một cái bình thường ngũ phẩm tu sĩ. Muốn cái kiểu chết đi, muốn chết như thế nào? Công đức xà mỹ nhân lại nói lần này phát ra là bạch tiền bối thanh âm. Tống Thư Hàng, mau dừng lại. Thoải mái đến chết, công đức xà mỹ nhân tự hỏi tự trả lời đây là Tống Thư Hàng thanh âm. Tống Thư Hàng sờ lên lồng ngực của mình, ta cảm giác tương lai ta nguyên nhân cái chết, nhất định sẽ là cơ tim tắc nghẽn. Mặt khác, ứng phó sau đó thiên kiếp, Tống Thư Hàng chỉ có cái cuối cùng thủ đoạn. Hắn đưa tay đặt tại Trung Yên Thánh Kiếm bên trên. Thánh Kiếm trong kia mai mọc ra mắt tinh cầu đại lão dự bị trái tim, để Tống Thư Hàng nhiều hơn một loại lựa chọn. Hai làn sóng thiên kiếp thời gian, đầy đủ. Thử một chút đi, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, ý thức vùi đầu vào thứ nhất đan điền, viên kia tiểu kim đan phía trên. Theo ý chí của hắn, kim đan cấu đồ vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành bắt đầu sáng lên. Đây là hắn tờ thứ nhất kim đan cấu đồ, cũng là nhất mê một chương bởi vì Tống Thư Hàng cho đến bây giờ, còn không phát hiện chương này kim đan cấu đồ kém vẽ rồng điểm mắt chi bút đến cùng ở đâu. Sụp đổ đi, thánh thành, Tống Thư Hàng nói khẽ. Theo ý chí của hắn, kim đan cấu đồ trên cái kia vĩnh bất hãm lạc thánh thành ầm vang sụp đổ ra. Sau một khắc, thánh thành lúc trước cái thân mang kim sắc khôi giáp nam tử, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra rên rỉ thanh âm nam tử này, đại biểu là Tống Thư Hàng bản thân. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mọc ra mắt tinh cầu đại lão dự bị trái tim cung cấp đầy đủ năng nguyên, có lẽ có thể làm. Bước kế tiếp, từ trên kim đan đụng tới đi, Tống Thư Hàng nói. Kim đan cấu đổ bên trên, cái kia vàng khôi giáp nam tử thân ảnh đột nhiên bật đi ra. Trong một chớp mắt, tại Tống Thư Hàng giác quan trong thế giới, thời gian phảng phất đình chỉ. Bất kể là trời bên ngoài kiếp, vẫn là công đức xà mỹ nhân, toàn bộ đình chỉ bất động. Tại hắn giác quan bên trong, duy nhất đang động chính là hắn dưới chân, đen kịt một màu trong hải dương cái bóng của mình. Cái bóng của hắn vặn vẹo, hóa thành kim đan cấu đổ trên cái kia kim giáp nam tử. Kim giáp nam tử trên mặt, tràn đầy thống khổ, điên cuồng, tuyệt vọng, không cam lòng. Tống Thư Hàng thấy được mặt của hắn. Đây là một trương tang thương đại thúc mặt, cảm giác giống 3540 tuổi bộ dáng, tóc đều có chút hoa râm. Đây chính là tương lai ta già sau bộ dáng sao? Lão soái. Tống Thư Hàng cảm giác, đại thúc bộ dáng bản thân, lại nhưng đặc biệt soái, mi tâm loại kia khí chất ưu buồn đặc biệt mê. Cái bóng bên trong kim giáp nam tử quỳ rạp xuống đất, điên cuồng ôm đầu chu lên, đập đầu xuống đất. Tống Thư Hàng sau lưng, trước đó sụp đổ vĩnh bất hãm lạc thánh thành lần nữa ngưng tụ. Đồng thời Trung Yên Thánh Kiếm giải thể, cùng vĩnh bất hãm lạc thánh thành bộ kiện, dung hợp làm một thể. Cái bóng bên trong, kim giáp nam tử hình thể tăng vọt, hóa thành cao 60 mét cự nhân. Cái bóng bên trên, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, lắp ráp đến Tống Thư Hàng trên người, hóa thành một tôn cao 60 mét cương thiết cự nhân. Thành công. Mặt khác, Tống Thư Hàng xuất hiện vị trí cũng không phải là cương thiết cự nhân đầu hoặc là trái tim loại hình vị trí hạch tâm. Hắn xuất hiện tại cương thiết cự nhân nắm tay phải vị trí, đó là hắn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hạch tâm nghịch kình võ sĩ quyền 6 vị trí. Nơi trái tim trung tâm, thì là viên kia mọc ra mắt tinh cầu đại lão dự bị trái tim vương tỏa. Luôn có loại bị tu hú chiếm tổ chim khách cảm giác. Cuối cùng, Tống Thư Hàng dưới lòng bàn chân, cái kia chiến sĩ giáp vàng từ mặt biển bò lên đi ra. Một lát sau, thân ảnh của hắn dung nhập Tống Thư Hàng sắt thép cự nhân bên trong. Cương thiết cự nhân phảng phất bị rót vào hồn phách, độc giác Ngưu Vương trên mũ giáp có tầng một mặt nạ rơi xuống,
cương thiết cự nhân hai mắt chỗ có xích hồng quang mang lấp lóe mà lên. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trạng thái 1. Phản thánh thành sụp đổ sau, cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân. Cùng vĩnh bất hãm lạc thánh thành đem đối ứng ám chi hủy diệt hình thái. Đây là chỉ có được hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nam nhân, mới có thể thi triển trạng thái. Ân, nữ nhân cũng không thành vấn đề. Ầm ầm, thiên kiếp đạn hạt nhân nổ tung. Hơn ngàn tòa công đức điện hình chiếu hỏng mất hơn phân nửa. Ngay sau đó, đợt thứ hai thiên kiếp đạn hạt nhân rơi xuống. Trực tiếp đem còn sót lại công đức điện hình chiếu quét sạch trống không. Cùng tiên tử dự tính đồng dạng, nàng vì Tống Thư Hàng chống hai làn sóng thiên kiếp. Tiếp đó, chúng ta lên, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão dự bị trái tim cung cấp liên tục không ngừng năng lượng đừng nói là ngàn ngày chi kiếp, ngàn năm chi kiếp ta cũng độ cho ngươi xem. Ân, điều kiện tiên quyết là ta cương thiết cự nhân không tan vỡ. Đợt thứ ba thiên kiếp đạn hạt nhân hạ xuống. Hủy diệt cự nhân nhanh chân bước ra, bước về phía bầu trời. Mỗi một bước ra, thì có một đóa to lớn hắc liên ngưng tụ, nâng hắn thân thể cao lớn. Cự hùng thiết nương tử, hủy diệt cự nhân phất tay. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hùng viêm quân đoàn chống trận thử ma ngược sát gai ngược hiển hiện, cả hai lắp ráp, hóa thành một chỉ hùng trạng thiết sử nữ hình cụ. Cự hùng thiết nương tử mở ra, một hơi thôn phệ hơn 10 mai thiên kiếp đạn hạt nhân, đưa chúng nó chứa vào trong đó. Hình cụ khép lại, đột nhiên thu nhỏ. Rầm 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 bạo tạc sương mù từ cự hùng thiết nương tử khoảng cách bên trong phun ra tới. Có đại lão dự bị trái tim cung cấp năng nguyên, hủy diệt cự nhân uy lực bạo tăng. Vương giả đoạn đầu đài. Kiếm hình tháp. Tử vong thập tự giá. Đao võng. Vạn kiếm xuyên tâm. Kim giao hình tiễn. Hủy diệt cự nhân uy vũ bá khí, khí thế phi phàm. Chính là chiêu thức có chút không thích hợp. Nhưng nói tóm lại, cho tới bây giờ, còn có thể chống đỡ xuống dưới. Năng nguyên phương diện không cần lo lắng, đại lão dự bị trái tim đây chính là trường sinh giả cấp bậc, mà lại là đỉnh phong trường sinh giả cấp bậc năng nguyên, hoàn toàn không tồn tại bị ép khô vấn đề. Duy nhất cần lo lắng, chính là tạo thành hủy diệt cự nhân hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là bát phẩm pháp khí, đây là nhược điểm. Nếu như thiên kiếp cường độ lần nữa tiêu thăng, hủy diệt cự nhân thân thể sợ là sẽ phải không chịu đựng nổi. Bình thường tới nói, ngàn ngày chi kiếp thiên kiếp uy lực sẽ chậm rãi tăng lên, sẽ không một hơi tăng lên quá nhiều. Trừ phi đến ngàn ngày chi kiếp trung nhật kiếp giai đoạn. Công đức xà mỹ nhân lần nữa bản sắc diễn xuất. Hôm nay nàng bản sắc biểu diễn số lần, so với nàng nửa năm cộng lại còn nhiều, nàng hảo tâm đau nhức bản thân không có tới kịp thăng cấp lời kịch kho. Tống Thư Hàng vì chính mình cổ vũ sĩ khí, chống đỡ xuống dưới, chống đến ngàn ngày chi kiếp ngày cuối cùng, ta muốn hàng lởm đến cùng. Hàng lởm huyền thánh đã không cách nào thỏa mãn ta muốn trở thành hàng lởm kiếp tiên. Công đức xà mỹ nhân. Đây coi như là Tống Thư Hàng tại tự diễu sao. Chuột hamster tà ma phục sinh không gian bên trong. Xoay tròn đi, kim tệ. Ta chủ tại bên trên, đại cát đại lợi, chúc phúc cho ta đi. Chuột hamster tà ma gầm rú nói 10 năm, hắn cần 10 năm sau lại phục sinh. Kim tệ xoay tròn lấy hướng lên ném đi. Cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, trên mặt đất nhẹ nhàng bật lên nhảy động. Sau 10 phút, thả ta ra ngoài, bá Tống Hào mau thả ta ra ngoài. Chuột hamster tà ma thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng vội vàng tại bản thân vòng tay pháp khí trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đầy máu phục sinh chuột hamster tà ma. Từ pháp khí bên trong bật đi ra. Tống Thư Hàng nhìn qua hắn, lúc này chuột hamster hào manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt táo bón biểu lộ. Đứng lên rồi. Tống Thư Hàng thanh âm có chút run rẩy. Chuột hamster tà ma ngẩng đầu vọng thiên, rất muốn chết. Vì cái gì ở thời điểm này, người muốn âu khí. Tống Thư Hàng thở dài. Kim tệ đứng lên, cái này cỡ nào nhỏ bé tỷ lệ a. Tiếp tục như vậy nữa không được, bạch tiền bối tại bên trên, mời phù hộ ta à. Tích kết nối bạch tiền bối thất bại, người muốn liên hệ bạch tiền bối cũng không tại hảo hữu liệt biểu, mời tăng thêm hảo hữu sau lại nếm thử liên hệ. Tống Thư Hàng. Đợi đã, lần sau tại kết nối người khác trước đó, trước cho ta biết, tuyệt đối không muốn tùy ý kết nối. Tống Thư Hàng đối với mình hai khỏa lưu ly kim đan hạ đạt chỉ lệnh.
Cái đồ chơi này có đôi khi liền cùng giọng nói quay số điện thoại đồng dạng, thao túng rất không nhân tính hóa, không cẩn thận liền quay số điện thoại đi ra. Hiện tại đã không cẩn thận đem chuột hamster hào cuốn vào thiên kiếp, hắn cũng không muốn thật sự lại đem bạch tiền bối cũng cuốn vào. Ân, đợi đã. Có lẽ, bạch tiền bối có thể là một ngoại lệ. Mặc dù hắn cũng vừa tấn thăng bát phẩm huyền thánh không lâu, nhưng Tống Thư Hàng luôn có loại kỳ diệu ảo giác. Nói không chừng bạch tiền bối liền cửu phẩm thiên kiếp đều có thể đơn soát. Tóm lại, không cần tùy ý quay số điện thoại, Tống Thư Hàng lần nữa đối tiểu dưới kim đan đạt chỉ lệnh. Có nhiều thứ nhất định phải ở vào bản thân có khống chế trạng thái, nếu như hoàn toàn không thể khống chế, chỉ làm cho bản thân mang đến phiền toái cực lớn, còn không bằng bỏ qua rơi. Không tốt, a Tống Thư Hàng bên cạnh thân, chuột hamster tà ma đột nhiên hét thảm lên. Lúc này hắn, cùng Tống Thư Hàng, tiểu âm trúc đồng dạng, đều ở vào hủy diệt cự nhân nắm tay phải, bị hủy diệt cự nhân bảo vệ. Nhưng là, trên người nó lông tóc đột nhiên liền bốc cháy lên. Rõ ràng thiên kiếp không có rơi xuống người nó, đều bị hủy diệt cự nhân ngăn cản. Chuyện gì xảy ra, Tống Thư Hàng vội vàng lần nữa dùng cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn đem chuột hamster hào che đậy. Nhưng lần này, cái chăn che lấp khí tức hiệu quả mất đi hiệu lực. Chuột hamster tà ma ngọn lửa trên người vẫn như cũ không ngừng thiêu đốt, xinh đẹp lông tóc đã cháy đen một mảnh, hỏa diễm càng tiến một bước, thiêu đốt huyết nhục của nó. Là cây kia tịnh hỏa trụ phần tấn công năng, chuột hamster hào cười khổ nói. Đó là đặc biệt nhằm vào hắn mà hạ xuống kiếp phạt chi trụ, ở vào tịnh hỏa trụ trong phạm vi, dù là thiên kiếp không rơi xuống trên người nó đều sẽ một mực ở vào một loại bị phần tấn trong trạng thái. Nếu như hắn là cửu phẩm tà ma đại lão, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng nó chỉ là một đầu manh manh tứ phẩm tà ma. Nhiều nhất vài phút, hắn liền sẽ bị đốt vì cho tàn. Lần này thật sự phải chết, chuột hamster tà ma yếu ớt nói, bá Tống Hào, người còn có hay không cái khác phục sinh đạo cụ. Tống Thư Hàng cười khổ lắc đầu. Chuột hamster tà ma thống khổ run rẩy, cắn chặt răng. Nếu như bá Tống Hào ngươi có thể từ nơi này 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong còn sống ra ngoài, nói cho ta biết chủ, ta cả đời này đều không có hối hận qua. Hết thảy đều là thế giới cùng bá Tống Hào ngươi sai. Vâng, đều là ta sai, Tống Thư Hàng nói. Thân hình hắn có chút khuếch tán, tiến vào sương mù trạng thái. Ngay sau đó, hắn vươn tay ra, ấn tại chuột hamster tà ma trên người. Chuột hamster tà ma trên người thiêu đốt kiếp hỏa. Bị phỏng Tống Thư Hàng bàn tay Tống Thư Hàng xương mù hình thức là cực độ suy yếu bản, chỉ có thể miễn dịch phổ thông vật lý công kích, đối với loại này kiếp hỏa tổn thương không cách nào miễn dịch. Xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng trực tiếp thúc dục giám định thuật. Hắn cần liên quan tới cái này tịnh hỏa trụ phần tấn công năng tất cả tình báo, nếu như có thể có giải quyết tịnh hỏa trụ biện pháp, liền không thể tốt hơn. Trong xương khói, có đại lượng máu tươi dâng trào đi ra. Cùng một thời gian, xem xét kết quả phù hiện ở đầu óc hắn. Ngàn ngày chi kiếp kiếp phạt chi trụ tịnh hỏa trụ phần tẫn lĩnh vực tổn thương, nhằm vào cửu u sinh vật có thương tổn thêm thành. Ở vào phần tẫn lĩnh vực bên trong, kiếp hỏa không cách nào dập tắt, vết thương không cách nào khôi phục. Rời đi phần tẫn lĩnh vực về sau, kiếp hỏa hiệu quả tiêu tán, vết thương có thể dùng thủy hệ chữa trị bí pháp trị liệu. Muốn dập tắt kiếp hỏa, chỉ có rời đi phần tẫn lĩnh vực. Nhưng là... Tống Thư Hàng vị trí cái này nửa cái thiên kiếp thế giới toàn bộ bao phủ tại tịnh hỏa trụ phần tẫn lĩnh vực bên trong, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Có hay không triệt để ngăn cách phần tẫn lĩnh vực phương pháp? Tống Thư Hàng ám đạo. Liền cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn hủy diệt cự nhân phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cách cái này phần tẫn lĩnh vực, muốn làm sao? Tống Thư Hàng toàn lực thôi động xem xét bí pháp, nhưng lần này xem xét bí pháp cũng vô pháp cung cấp càng nhiều tham khảo. Lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, người có thể bảo vệ chuột hamster hào sao? Được rồi, ta hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Tống Thư Hàng lắc đầu. Công đức chi quang đối cửu u tà ma đồng dạng có cực mạnh khắc chế thuộc tính. Nếu như thiên tử bảo vệ chuột hamster hào, sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Công đức xà mỹ nhân lúc này thối lui đến một bên, đi thủ hộ lấy Lý Âm Trúc. Nàng và chuột hamster hào ở giữa bảo hộ lấy cự ly. Tránh cho ảnh hưởng đến chuột hamster hào. Chuột hamster hào cắn chặt hàm răng, thừa nhận kiếp hỏa phần thân nỗi khổ. Chuyển cáo ta chủ, kế hoạch của hắn, ta không cách nào thay hắn hoàn thành. Chuột hamster hào lại lên tiếng nói,
nó toàn thân đều bị ngọn lửa thôn phệ, nhìn qua tựa như là trong truyền thuyết ma thú hỏa diễm thử đồng dạng. Nhưng đột nhiên, Tống Thư Hằng phát hiện tại chuột hamster hào phần lưng có một mảnh nhỏ vị trí. Kiếp hỏa tương đối yếu ớt, rõ ràng so những vị trí khác kiếp hỏa yếu nhược rất nhiều. Vị trí kia, là hắn vừa rồi thi triển xem xét bí pháp chuẩn bị ở sau chỉ tiếp xúc vị trí. Chẳng lẽ nói, Tống Thư Hằng thân hình lần nữa tiến vào sương mù hóa hình thức, phần eo thất thải đại yêu tử lập lòe tỏa sáng. Sau đó hắn cắn răng một cái, hai tay đem chuột hamster tà ma bưng lấy. Hai tay của hắn hóa thành một đoàn sương mù, đem chuột hamster tà ma bịt kín bảo tồn. Kiếp hỏa đốt bị thương hắn sương mù thân thể bộ vị, từng lớp thống khổ dâng lên. Bất quá, điểm ấy thống khổ, tối đa cũng liền để Tống Thư Hằng hơi nhíu một chút lông mày. Nếu như có thể mà nói, nếu như ta có cho cốt lưu lại, xin đem cho cốt của ta mang cho ta chủ. Chuột hamster tà ma nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình thống khổ trên người đã dần dần biến mất. Điều này đại biểu lấy, hắn liền thống khổ đều không thể cảm nhận được, đã phải chết đi. Hừm, nếu như ngươi có cho cốt, ha ha ha. Tống Thư Hằng mỉm cười nói. Chuột hamster tà ma nghe được Tống Thư Hằng tiếng cười, tâm tính lại nổ, lúc này ngươi lại còn có thể cười ra tiếng, trước đó ta vậy mà lại cảm giác đến đại thúc trạng thái ngươi tương đối hiểu nhân tâm, ta quả nhiên vẫn là nhìn lầm ngươi. Không có cách, dù sao biến chỉ là bề ngoài, ta tâm lý tuổi tác lại không biến. Tống Thư Hằng vui à cười nói cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, hắn sương mù hóa trạng thái, lại nhưng có thể triệt để ngăn cách phần tận lĩnh vực tổn thương. Không hổ là ngụy bất hủ hình thức, cho dù là vô hạn suy yếu bản, nhưng mang theo bất hủ hai chữ, chính là không giống bình thường. Sau đó Tống Thư Hằng đưa tay, bưng lấy chuột hamster tà ma, hướng bản thân trong bụng lấp đầy. Chờ đợi đã, ngươi muốn làm gì? Chuột hamster hào khẩn trương kêu lên. Tống Thư Hằng ngừng lại. Đúng à, đem ngươi nhét trong bụng, chẳng phải là cảm giác giống mang thai đồng dạng. Cái này không thể được. Ta gần nhất đối mang thai cái này từ rất mẫn cảm. Dứt lời, hắn bưng lấy chuột hamster tà ma, giơ lên cao cao. Tiếp theo, một thanh liền đem hắn nuốt xuống. Chuột hamster hào. Ngọa thảo, bá Tống Hào ngươi đang làm gì đâu? Cảm giác ngoài ý muốn mang cảm giác, tiên tử nuốt xích tiêu kiếm tiền bối lúc, chính là loại cảm giác này sao? Sẽ lên nghiện, Tống Thư Hằng nói khẽ. Bất quá chỗ, công đức xà mỹ nhân nghe vậy nháy nháy mắt. Sau đó nàng hai tay giao nhau tại bản thân ngực lớn trước, dùng sức lắc đầu. Nuốt kiếm là tài nghệ biểu diễn. Nuốt sống chuột hamster còn không phải thế. Hai chuyện này sao có thể đánh đồng? Chúng ta không giống nhau, không giống nhau, không giống nhau. Tống Thư Hằng tiếp tục duy trì lấy sương mù hóa trạng thái. Ngàn ngày chi kiếp, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hiện tại, mình có thể chống đến một bước nào, chính hắn cũng không biết. Có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, bạch tiền bối phù hộ, Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Người sương mù hình thức, có thể duy trì 1000 ngày sao? Cách đó không xa, công đức xà mỹ nhân hỏi. Tống Thư Hằng cười khổ lắc đầu. Sương mù hình thức, đối linh lực tiêu hao rất lớn, đối thể lực tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Đừng nói 1000 ngày, coi như hắn không ngừng gặm đan dược ngoại giới linh lực nồng nặc, có thể kiên trì 10 ngày không giải trừ sương mù hình thức. Còn kém không nhiều đến cực hạn. Chuột hamster tà ma bị Tống Thư Hằng sương mù hóa thân thể bảo hộ lấy, hắn kích hoạt lên trên mặt nhẫn một cái thủy hệ chữa trị pháp thuật, chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Nếu như ngươi nhịn không được, liền đem ta thả ra đi. Chuột hamster hào đột nhiên lên tiếng nói Tống Thư Hằng vì bảo hộ hắn làm đến bước này, hắn thật có chút cảm động, ân, có một giọt nước nhiều như vậy cảm động. Ngươi yên tâm đi, nếu như ta sắp không chịu được nữa. Khẳng định phải trước tiên đem ngươi móc ra. Nếu không, ở tại trong dạ dày của ta, ta cảm giác sẽ tiêu hóa không tốt. Tống Thư Hằng nhanh chóng hồi phục. Chuột hamster hào. Trước một giây trong lòng thật vất vả gạt ra một giọt cảm động, trong nháy mắt liền bốc hơi. Quyết định, đến lúc đó ta chết cũng muốn chết tại trong dạ dày của ngươi, hư thối thành một đoàn, không chỉ có muốn để ngươi tiêu hóa không tốt, còn muốn ngươi đến vị xuyên khổng. Chuột hamster tà ma trong lòng thề. Thời gian, một chút xíu vượt qua. Ngàn ngày chi kiếp ngày đầu tiên, triệt để kết thúc. Đây là Tống Thư Hằng trong đời nhất một ngày bằng một năm một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây đều phảng phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc.
Có lẽ là bởi vì chuột hamster hào bị triệt để che đậy nguyên nhân, trong hư không thiên kiếp uy lực không tiếp tục tiêu thăng. Tống Thư Hàng cùng hủy diệt cự nhân, dần dần bắt đầu quen thuộc thiên kiếp tiết tấu. Sát phách cật qua thánh quân, càng là lộ vẻ thành thạo. Hắn trên có công đức võng lạc, dưới có công đức xà mỹ nhân trước khi đi thay hắn bố trí công đức tinh hải, rất là nhẹ nhõm. Nương quen thuộc ngàn ngày chi kiếp tiết tấu về sau, ngày thứ hai tương đối mà nói dễ dàng một số. Giai đoạn này, nhưng thật ra là ngàn ngày chi kiếp dễ dàng nhất sống qua giai đoạn. Tu sĩ linh lực, tinh lực, thể lực cũng còn tính đầy đủ, thiên kiếp cường độ cũng không cao. Ngàn ngày chi kiếp quá dài dằng dặc, trước mấy ngày có thể nhẹ nhõm kiên trì, mà đợi trăm ngày về sau, theo tu sĩ tinh khí thần hạ xuống, thân thể mỏi mệt tích lũy, thiên kiếp cường độ tăng lên. Mỗi một ngày sẽ như cùng địa ngục bình thường gian nan. Ngàn ngày chi kiếp ngày thứ hai. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên xông lên một điểm lĩnh ngộ, hắn phát hiện thứ nhất kim đan cấu đổ vĩnh bất hãm lạc thánh thành thiếu hụt cái kia một điểm. Ít bộ phận ở trong tối đổ thánh thành sụp đổ sau. Cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân bên trong. Là cự nhân mắt phải. Cự nhân mắt trái đỏ rực như lửa. Mà hắn mắt phải, trống rỗng. Vẽ rồng điểm mắt một bút, ngay ở chỗ này. Bất quá, thời cơ còn chưa tới. Tống Thư Hàng trong lòng còn không có không kịp chờ đợi muốn vẽ rồng điểm mắt xúc động. Vẽ rồng điểm mắt sự tình trước tiên có thể hoãn một chút. Hiện tại ở vào ngàn ngày chi kiếp bên trong, có thể không phức tạp, cũng không cần gây sự. Ngàn ngày chi kiếp, ngày thứ ba. Tống Thư Hàng phát hiện mình sương mù chi thân, có chút không chịu nổi, kiên trì thời gian so với hắn tưởng tượng còn muốn ngắn. Bởi vì thiên kiếp thế giới linh lực, biến mỏng manh. Nguyên bản ở tại thiên kiếp thế giới bên trong lúc, liền phảng phất ở vào một đầu linh mạch bên trong, ngoại giới linh lực liên tục không ngừng. Mà bây giờ, thiên kiếp thế giới bên trong linh lực bắt đầu khô cạn. Tống Thư Hàng chỉ có dựa vào gặm đan dược kiên trì. Tốt trong tay hắn có không ít số lượng đan dược, đại bộ phận đều là ngũ phẩm cấp. Đến từ thiên nhân nhóm hữu nghị cống hiến, còn có một bộ phận đan dược là cửu châu nhất hào quần các tiền bối trợ giúp, chính là đẳng cấp tương đối thấp. Khôi phục linh lực hiệu quả chậm chạp. Một ngày này, Tống Thư Hàng trong lòng đối với máy móc hạch tâm lò phản ứng kim đan cấu đồ, đột nhiên sinh ra một sợi đốn ngộ. Hạch tâm lò phản ứng kết cấu sáng tạo và hủy diệt chi tinh, 4 Omanga. Vẽ rồng điểm mắt một bút thiếu hụt là bị tập kích boss. Hôm nay, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên có đốn ngộ chợt lóe lên, nhưng cái này đốn ngộ tránh quá nhanh, Tống Thư Hàng không có tới kịp bắt. Mà lại luôn cảm giác cái này tia đốn ngộ bị quấy rầy, tín hiệu không quá tốt. Cái này tựa hồ là sắt thép hóa thân cái kia phản hồi tới được đốn ngộ. Cũng không biết thiên đế đối với hắn sắt thép hóa thân đã làm gì, Tống Thư Hàng trong lòng có chút hoảng. Ngàn ngày chi kiếp, ngày thứ tư. Tống Thư Hàng thể nội bát hạch tâm tám kim đan, đều tiếp cận bị ép khô. Gặm đan dược đã thoáng có chút theo không kịp tiêu hao tốc độ. Còn tốt. Hủy diệt cự nhân tiêu hao, là từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão dự bị trái tim bên trong cung cấp. Tống Thư Hàng bản thể chỉ cần cung cấp một sợi tinh thần lực dẫn đạo, duy trì hủy diệt cự nhân trạng thái. Cảm giác nhanh không tiếp tục kiên trì được, bởi vì năng lượng bị ép so sánh lớn, Tống Thư Hàng cảm giác mình ý thức có chút hoảng hốt. Tại ý thức hoảng hốt thời điểm, Tống Thư Hàng trong đầu có từng lớp linh cảm lao qua. Là đối thứ nhất kim đan cấu đồ hủy diệt cự nhân mắt phải vẽ rồng điểm mắt linh thạch. Hủy diệt cự nhân chính diện đối ngàn ngày chi kiếp 4 ngày lâu, mỗi đối một ngày, liền sẽ để Tống Thư Hàng nhiều một phần cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ hóa thành linh cảm, đang không ngừng tích lũy. Cự nhân mắt phải, đương muốn chiếu rọi ra hắn bộ dáng của địch nhân. Địch nhân kia, không có thực thể, là khái niệm tồn tại. Chính là địch nhân cái này khái niệm, hắn có thể là thiên kiếp. Có thể là các vị đại lão, có thể là công tử hải tổ ba người, có thể là thiên nhân, thậm chí có thể là nhím biển chiến sĩ. Cuối cùng một bút, chỉ cần một điểm, điểm ra cự nhân mắt phải, điểm ra trong mắt chiếu rọi địch nhân cái này khái niệm bộ dáng. Vô số tin tức tràn vào Tống Thư Hàng não hải. Dựa vào những thứ này lĩnh ngộ, Tống Thư Hàng lại chống nổi một ngày. Ngàn ngày chi kiếp, ngày thứ năm. Sắt thép hóa thân nơi đó. Đồng dạng đứt quãng phản hồi đến đây rất nhiều lóe lên lĩnh ngộ. Đồng dạng là liên quan tới máy móc hạch tâm lò phản ứng kim đan cấu đồ cuối cùng một bút, bị hủy diệt ngôi sao tập kích địch nhân.
xảo chính là, cái kia cuối cùng một bút cùng cự nhân mắt phải tin tức rất tương tự, trùng hợp. Cả hai đối ứng đều là địch nhân. Đều là địch nhân cái này khái niệm. Họa pháp khả năng khác biệt, nhưng vẽ rồng điểm mắt đi ra đồ vật, hẳn là sẽ rất tiếp cận. Kể từ đó, hai tấm khác biệt kim đan cấu đổ lĩnh ngộ, hỗ trợ lẫn nhau. Nói không chừng đến lúc đó, ta có thể một bút điểm hai cái kim đan cấu đồ. Tống Thư Hàng trong lòng nói. Cứ như vậy, hắn lại ngoan cường chống nổi một ngày. Ngàn ngày chi kiếp, ngày thứ sáu. Không được, Tống Thư Hàng hướng trong miệng lấp mấy viên thuốc. Nhưng là, đan dược đối linh lực khôi phục hiệu quả càng ngày càng thấp, đây là hắn cùng một thời gian dùng qua nhiều đồng loại hình đan dược nguyên nhân. Ngoại giới linh lực, càng phát ra khô cạn. Tống Thư Hàng không cách nào từ ngoại giới đạt được linh lực bổ sung. Không sai biệt lắm đến cực hạn. Đậu đậu cùng tạo hóa tiền bối nói rất đúng, thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Lúc này, có người hay không cho ta truyền cái mấy trăm năm công lực, để cho ta hoãn khẩu khí. Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ miên man. Tích có hay không hướng minh hữu của ngươi côn na nữ sĩ thỉnh cầu năng lượng trợ giúp. Trong đầu hắn. Đột nhiên hiển hiện như thế một cái nhắc nhở. Đây là mã QA lưu ly kim đan cùng công đức võng lạc kim đan, đạt được Tống Thư Hàng chỉ lệnh về sau, hiện tại mỗi lần muốn phát tin tức trước, sẽ trước nhắc nhở một chút Tống Thư Hàng. Thỉnh cầu năng lượng trợ giúp, sẽ đem nàng cuốn vào thiên kiếp sao? Tống Thư Hàng nói, nếu như sẽ đem cô na nữ sĩ cuốn vào, coi như xong. Tích vẻn vẹn năng lượng trợ giúp, có, hay không? Còn có thể dạng này. Đó là đương nhiên là lựa chọn có á. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Hắc Long thế giới, Đát Ma rừng rậm, Long huyết phân bộ lạc. Xích Tiêu kiếm tiền bối lẳng lặng lơ lửng trong hư không, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Tại hắn bên người, Bạch tiền bối phân thân uể oải một tay chống cầm cái này Bạch tiền bối phân thân, khí chất trên cùng Vũ Nhu tử đại sư huynh lưu kiếm nhất là trong một cái mô hình khác đi ra dáng vẻ, thuộc về loại kia lười hô hấp chủng loại. Xích Tiêu kiếm đạo hữu, có kết quả sao? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Xích Tiêu kiếm rơi xuống đất, mũi kiếm đinh xuống mặt đất, mơ hồ trong đó còn có thể cảm ứng được ta cùng tiên tử ở giữa liên hệ. Đã như vậy, cái kia Tống Thư Hàng nên còn bình an vô sự. Về phần tại sao hắn cùng công đức xà mỹ nhân ở giữa sẽ tồn tại viễn trình cảm ứng, cái kia chính là cái rất dài chuyện xưa phải biết. Xích Tiêu kiếm tiền bối hiện tại thế nhưng là có thể thay thế công đức xà mỹ nhân nói chuyện. Giữa hai bên thậm chí có thể làm được tâm ý tương thông. Giữa song phương đương nhiên tồn tại một số liên hệ cảm ứng thủ đoạn. Nhưng lần này thiên kiếp thời gian, hơi dài a, Bạch tiền bối phân thân nói. Cái này đều 6 ngày, liền xem như bát phẩm huyền thánh kiếp cũng cần phải độ xong. Trừ phi, Tống Thư Hàng tiểu tử này độ chính là cái kia kiếp ngàn ngày chi kiếp. Xích Tiêu kiếm tiền bối trầm giọng nói. Bạch tiền bối phân thân có chút dừng lại. Hẳn là, rất không có khả năng a. Lúc này, Bạch tiền bối phân thân bên cạnh, cô na nữ sĩ đang bưng chén rượu, ngụm nhỏ nhếch. Nàng thỉnh thoảng nhìn qua Bạch tiền bối phân thân, sau đó đem hắn hình tượng và trong đầu của mình vị kia nắm cả đời chi địch tiến hành so sánh. Cảm giác bên trên, giữa hai bên cực độ tương tự, nhưng lại có một ít nhỏ xíu chênh lệch. Còn phải lại chờ đợi sao? Xích Tiêu kiếm hỏi. Bạch tiền bối phân thân. Ta cũng không có biện pháp a, độ kiếp không gian, ta cũng không xông vào được. Trừ phi, ta cũng đi độ 8 tấn 9 thiên kiếp, sau đó đánh nát thiên kiếp không gian, từng cái không gian vượt qua. Nói không chừng có tỷ lệ như lần trước tốt lắm, trực tiếp xâm nhập đến Tống Thư Hàng bọn hắn độ kiếp không gian bên trong đi. Nhưng tỷ lệ cũng quá thấp. Xích Tiêu kiếm. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước mắt vị này là thiên niên đệ lục thánh a. Không tấn cấp không bao lâu cái chủng loại kia a. Đạo hữu người bây giờ có thể trùng kích cửu phẩm cảnh giới. Xích Tiêu kiếm hỏi. Còn không được, còn kém rất nhiều. Bạch tiền bối phân thân lắc đầu nói, ta còn cần rất nhiều khế ước mới được. A, cái này lúc, cô na nữ sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên. Thế nào, Xích Tiêu kiếm nghi ngờ nói. Minh hữu của ngươi Tống Thư Hàng hướng ngươi gửi đi thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể cung cấp hắn một phần năng lượng. Có, hay không, cô na nữ sĩ rụi rụi con mắt, đọc nói. Còn có loại này thao tác, Xích Tiêu kiếm kinh ngạc, thiên kiếp không gian bên trong còn có thể hướng minh hữu cầu năng lượng cung ứng, cái kia hảo hữu công năng như thế sâu tạc thiên.
nhưng ta không cách nào vì Thư Hàng tiên sinh cung cấp năng lượng. Côn Na nữ sĩ bình tĩnh nói, năng lượng của ta là ma lực lưu lượng, coi như chuyển di đi qua, cũng vô pháp hóa thành Thư Hàng tiên sinh có thể sử dụng linh lực. Mà lại, đơn thuần ma lực lưu lượng, Thư Hàng tiên sinh bản thân thì có rất nhiều. Ngươi điểm có nhìn xem, sau đó ta vì ngươi truyền thâu linh lực, nhìn xem có thể hay không truyền thâu cho Thư Hàng. Bạch Tiền Bối phân thân đứng dậy, nói. Côn Na nữ sĩ nhẹ gật đầu, sau đó nàng đưa tay lựa chọn có tuyển hạng. Sau một khắc, thân hình của nàng siêu một tiếng, biến mất không thấy. Xích Tiêu kiếm, dịch chuyển không gian, nàng sẽ không cũng bị chuyển rời đến độ kiếp không gian bên trong đi à? Không, nàng không có tiến vào độ kiếp không gian. Bạch Tiền Bối phân thân nheo mắt lại. Vị này Côn Na nữ sĩ, tựa hồ cũng không đơn giản à. Vốn cho là cái trước phân thân mang theo Tống Thư Hàng, tùy ý từ trên đường giành được say rượu nữ tử, hiện tại xem ra. Rất có thể lúc ấy là vị này Côn Na nữ sĩ, tại lực lượng nào đó điều khiển, chủ động tới gần hắn cùng Tống Thư Hàng cũng không nhất định. Côn Na nữ sĩ thân hình sau khi biến mất, xuất hiện tại một chỗ Long Lạc tiết điểm vị trí. Nơi đó, là Long Lạc nhất nguyên sơ tiết điểm, cũng là trọng yếu nhất tiết điểm. Con người của nàng, hóa thành kim sắc dựng đồng tử. Côn Na nữ sĩ cất bước, bước vào tiết điểm trung tâm. Nàng đưa tay, ấn trong hư không. Một cái Long Lạc tài khoản, hình chiếu đi ra. Cái này tài khoản ID là một chuỗi đen long văn ký tự văn. Côn Na nữ sĩ đưa tay tại phù văn này trên một vòng, đưa nó đổi thành béo cầu hai chữ. Sau đó, nàng hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay ở cái này Long Lạc tài khoản trên một điểm. Thiên kiếp thế giới bên trong. Tống Thư Hàng cảm giác thật sự muốn không chịu đựng nổi. Mà hướng Côn Na nữ sĩ phát đi năng lượng trợ giúp, chậm chạp không có thu đến đáp lại. Đợi đã, ta lại nhưng quên đi, Côn Na nữ sĩ là Hắc Long thế giới cư dân. Nàng căn bản không có linh lực, dùng chính là ma lực lưu lượng. Nàng căn bản là không có cách vì ta cung cấp năng lượng trợ giúp a. Tống Thư Hàng thở dài. Không có biện pháp, xem ra, muốn trước đem chuột hamster hào từ trong dạ dày lấy ra. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, có một đạo tin tức truyền tới. Minh hữu của ngươi, Côn Na nữ sĩ đã hạ tuyến. Tống Thư Hàng. Một lát sau. Minh hữu của ngươi, béo cầu đã thượng tuyến. Tống Thư Hàng. Đây là cái gì đáng sợ thao tác? Béo cầu đại lão. Minh hữu của ngươi béo cầu đồng ý ngươi năng lượng trợ giúp phương án, hướng ngươi truyền lại tinh khiết năng lượng một phần. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy mình hai cái lưu ly kim đan bên trong có năng lượng khổng lồ, liên tục không ngừng bừng lên. Minh hữu của người béo cầu hướng người bổ sung một đầu tin tức, mời thi triển phân thân bí pháp, lấy kết thúc trước mắt hết thảy. Từ hai khỏa lưu ly kim đan bên trong tuôn ra lực lượng, không phải linh lực, không phải ma lực, mà là một loại đơn thuần lực lượng, cơ hồ có thể bị tất cả người tu luyện sử dụng. Cảm giác bức cách rất cao, hẳn là một loại phi thường cao cấp lực lượng. Loại này đơn thuần lực lượng, từ hai khỏa lưu ly kim đan bên trong dũng mãnh tiến ra, chảy ngược hướng Tống Thư Hàng còn lại 5 viên tiểu kim đan, lại tràn vào Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan bên trong. Trong nháy mắt, liền bổ đầy Tống Thư Hàng tất cả tiêu hao. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trên tinh thần mỏi mệt, bị ép khô thể lực cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này hắn, liền phảng phất mới vừa gia nhập độ kiếp không gian, trạng thái tràn đầy. Nhưng là, hắn không vui. Đến từ béo cầu đại lão trợ giúp, đến từ béo cầu đại lão kèm theo tin tức, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Dù sao, vị này chính là hắn cho tới nay chính diện đối cường đại nhất lão. Tống Thư Hàng tâm tình, tương đương phức tạp. Như vậy hiện tại, hắn muốn án lấy béo cầu đại lão nhắc nhở, thi triển phân thân bí pháp sao? Từ béo cầu đại lão kèm theo tin tức nhìn lại, hắn tựa hồ muốn bản thân từ 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong chuyển di ra ngoài. Làm sao chuyển di? Dùng phân thân bí pháp đương chết thay, sau đó minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, đem hắn bản thể đổi đi sao? Nếu quả như thật có thể chuyển di ra ngoài, Tống Thư Hàng cũng không phản đối. Dù sao có chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc tại, hắn thật sự không nắm chắc độ xong cái này ngàn ngày chi kiếp. Đáng nhắc tới chính là, nếu như không chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc ở đây, hắn vẫn là không nắm chắc vượt qua ngàn ngày chi kiếp. Dù sao hắn là hàng lởm huyền thánh. Nhưng là,
đề nghị là béo cầu đại lão, rất có thể bản thân vừa mới chuyển rời ra ngoài, liền bị bắt được chộp tới nghiên cứu. Sở dĩ, muốn thế nào lựa chọn? Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là lựa chọn trước từ 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong chạy đi á. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Ra ngoài đối mặt béo cầu đại lão, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt, nếu như có thể trong nháy mắt kết nối hạch tâm thế giới, vậy thì có năm thành nắm chắc thoát thân. Mà tiếp tục tại cái này thiên kiếp thế giới bên trong ở lại, chuột hamster tà ma, hắn, tiểu âm trúc đều đứng trước cửu tử nhất sinh cục diện. Tống Thư Hàng chỉ tay một cái. Phân thân bí pháp thi triển ra. Lần này lại muốn vất vả ngươi. Tống Thư Hàng đối với mình phân thân nói. Phân thân nha, không phải là vì cho bản thể cõng nồi mà tồn tại nha. Phân thân của hắn bình tĩnh mà đứng, không nhúc nhích. Như vậy tiếp đó, béo cầu đại lão muốn làm sao thao tác, đem ta bản thể chuyển di ra ngoài đâu. Tống Thư Hàng trong lòng có chút hiếu kỳ. Đồng thời, hắn đối sát phách cật qua thánh quân kêu lên, cật qua tiền bối, ngày trước tiếp tục độ kiếp, chúng ta đi trước một bước á. Không cáo mà từ là rất không lễ phép. Cật qua thánh quân nghe vậy, đột nhiên xoay đầu lại, hét lớn, đi trước một bước. Đợi đã, bá Tống tiểu hữu, ngươi không muốn từ bỏ. Chống đỡ, ta nghĩ biện pháp cùng ngươi tụ hợp, cái này ngàn ngày chi kiếp, chúng ta cùng một chỗ khiêng. Cật qua thánh quân còn tưởng rằng Tống Thư Hàng nhìn không được, muốn thả vứt bỏ chống cự, chuẩn bị chết ở thiên kiếp bên trong, sở dĩ cùng hắn sinh ly tử biệt. Không không không, cật qua tiền bối ngài hiểu lầm, ý của ta là, ta khả năng tìm được rời đi 8 tấn 9 thiên kiếp phương pháp. Sở dĩ, ta muốn dẫn chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc từ nơi này rời đi. Dù sao nơi này đối với chúng ta tới nói quá nguy hiểm, 8 tấn 9 thiên kiếp không phải chúng ta bây giờ có thể tiếp nhận. Mà lại, không có chúng ta quấy nhiễu về sau, cật qua tiền bối ngài độ kiếp cũng có thể càng thêm thuận lợi. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời. Cật qua thánh quân. Thư Hàng tiểu hữu đây là ma chướng sao? Giữa ban ngày nói cái gì chuyện hoang đường, tiến vào thiên kiếp không gian, còn muốn ra ngoài, coi là thiên kiếp là nhà mình hậu hoa viện, muốn vào liền vào, muốn đi thì đi. Vẫn là nói, Thư Hàng tiểu hữu là không muốn để cho chính hắn chết cho ta tạo thành áp lực tâm lý, cho nên mới dùng hoang ngôn lừa gạt ta. Cật qua thánh quân trong lòng phun lên như thế một cái ý nghĩ. Lấy Thư Hàng tiểu hữu tính cách, làm như thế khả năng rất lớn. Bá Tống đạo hữu, chống đỡ, ta lập tức liền đi cứu ngươi. Cật qua thánh quân cắn răng nói. Tống Thư Hàng cùng hắn hữu duyên, lại là ít có giống như hắn có thể tiếp xúc đến công đức võng lạc đạo hữu, có thể nói là bạn vong niên, cật qua thánh quân nghĩ hết lượng bảo vệ hắn. Tống Thư Hàng, cho ta nghe tiếng người a, cật qua tiền bối. Cùng một thời gian, trong cơ thể của hắn lại nhận được một đợt tinh thuần lực lượng, cả người trạng thái tiến một bước bị ưu hóa. Minh hữu của người béo cầu lại hướng người truyền tống một đợt lực lượng, cũng bổ sung một đầu tin tức, xin đem bộ phận ý thức chuyển rời đến trên phân thân, cũng làm tốt rời đi thiên kiếp thế giới chuẩn bị. Cùng Tống Thư Hàng đoán đồng dạng, béo cầu đại lão quả nhiên là có thủ đoạn muốn đem hắn lôi ra thiên kiếp thế giới. Cật qua tiền bối, người không nên vọng động, chúng ta sau 994 ngày gặp, đến lúc đó, ta tại hiện thế vì ngươi thiết hạ yến hội, mời biệt tuyết tiên cơ chủ trù. Cùng chúc cật qua tiền bối tấn thăng kiếp tiên, trở thành ngàn năm thứ nhất kiếp tiên. Tống Thư Hàng đối cật qua tiền bối kêu lên. Nói xong, hắn đem bộ phận ý thức chuyển rời đến phân thân thể nội. Phân thân của hắn cùng bạch tiền bối khác biệt, cũng không có độc lập ý chí, mà là cùng bản thể dùng chung một cái ý thức. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cái kia ma lực xung chỉ cơ bồng bềnh đi ra. Trên đó, có một cái lạc ấn phù văn lóe sáng. Từ lạc ấn phủ văn bên trong, có vô số như sợi tơ lực lượng dọc theo người ra ngoài, đem sương mù hóa Tống Thư Hàng, tiểu âm trúc, công đức xà mỹ nhân, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, quấn quanh. Ước chừng 20 cái hô hấp sau, Tống Thư Hàng cảm giác đến trời đất quay cuồng. Thật vất vả loại này xoay tròn cảm giác rút đi, hắn mở to mắt. Hắn lúc này, ở vào một chỗ trong hư không, bốn phía đều là long lạc nhu hòa tia sáng. Tại hắn ngay phía trước, cô na nữ sĩ mặt mỉm cười, hai tròng mắt của nàng là kim sắc dựng đồng tử, tức xinh đẹp lại có uy nghiêm. Ta từ phía trên kiếp không ở giữa bên trong đi ra rồi. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía bốn kích, a. Tiểu âm trúc không ở, công đức xà mỹ nhân cũng không ở,
tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng không ở. Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện thân thể của mình đã rút đi sương mù hóa hình thức, tiến vào nhục thân trạng thái. Tống Thư Hàng, ôi chao, không tốt, chuột hamster hào còn tại trong dạ dày của ta. Hy vọng chuột hamster hào đừng ra sự, sẽ không bị hắn tiêu hóa. Mặt khác, nuốt sống cửu u chuột hamster có thể hay không trúng độc? Có thể hay không đau dạ dày? Tống Thư Hàng ý niệm nhất chuyển, thật nhanh đem thân thể của mình chuyển hóa làm sương mù hình thức. Chuyển hóa thành công. Nhưng là, chuột hamster hào đâu? Tống Thư Hàng mở to hai mắt nhìn, đưa tay tại bản thân dạ dày móc móc. Chuột hamster hào đi đâu rồi? Trước đó còn tại hắn dạ dày vị trí, như vậy lớn một đầu chuột hamster đâu? Sẽ không, thật sự bị ta tiêu hóa à? Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía cô na nữ sĩ. Đồng thời, trong đầu hắn ý thức tật chuyển. Tiểu âm trúc không ở, công đức xà mỹ nhân không ở, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí không ở, trong dạ dày chuột hamster hào cũng không ở. Đợi đã, kịch bản có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm? Ta hiện tại trạng thái, là phân thân, Tống Thư Hàng hỏi. Phía trước, cô na nữ sĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng, hố cha đâu? Làm nửa ngày, ngài đem ta phân thân từ độ kiếp thế giới bên trong lôi ra đến, đem ta bản thể lưu tại độ kiếp thế giới là làm mau đâu. Như thế chủ thứ đỉnh ngược lại thật sự là không có vấn đề sao? Phân thân phát nổ có thể một lần nữa ngưng tụ. Nhưng bản thể của ta chết rồi, hết thảy đều chơi xong a. Cô na nữ sĩ, người có phải hay không kéo sai tài khoản rồi? Tống Thư Hàng hỏi. Mắt vàng cô na nữ sĩ bình tĩnh lắc đầu, không có sai, ngay từ đầu muốn kéo, liền là của ngươi phân thân. Bản thể của ngươi đang độ kiếp, làm sao có thể kéo đi ra? Vô luận là ở đâu cái thế giới, đây là thường thức đi. Tống Thư Hàng. Hắn ngẩng đầu vọng thiên. Bởi vì bản thể cùng phân thân ở giữa, cách độ kiếp không gian long lạc không gian, giữa hai bên loại kia giác quan cùng hưởng, ý niệm cùng hưởng đều có trì hoãn. Trong thời gian ngắn, phân thân của hắn cùng bản thể, nói theo một ý nghĩa nào đó. Phân liệt thành hai cái khác biệt cá thể. Tại phía xa hạch tâm thế giới bản thể, không biết có khỏe không? Có phải hay không đã hỏng mất đâu? 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong. Cật qua thánh quân nhìn thấy Tống Thư Hàng triệu hồi ra hủy diệt cự nhân trên người, quấn quanh lấy tầng một quen thuộc vừa xa lạ mạng lưới lúc, trong lòng hơi động. Tầng kia cùng công đức võng lạc tương tự lưới ánh sáng, để hắn cảm giác đến một loại quy tắc lực lượng. Có lẽ, tầng này lưới ánh sáng, thật có thể đem Tống Thư Hàng tiểu hữu từ thiên kiếp thế giới bên trong kéo ra ngoài. Thư Hàng tiểu hữu, nếu như ngươi thật sự từ phía trên kiếp không ở giữa bên trong đi ra, liền chân thật tu luyện. Đừng có lại lãng, đừng có lại cọ người khác thiên kiếp. Mặt khác, chúng ta sau 994 ngày gặp, đến lúc đó ngươi nếu muốn vì ta xử lý chúc mừng yến, ta muốn ăn bí đao yến, đó là ta thích nhất dưa loại. Cật qua thánh quân gầm rú nói. Cũng tại trong đáy lòng, vì Tống Thư Hàng dâng lên mỹ hảo chúc phúc. 20 cái hô hấp sau. Tầng kia lưới ánh sáng biến mất. Nhưng là, lúng túng là, hủy diệt cự nhân còn không có biến mất. Tống Thư Hàng tiểu hữu khí tức cũng vẫn còn ở đó. Còn có cái kia Lý Âm Trúc tiểu cô nương khí tức, tiên tử công đức chi lực, đều không biến mất. Cật qua thánh quân nghi ngờ nói, Thư Hàng tiểu hữu, không cần đáp lời. Ngươi một mực rời đi đi, chúng ta hiện thế gặp. Hủy diệt cự nhân nắm tay phải bên trong. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Tốt xấu hổ làm sao bây giờ, ta muốn làm sao hồi phục cật qua tiền bối. Vì cái gì bị lôi ra thiên kiếp thế giới chính là phân thân của ta? Là béo cầu đại lão ánh mắt không dùng được, kéo sai lầm rồi sao? Tống, tâm thật mệt mỏi, cực kỳ tuyệt vọng, Thư Hàng. Nhân sinh nhất lúc tuyệt vọng, là đứng trước tử vong trong nháy mắt sao? Không, tuyệt đối không phải. Càng tuyệt vọng hơn chính là, tại ngươi rớt xuống tử vong vách núi trong nháy mắt, đột nhiên có người hướng ngươi kéo ra khỏi viện trợ chi thủ, để ngươi cảm thấy sinh hy vọng. Nhưng tiếp theo, cái kia viện trợ chi thủ, chỉ là đem trên tay ngươi chân quý đồng hồ nổi tiếng hái được xuống dưới, lại buông ra tay, đem ngươi một lần nữa ném vào đến tử vong vực sâu. Đơn giản siêu tuyệt vọng. Cái kia kỳ quái long lạc trong thế giới. Mắt vàng côn so nữ sĩ bình tĩnh nói, bản thể của ngươi, có ta năng lượng lặng lẽ ủng hộ, chí ít còn có thể chống đỡ thời gian một tháng.
sở dĩ, để lại cho ngươi thời gian cũng chỉ có một tháng. Ở cái này giữa tháng, ngươi cần tấn thăng đến các ngươi lục phẩm cảnh giới. Trong khoảnh khắc đó, ngươi có cơ hội đem bản thân bản thể, hút ra tới. Hút ra đến, Tống Thư Hàng phân thân não bổ bên dưới loại này tương lai khả năng xuất hiện thao tác, trong lòng có nỗi nghi hoặc, vạn nhất hút ra đến thất bại, bản thể trực tiếp tại 8 tấn 9 không gian bên trong độ kiếp, tăng cường thiên kiếp uy lực làm sao bây giờ? Vậy ngươi nhất định phải chết, kim sắc dựng đồng tử Côn Na nữ sĩ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, Côn Na nữ sĩ lại bổ sung, bất quá, có ta ở đây, loại khả năng này sẽ không xuất hiện. Trong 30 ngày, ngươi tấn thăng lục phẩm, ta liền có thể đem bản thể của ngươi cùng mấy vị kia cùng ngươi bản thể cùng nhau người, đều kéo đi ra, các ngươi thành đoàn độ chính ngươi lục phẩm thiên kiếp. Tạ ơn, Tống Thư Hàng nói. Côn Na nữ sĩ, không khách khí. Nhưng là, béo cầu đại lão ngươi tại sao phải giúp ta? Tống Thư Hàng phân thân chằm chằm vào Côn Na tiên tử hạch tâm thế giới vẫn như cũ liên lạc không được, quả nhiên so với hắn còn túng. Bất quá, hiện tại hắn là phân thân trạng thái, căn bản không cần sợ, chết thì đã chết, một cái phân thân ngã xuống, ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân đứng lên. Sở dĩ, phân thân vấn đề gì cũng dám trực tiếp hỏi. Côn Na nữ sĩ rất tự nhiên nói, chúng ta là minh hữu a. Nhưng ở trở thành minh hữu trước đó, chúng ta là quan hệ thù địch mới đúng. Tống Thư Hàng chầm chầm vào Côn Na nữ sĩ, nói thật, ta không tin dựa vào kim đan cấu đổ mã QR công năng, liền có thể để béo cầu đại lão ngươi buông tha đi, cùng ta kết làm minh hữu. Mã QR kết cấu nếu là có như thế sâu, liền béo cầu đại lão ý chí đều có thể ảnh hưởng, vậy hắn đến lúc đó bát phẩm hiền thánh lúc, liền có thể yên lặng thi triển chương này mã QR hình chiếu. Sau đó, là hắn có thể thu hoạch chư thiên vạn giới minh hữu cùng bằng hữu. Đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu đến lúc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới, hắn đều có thể đi ngang. Chúng ta trước kia, quan hệ thù địch, Côn Na nữ sĩ kim sắc dựng đồng tử bên trong tràn đầy vẻ tò mò, chuyện khi nào? Ta và ngươi ở giữa, cũng không ân oán. Tống Thư Hàng, béo cầu đại lão, rốt cục bị hư sao? Thiên đạo có biến. Theo Bắc Phương Đại Đế cùng các vị tiền bối nhóm phỏng đoán, đương kim thiên đạo khả năng đã mất đi tình cảm, giống đài băng lãnh siêu máy tính, duy trì lấy thiên đạo chức trách. Chẳng lẽ, cửu u béo cầu đại lão nhận lấy đương kim thiên đạo ảnh hưởng, rốt cục cũng bị hư. Há, đúng rồi, béo cầu cái tên này ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi. Dựng đồng tử Côn Na nữ sĩ nhoẻn miệng cười. Quả nhiên bị hư, liền béo cầu cái tên này đều có thể thản nhiên tiếp nhận, hỏng không nhẹ. Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn về phía mình lòng bàn tay cùng bản thể đồng dạng, lòng bàn tay của hắn đồng dạng có một giọt thể lỏng quả cầu kim loại ấn ký. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía kim sắc dựng đồng tử Côn Na nữ sĩ. Đợi đã, ngoại trừ béo cầu đại lão bị hư khả năng này bên ngoài, có lẽ còn có một khả năng khác. Béo cầu đại lão, người trước kia tên gọi là gì? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Côn Na nữ sĩ nhếch miệng lên. Xóa bỏ về sau, không lưu lại ghi chép. Sở dĩ, tên trước kia không có, chỉ để lại béo cầu cái này ta thích tên mới. Dứt lời Côn Na nữ sĩ tiến lên một bước, bắt được Tống Thư Hàng cổ tay, đi thôi, chúng ta là thời điểm rời đi nơi này. Xin chờ một chút, ta hiện tại trên tay không phòng hộ. Tống Thư Hàng vội la lên. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, phòng tay càn khôn pháp khí các loại, hết thảy tất cả đồ vật đều tại bản thể nơi đó. Sở dĩ, hiện trên tay hắn không có vật gì, đừng nói trên tay, trên người hắn cũng không có vật gì. Côn Na nữ sĩ bắt một cái ở hắn, xem xét bí pháp liền khởi động. Tốt vào lúc này phân thân ở vào sương mù hình thức. Đại lượng sương mù từ trên người hắn nổ tung lên, nếu đổi lại là ngang nhau máu tươi, cái kia Tống Thư Hàng lúc này đã là thịt người suối phun. Côn Na nữ sĩ thần hàng trạng thái kim sắc long đồng tử là thần hàng biểu tượng. Muốn biết càng nhiều tin tức, xin điểm kích bước kế tiếp. Xem xét bí pháp có thể được đến tin tức rất ít, nhưng trả ra đại giới lại cực kỳ thảm trọng, bởi vì giám định đối tượng quá mức khủng bố. Mặt khác, bởi vì Tống Thư Hàng mình tại một khắc cuối cùng, đối xem xét bí pháp mạnh khống, để xem xét bí pháp không có một hơi xem xét xuống dưới. Cho nên mới sẽ xuất hiện muốn biết càng nhiều tin tức tuyển hạng. Tống Thư Hàng đau hít một hơi lãnh khí, quả nhiên. Côn Na nữ sĩ ngươi không phải béo cầu đại lão. Côn Na nữ sĩ thần hàng trạng thái, cùng long có quan hệ.
là Long Lạc, hoặc là Hắc Long thế giới ý chí. Béo Cầu, chỉ là nàng tên mới, không phải thân phận. Nàng rất ưa thích Béo Cầu cái tên này, sở dĩ đem bản thân sửa lại cái tên này. Nếu như nói như vậy, vậy liền giảng thông. Sở dĩ, cô Na nữ sĩ cùng hắn ở giữa, không có ân oán. Sở dĩ, mới có thể như vậy mà đơn giản kết làm minh hữu quan hệ. Nhưng là, nơi này lại có cái vấn đề nhỏ. Nếu như nàng là Long Lạc hoặc Hắc Long thế giới ý chí lời nói, liên quan tới Béo Cầu đại lão sự tình, nàng là từ đâu hiểu rõ. Nàng cho mình lòng bàn tay lưu lại một giọt Béo Cầu đại lão ân ký, lại là chuyện gì xảy ra? Không được, quá loạn. Các loại manh mối giống tai nghe tuyến đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ, loạn thành một bầy. Ta quả nhiên không phải thám tử lừng danh liệu. Đoán đến đoán đi lãng phí thời gian, vẫn là chính diện chứng thực đi. Sở dĩ, cô Na nữ sĩ, người bây giờ là tên mới vì Béo Cầu Long Lạc đại lão, đúng không? Tống Thư Hàng trực tiếp hỏi nói. Cô Na nữ sĩ xoay đầu lại, chằm chằm vào Tống Thư Hàng, không, ta là Béo Cầu. Tống Thư Hàng, bất quá, ta cùng đoàn lại có chút khác nhau. Cô Na nữ sĩ suy tư một lát sau, nói, so với đoàn, ta và ngươi quan hệ trong đó càng thêm mật thiết. Ta đản sinh rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi. Đoàn lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ đoàn chỉ là thể lỏng quả cầu kim loại đại lão? Mặt khác, đản sinh rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cùng ta có quan hệ. Chẳng lẽ là hạt giống, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến thứ này. Cái viên kia bao hàm cửu u Béo Cầu đại lão ảnh thu nhỏ hạt giống, khi tiến vào Hắc Long thế giới về sau, nảy mầm kết quả, còn dẫn hạ thiên phạt, để Tống Thư Hàng bồi lên một cái phục sinh kim tệ. Nghĩ tới việc này, hắn liền nhớ lại mình bị Bạch Tiền Bối phân thân cắt thành khối hồi ức. Đúng, cùng hạt giống có quan hệ, cô Na nữ sĩ gật đầu nói, cho nên nói, ta là Béo Cầu. Kinh lịch mang thai ngưng thị phôi thai ngưng thị tịnh hóa quá trình, lại kinh lịch thiên phạt, không ai biết cuối cùng viên hạt giống kia bên trong kết xuất đồ vật, còn để lại cái gì. Bất quá, ngươi nếu là không thể nào hiểu được, đem ta xem như là tên là Béo Cầu Long Lạc, cũng không thành vấn đề. Cô Na nữ sĩ tiếp tục nói. Nói cách khác, nói nửa ngày, người nhà vẫn là Long Lạc. Đi, cô Na nữ sĩ nói. Sau một khắc, thân hình của hai người từ nơi này Long Lạc tiết điểm không gian bên trong biến mất, trở về Hắc Long thế giới. Đát Ma rừng rậm, Long huyết phân bộ lạc tộc địa. Xích Tiêu kiếm đằng không mà lên, đao ý tăng vọt, lấy kiếm thân thi triển đao pháp, hắn đây là đang hoạt động thân thể, làm thể dục buổi sáng. Đao ý tung hoành, khí thế cực kỳ áp bách cảm giác. Chung quanh, lão tộc trưởng cùng mấy vị Long huyết phân bộ lạc các chiến sĩ, nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay. Xích Tiêu kiếm hoạt động một vòng về sau, dừng lại. Gần nhất, hắn giống như có chút yêu loại này bị người lớn tiếng khen hay, vỗ tay cảm giác. Bạch Tiền Bối phân thân uể oải ghé vào trên mặt bàn, khoác trên người lấy một đầu cái chăn, mặt ủ mày trao. Nơi xa, thỉnh thoảng có Long huyết phân bộ lạc muội tử len lén liếc mắt một cái Bạch Tiền Bối phân thân, sau đó vừa thẹn đỏ mặt quay đầu đi. Mặc dù màu trắng da thịt không quá phù hợp Hắc Long thế giới thẩm mỹ, nhưng vị này Bạch Tiên Sinh thật sự là quá tuấn mỹ, liền xem như màu trắng da thịt cũng vô pháp trở ngại Long huyết phân bộ lạc các thiếu nữ ánh mắt tán thưởng. Các nàng đang suy nghĩ cái gì, có thể hay không từ nơi này vị Bạch Tiên Sinh trên người thu hoạch được một đầu tổ truyền nhiễm sắc thể, cường hóa bên dưới Long huyết phân bộ lạc huyết mạch. Bạch đạo hữu, chúng ta muốn hay không luyện một chút? Xích Tiêu kiếm đối Bạch Tiền Bối phân thân kêu lên. Hắn thế nhưng là trường sinh giả thần binh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nắm giữ lấy vô thượng đao pháp. Dạng này bồi luyện đối thủ, chủ động tới cửa cầu bồi luyện, cơ hồ chẳng khác gì là cơ duyên đưa tới cửa. Không được, không muốn động, cảm giác còn sống mệt mỏi quá. Bạch Tiền Bối phân thân mềm nhũn nói. Thậm chí, hắn liền nói chuyện cũng không muốn nhiều lời. Cái này lúc, hai bóng người lăng không hiện thân, rơi vào cái bàn đối diện. Là Tống Thư Hàng cùng cô Na nữ sĩ. Cô Na nữ sĩ trở về sau, hai mắt vàng rút đi. Sau đó, đầu nàng nghiêng một cái, ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy o o. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn một vòng, rơi trên người Bạch Tiền Bối, vui vẻ nói, Bạch Tiền Bối, người cuối cùng từ cổ u đã về rồi. Là phân thân, Bạch Tiền Bối chớp chớp ngón tay, bản tôn còn tại cổ u cắm cờ,
còn cần chút thời gian. Mệt mỏi quá, không muốn nói nhiều lời nói, chúng ta truyền âm nhập mật đi. Tống Thư Hàng. Trước mắt cái này bạch tiền bối phân thân, cho hắn một loại rất mãnh liệt tức thị cảm, phảng phất tại nơi nào thấy qua hắn, hoặc là gặp qua cùng loại hắn tính tình như vậy người. Nơi xa, cái kia một đám long huyết bộ lạc thiếu nữ, thét chói tai vang lên, hai tay che con mắt, chạy xa. Tống Thư Hàng. Xích Tiêu kiếm tiền bối bay tới, mũi kiếm tại bạch tiền bối phân thân trên thân vẩy một cái, đem hắn trên người cái chăn trống lên, ném cho Tống Thư Hàng, trước phủ thêm. Tống Thư Hàng. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, không có vật gì. Nhưng là, hắn hiện tại là sương mù trạng thái A. Thét lên cái gì A? Tống Thư Hàng tiếp nhận cái chăn, quyển trên người mình. Bạch tiền bối phân thân cố gắng mở to mắt, u oán chằm chằm vào Tống Thư Hàng trên người cái chăn bị cướp đi, nhưng là hắn lại lười cướp về, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn của mình. Khả ái, không đúng, cái này hình dung từ không ổn. Nhưng tóm lại, bạch tiền bối bản tôn cũng sẽ không làm ra vẻ mặt như thế. Tống Thư Hàng vô ý thức liền muốn móc điện thoại, đem u oán bạch tiền bối vỗ xuống đến, truyền tống cho Vũ Nhu Tử. Nhưng hắn duỗi tay lần mò, mới nhớ tới mình bây giờ là phân thân, trang bị đều tại bản thể cái kia. Bao quát điện thoại. Thế là, Tống Thư Hàng đưa tay cuốn lên cái chăn, chủ động không nhìn u oán biểu lộ bạch tiền bối phân thân. Ngươi làm sao từ độ kiếp không gian bên trong đi ra? Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng, là phân thân. Bản tôn còn tại 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong gặp phải xét đánh, còn muốn 994 ngày. Xích Tiêu kiếm chuôi kiếm nhắm ngay bầu trời, vọng thiên. Thật đúng là 8 tấn 9 thiên kiếp không gian. Vấn đề là, Tống Thư Hàng làm sao cọ vào đến cửu phẩm thiên kiếp không gian đi? Mà lại nhất tao thao tác là, Tống Thư Hàng vì cái gì có thể đem phân thân của mình từ 8 tấn 9 thiên kiếp không gian bên trong ném ra? Xích Tiêu kiếm sống lâu như vậy, còn không có gặp qua vị nào tiến vào độ kiếp không gian còn có thể đem bản thân ném ra đi ra bên ngoài tiêu sái. Đây quả thật là độ kiếp, mà không phải nghỉ phép. Vậy ngươi bản thể, muốn làm sao? Bạch tiền bối phân thân ghé vào trên mặt bàn, dùng quần thể truyền âm nhập mật pháp thuật hỏi. Lười mở miệng nói chuyện, truyền âm nhập mật pháp thuật với hắn mà nói chính là suy nghĩ khẽ động sự, tiêu hao thể lực so mở miệng nói chuyện muốn thấp. Nhưng đột nhiên bạch tiền bối phân thân lại cảm thấy, suy nghĩ khẽ động cũng có chút mệt mỏi. Bản thể còn có thể chống đỡ 30 ngày. Tống Thư Hàng ngắm nhìn Côn Na tiên tử, tiếp tục nói, trong 30 ngày, phân thân của ta muốn đem thực lực tăng lên tới chân chính lục phẩm cảnh giới, sau đó đem ta bản thể từ 8 tấn 9 thiên kiếp không gian bên trong hút ra đến. Xích Tiêu kiếm, làm sao hút? Gặp quỷ, ta hoàn toàn chưa nghe nói qua dạng này thao tác. Nghe qua hút mèo, chưa từng nghe qua hút bản thân. Ta cũng không biết, có thể là giống mì sợi đầu đồng dạng bị lôi ra đến. Tống Thư Hàng trả lời. Xích Tiêu kiếm. Có nắm chắc không? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Hừm, 30 ngày thời gian, hẳn là coi như dồi dào. Sở dĩ, ta quyết định bế cái quan. Tống Thư Hàng trịnh trọng tuyên bố. Bạch tiền bối phân thân, hừm, tấn cấp trước bế tử quan là rất lựa chọn chính xác. Một bên lão tộc trưởng nhìn không được hiếu kỳ nói. Bế quan là cái gì? Bởi vì có lão tộc trưởng tại bên cạnh, sở dĩ, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối trao đổi thời điểm, dùng chính là Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Bế quan, chính là thời gian dài minh tưởng tu luyện ý tứ. Ngắn 10 ngày nửa tháng, trưởng có thể đạt tới hơn mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Tống Thư Hàng trả lời. Lão tộc trưởng, o. Thời gian dài minh tưởng tu luyện. 10 ngày nửa tháng, hắn ngược lại là có thể lý giải. Có đôi khi vì đột phá cảnh giới, khổ tu minh tưởng cũng là cần. Nhưng mấy trăm năm, mấy ngàn năm minh tưởng tu luyện, không cần ăn cơm sao? Có thể hay không chết đói? Uống nước dù sao vẫn cần a. Đi vệ sinh lại phải giải quyết như thế nào? Bế quan minh tưởng địa phương, phải có nhà vệ sinh sao? Mặt khác, một hơi minh tưởng mấy trăm năm, có thể hay không rất nhàm chán? Người cũng không phải đầu gỗ, ý nghĩ sẽ rất nhiều a. Mấy trăm năm cái gì đều không làm, chỉ minh tưởng tu luyện, có thể chịu nổi tịch mịch sao? Có phải hay không là đối ngoại tuyên vải bế quan 100 năm, trong lúc đó cũng sẽ vụng trộm ra ngoài chế tạo sinh mệnh? Hai loại khác biệt hệ thống tu luyện va chạm, tại một số phương diện, tất nhiên sẽ có nước đổ đầu vịt thời điểm.
Cái kia Thư Hàng tiên sinh, chuẩn bị bế quan bao lâu? Lão tộc trưởng hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, ta chuẩn bị, trước thử bế một cái 10 ngày nửa tháng quan, hy vọng có thể nhờ vào đó đột phá. Nếu như không được, vậy ta còn có còn lại thời gian nửa tháng, có thể thay phương pháp đột phá. Há, nghĩ tới, Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên ngẩng đầu lên, Thư Hàng ngươi từ tu luyện tới hiện tại, còn không từng bế quan đúng không? Tống Thư Hàng gật đầu nói, đúng vậy, Bạch Tiền Bối. Nhân sinh luôn có rất nhiều cái lần thứ nhất, ta cảm giác ta hiện tại đã tu luyện tới ngũ phẩm cảnh giới, cũng là thời điểm bế quan một lần. Một bên Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, lúc này hận không thể mình có thể có một đôi linh xảo tay nhỏ, dạng này hắn liền có thể làm ra che mặt khóc giống biểu lộ. Thần đặc biệt nhân sinh dù sao cũng phải có thật nhiều cái lần thứ nhất, ngươi một cái ngũ phẩm đại linh hoàng, liền bế quan đều không bế qua, ngươi đoạn đường này đến cùng là thế nào tu luyện tới hiện tại đó a? Cái khác ngũ phẩm đạo hữu nghe được lời này của ngươi, đều phải tức thành cá nóc không thể. Lại nói, Bạch Tiền Bối, bế quan phải có cái gì chuẩn bị sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân ngáp một cái, đưa tay vuốt vuốt mặt mình, sau đó một tay chống cằm, mệt mỏi, không muốn nói. Tống Thư Hàng. Loại này quen thuộc tức thị cảm, càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên. Tống Thư Hàng đứng dậy chạy đến căn phòng cách vách giường chiếu vị trí, một lần nữa cầm đầu cái chăn, quay đầu cho Bạch Tiền Bối phân thân đắp lên. Sau đó, hắn hỏi lần nữa, Bạch Tiền Bối, thân là Cửu Châu nhất hào quần bế quan cuồng nhân, người đang bế quan phương diện, có cái gì tâm đắc cùng khiếu môn có thể nói cho hậu bối? Tỷ như, bế quan trước phải chú ý hạng mục công việc có cái gì? Như thế nào mới có thể để bế quan càng có hiệu suất? Bên trên Xích Tiêu Kiếm. Chỉ là cho Bạch đạo hữu khoác trên người đầu cái chăn, thấp như vậy cấp xung xoe thủ đoạn, sẽ hữu hiệu quả. Mà lại, người có thời gian này xung xoe, còn không bằng trước tìm bộ quần áo cho mình mặc vào. Mặc dù là sương mù trạng thân thể, nhưng người trên người còn không có vật gì được không? Xoa, thật đúng là hữu hiệu. Chỉ thấy Bạch Tiền Bối phân thân một mặt thỏa mãn, một lần nữa úp sấp trên mặt bàn. Hắn nắm thật chặt trên người cái chăn, bắt đầu quần thể truyền âm nhập mật. Đầu tiên, ngươi muốn tìm một cái linh khí sung túc nơi tốt, một cái tốt bế quan địa điểm có thể cho bế quan hiệu suất tăng lên rất nhiều. Sau đó là đan dược và linh thạch phương diện, bế quan lúc phục dụng một số bình tâm tĩnh khí hoàn, phá trướng đan cùng một số phối hợp cảnh giới đột phá đan dược, có thể làm ít công to. Linh thạch trọng yếu cũng không cần ta nói, nhưng ngươi hiện tại là phân thân trạng thái, một bước này liền miễn đi. Pháp khí cũng rất trọng yếu. Một số pháp khí có thể tăng cường bế quan hiệu quả. Tỷ như ngươi cái viên kia ngộ đạo thạch. Tống Thư Hàng thở dài, pháp khí đều tại bản thể cái kia, ngộ đạo thạch tại hạch tâm thế giới, nhưng nó túng đây. Tâm sơ lược mệt mỏi. Cái kia đem Xích Tiêu Kiếm đạo hữu cùng tạo hóa tiên tử mang lên, tạo hóa tiên tử ở bên ngoài bắt bươm bướm chơi, một hồi ngươi bế quan thời điểm đưa nàng cùng Xích Tiêu Kiếm đạo hữu mang lên, hiệu quả không thể so với ngộ đạo thạch kém. Bạch Tiền Bối phân thân lười biếng nói, đúng rồi, đem ta cũng khiêng bên trên, mặc dù là phân thân, nhưng ta hiệu quả cũng sẽ không so ngộ đạo thạch kém bao nhiêu. Tống Thư Hàng. Còn tốt Bạch Hạc chân quân không ở phụ cận. Nếu không, nàng nếu là nghe được Bạch Tiền Bối phân thân lời này, nâng lên Bạch Tiền Bối phân thân chính là 1000 mét lao nhanh, ai cũng đừng nghĩ đuổi kịp. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, mặc dù lời này là không kém, dù sao ta là trường sinh giả thần binh. Ta tự thân liền ẩn chứa Xích Tiêu tử trường sinh pháp tắc khí tức cùng hắn đường. Nhưng Bạch đạo hữu người nói chuyện phương pháp, ta luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Cuối cùng, bế quan chỗ trận pháp rất trọng yếu. Tụ linh trận pháp, phòng ngự trận pháp, ngăn cách hiệu quả các loại, tốt nhất có thể có một bộ trận pháp. Cái này ta đến lúc đó dạy ngươi. Thôi được rồi, dạy ngươi mệt mỏi quá, ngươi bây giờ liền cái thiên sư hành quyết lôi pháp thiên dẫn lôi thuật đều mới học được nhất lôi cảnh giới. Hoàn toàn không thích hợp học pháp thuật. Ngươi vẫn tương đối thích hợp học đao pháp cùng các loại tôi thể pháp. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Bạch Tiền Bối ngài lời này quá đâm tâm, mà lại không phải dùng tên đâm, mà là dùng to cỡ miệng chén trường mâu hung hăng đâm. Ngươi tìm bế quan vị trí, đến lúc đó đem ta, tạo hóa tiên tử, Xích Tiêu tử đạo hữu vượt qua đi, ta thay ngươi bố trí trận pháp đi. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Dạy bảo Tống Thư Hàng bày trận cùng hắn xuất thủ diện trận đều rất mệt mỏi, nhưng trong hai cái lấy một cái dùng ít sức điểm phương thức,
đương nhiên là chính hắn bày trận. Cái kia Bạch tiền bối, linh lực sung túc địa phương muốn thế nào tìm kiếm? Tống Thư Hàng khiêm tốn cầu vấn. Vạn sự đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba nha. Bế quan một lần về sau, tương lai hắn khẳng định sẽ còn lại bế. Học thêm chút kinh nghiệm, căng căng tư thế, tương lai khẳng định có dùng tới thời điểm. Hừm, như thế nào tìm kiếm linh khí sung túc địa phương, là cái việc cần kỹ thuật. Tu sĩ giới có rất nhiều đạo hữu đều sẽ chọn môn học phong thủy tầm long bí thuật, vì chính là có thể tìm kiếm được linh khí sung túc địa phương. Coi như không chọn môn học phong thủy tầm long bí thuật đạo hữu, bao nhiêu đều sẽ có bản thân độc môn tìm kiếm linh khí sung túc bế quan chi địa phương pháp. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch tiền bối phân thân nói, ta mỗi lần đang tìm kiếm bế quan chỗ thời điểm, chọn ném xúc sắc đến xác định đại phương hướng, lại thông qua ném nhánh cây hoặc tương tự thủ đoạn lựa chọn chi tiết phương hướng. Có đôi khi nhất thời hưng khởi, cũng sẽ trực tiếp tại phụ cận tìm một chỗ, đào một cái động phủ đi ra trực tiếp bế quan. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Loại này tìm kiếm linh khí sung túc chi địa phương pháp, không học được, không học được. Xích Tiêu kiếm tiền bối, có cái gì tìm kiếm linh khí sung túc chi địa phương pháp sao? Tống Thư Hàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Xích Tiêu kiếm tiền bối. Đừng hỏi ta lại không giống loài người tu sĩ như thế cần tu luyện. Mà từ ta sinh ra kiếm linh, có được ý thức lên, Xích Tiêu tử đã phát tài. Hắn tư nhân động phủ, bí cảnh rất nhiều, bế quan lời nói tùy tiện chọn một địa phương là đủ. Xích Tiêu kiếm tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng. Loại này đại lão thức phương thức, đồng dạng không học được. Người hạch tâm thế giới, kỳ thật chính là cái bế quan nơi tốt, nhưng đáng tiếc hắn túng. Bạch tiền bối nói bổ sung. Cái này lúc, một bên trầm mặc hồi lâu lão tộc trưởng đột nhiên lên tiếng nói, mặc dù không biết Bạch tiên sinh trong miệng linh khí sung túc địa phương cụ thể là thế nào. Nhưng ta đoán đại khái là năng lượng rất đủ địa phương a. Chỗ như vậy, chúng ta bộ lạc thì có mấy chỗ. Trên thực tế, lúc trước ta lựa chọn tại Đát Ma rừng rậm thành lập bộ lạc, cũng là bởi vì cái này mấy chỗ năng lượng sung túc chi địa nguyên nhân. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, tộc trưởng kia, người có thể mang ta đi nhìn xem sao. Tự nhiên không có vấn đề, lão tộc trưởng cười nói. Cứ như vậy. Một cái để Tống Thư Hàng thỏa mãn bế quan địa điểm, đã tìm được. Long huyết bộ lạc hậu phương, có một chỗ thí luyện chi địa, tên là Xích Long Động. Là một chỗ tràn đầy hỏa diễm khí tức hang động. Tống Thư Hàng là lôi, hỏa song thuộc tính thể chất, chỗ này thí luyện chi địa rất thích hợp hắn bế quan. Thế là, Tống Thư Hàng tại thay quần áo khác về sau, đi trước đem bắt điệp tạo hóa tiên tử khiêng trở về, lại đem Xích Tiêu kiếm tiền bối mang lên. Quay đầu khiêng trên bạch tiền bối phân thân, tiến vào Xích Long Động bên trong. Thư Hàng tiên sinh, chúng ta cần vì ngươi chuẩn bị nước và thức ăn sao? Lão tộc trưởng còn có chút không yên lòng. Tống Thư Hàng trả lời, lão tộc trưởng không cần lo lắng, kỳ thật ta hiện tại là cái phân thân, không có khả năng chết đói. Lão tộc trưởng nghe vậy, cảm giác rất có đạo lý, lúc này mới yên tâm rời đi, chuẩn bị 10 ngày nửa tháng sau lại tới xem một chút. Xích Long Động bên trong. Bạch tiền bối phân thân giấy giụa lấy lên tinh thần, bố trí xuống một bộ thích hợp bế quan trận pháp. Cường lực tụ linh trận, dưỡng thần trận, cách âm kết giới, 33 tầng phòng ngự trận. Bộ này trận pháp bố trí đến về sau, có thể duy trì ngàn năm bất diệt. Long huyết phân bộ lạc từ đó về sau, liền nhiều một cái bát phẩm cấp nơi ẩn núp. Bắt đầu bế quan đi, Tống Thư Hàng có chút ít khẩn trương. Nhân sinh lần thứ nhất bế quan, hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi. Bế quan cảnh giới tối cao trong động một ngày, nhân gian ngàn năm. Dù sao chính là cảm giác mình con mắt mới khép lại, vừa mở. Ngoại giới đã là thương hải tăng điền, cảnh còn người mất. Tống Thư Hàng tự nhiên là không phải dạng này cảnh giới. Hắn trước kia lúc tu luyện, dài nhất thời gian tu luyện cũng chính là một đêm, trời vừa sáng liền kết thúc tu luyện. Xích Long Động bên trong. Tống Thư Hàng tìm khối bằng phẳng, nhiệt độ vừa phải địa phương, ngồi xếp bằng xuống có thể là bởi vì có tiểu hòa thượng quả quả bi thảm kinh lịch vết xe đổ, sở dĩ Tống Thư Hàng tại lựa chọn ngồi xuống vị trí thời điểm, tiềm thức không để ý đến những cái kia quá nóng, địa thế không bằng phẳng địa phương, miễn cho bản thân cũng mọc trĩ. Mặc dù nói, ngũ phẩm cảnh giới hắn, sớm đã không có khả năng mọc trĩ. Sau khi ngồi xuống, Tống Thư Hàng đem Xích Tiêu kiếm tiền bối đặt nằm ngang trên đầu gối. Hai tay khoác lên trên thân kiếm,
đột phát cảm khái, quả nhiên, kiếm chính là soái. Đồng dạng ngồi xếp bằng, trên đầu gối để đó kiếm, liền sẽ có một loại thoải mái chi ý. Mà nếu như trên đầu gối để đó đao, liền sẽ có một loại cương mãng khí thế. Chính là trên tay cặp kia màu hồng phấn bao tay, có chút phá hư chỉnh thể phong cách vẽ. Không có cách, lật khắp long huyết phân bộ lạc, đều tìm không ra thích hợp tống thư hàng bao tay. Cuối cùng vẫn là một vị khéo tay long huyết bộ lạc muội tử, thay tống thư hàng hiện viện một đôi. Lúc này, có bao tay cũng không tệ rồi, nhan sắc cái gì, liền nhịn một chút đi. Chớ suy nghĩ lung tung, tập trung ý chí, hảo hảo bế quan. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở. Vâng, tiền bối, tống thư hàng gật đầu, nhắm mắt lại. Trước vận chuyển một lần chân ngã minh tưởng pháp chấn định tâm linh, điều chỉnh trạng thái. Tiếp lấy lại vận chuyển một lần tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công làm nóng người. Rất nhanh, tống thư hàng liền tiến vào đến nhập định trạng thái. Tại trạng thái nhập định thời điểm, tống thư hàng thần thức có thể cảm giác được rõ ràng, có ba loại lực lượng vây quanh hắn, vì hắn bế quan cung cấp trợ giúp. Trên đầu gối xích tiêu kiếm tiền bối, trên thân kiếm quấn quanh lấy thâm ảo pháp tắc cùng đạo hào quang. Những thứ này pháp tắc cùng đạo hào quang là trường sinh giả cấp bậc lực lượng, ngày bình thường xích tiêu kiếm tiền bối đều sẽ cố ý đưa nó thu liếm, nếu không, cảnh giới chưa đủ tu sĩ chỉ cần thấy được những thứ này thâm ảo pháp tắc cùng đạo hào quang, liền sẽ đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế, thậm chí hồn phách lại nhận không cách nào khôi phục tổn thương. Xích tiêu kiếm tiền bối tồn tại, có thể tăng cường rất nhiều tống thư hàng đối đao pháp, đao ý, phần thiên hỏa diễm đao lĩnh ngộ, cũng bởi vì cao tầng thứ đạo hào quang. Đối tống thư hàng cảnh giới tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Một bên khác, tạo hóa tiên tử chưa hề quay về tống thư hàng thân thể. Nàng dựa lưng vào tống thư hàng mà ngồi, đồng dạng tiến vào trạng thái tu luyện. Trên người nàng lực lượng, có thể tăng cường tống thư hàng đối nho gia hệ công pháp lý giải cùng lĩnh ngộ. Nho gia kim cương thân, chính khí thối thân thiên, quân tử vạn lý hành cùng thiên hành kiện thân pháp. Đồng thời, từ trên người nàng truyền đến lực lượng, có thể làm cho tống thư hàng tâm thần yên tĩnh, linh đài thanh minh, lúc tu luyện đã không còn tạp niệm làm phức tạp, triệt để đoạn tuyệt tâm ma quấy phá khả năng. Bất quá chỗ, bạch tiền bối phân thân uể oải lơ lửng ở trong hư không, hai tay gối lên sau đầu, tiến vào trạng thái ngủ. Trên người hắn lực lượng rất cổ quái, tựa hồ là cực yếu, lại tựa hồ là cực mạnh, lơ lửng không cố định. Loại lực lượng này cùng tống thư hàng rất phù hợp, trong bất chi bất giác. Tống thư hàng hình thể huyễn hóa thành tầng một xương mù hình, cùng bạch tiền bối phân thân lực lượng có chút cộng minh. Dù sao, ngụy bất hủ xương mù hình thức, bắt nguồn từ bạch tiền bối. Bạch tiền bối phân thân tồn tại, tăng cường tống thư hàng đối chủ tu công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công lý giải, cũng toàn phương vị tăng lên tống thư hàng năng lực lĩnh ngộ. Có bạch tiền bối ba người phối hợp, tống thư hàng chỉ cảm thấy bản thân lần này bế quan, giống như thần trợ. Không chỉ có như thế, tống thư hàng phân thân trong đầu, còn thỉnh thoảng có hai loại kim đan cấu đồ vẽ rồng điểm mắt linh cảm lóe lên. Một loại đến từ sắt thép phân thân, thuộc về hắn tiểu kim đan, máy móc hạch tâm lò phản ứng, bốn ô manga kết cấu sáng tạo và hủy diệt chi tinh linh cảm. Một loại khác, đến từ khổ ép bản thể, mặc dù tín hiệu không quá tốt, có trì hoãn, nhưng ngẫu nhiên còn có thể phản hồi một điểm linh cảm tới. Thuộc về thứ nhất tiểu kim đan cấu đồ vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành vẽ rồng điểm mắt linh cảm. Loại này bế quan cảm giác, hạng gì hạnh phúc. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có thể cảm giác mình cảnh giới tại tăng cường. Bảy viên tiểu kim đan, đã thành công đốt sáng lên hai khỏa lưu ly kim đan. Còn lại năm viên bên trong, đã có hai khỏa có đầu mối. Thậm chí... Thứ hai tiểu kim đan thất thải yêu đan trên bộ kia cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm kim đan cấu đồ, đồng dạng là thiếu khuyết một cái cuối cùng boss mô bản. Tống thư hàng có loại cảm giác, một khi hắn đem hạch tâm lò phản ứng cùng tiểu kim đan cuối cùng một bút thắp sáng, thuận theo tự nhiên là có thể đem thất thải yêu đan trên kim đan cũng thắp sáng. Một bút tam dụng, một mạch mà thành không là vấn đề. Diệu A. Thời gian một chút xíu vượt qua. Tống thư hàng trầm mê ở bế quan bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nguyên lai bế quan thật sự sẽ cho người nghiện. Loại này diệu dụng, tựa như là biệt tuyết thiên cơ thực tiên yến đồng dạng, một khi hưởng qua, liền sẽ còn muốn tiếp tục nhấm nháp, căn bản không dừng được. Cứ như vậy, một ngày đi qua. Sáng sớm hôm sau,
Hắc Long thế giới mọi người khát vọng mặt trời, vẫn không có dâng lên. Lão tộc trưởng từ Xích Long động bên ngoài đi dạo qua, cảm ứng một chút trong động tình huống. Có bạch tiền bối phân thân các loại kết giới, phòng ngự trận pháp tại, lão tộc trưởng không cách nào xác định tình huống bên trong, chỉ có thể thoáng cảm ứng được bên trong Tống Thư Hàng tinh thần lực khí hơi thở. Một ngày thời gian, lại nói, phân thân cần ngủ nghỉ sao? Lão tộc trưởng thầm nghĩ trong lòng, vừa nghĩ, một bên hắn rời đi Xích Long động. Thân là tộc trưởng, hắn rất bận rộn. Đặc biệt là phân bộ lạc đang đứng ở trùng kiến thời kỳ, bách phế đãi hưng. Lão tộc trưởng mấy ngày nay đều bận rộn ký tên, cho Xích Tiêu Kiếm vỗ tay lớn tiếng khen hay, tiếp khách ăn cơm, đi ngủ, cho Tạo Hóa Tiên Tử chế tác bắt điệp lưới. Đợi đã, cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Lão tộc trưởng xoa cằm. Ta không phải là bề bộn nhiều việc mới đúng không, nhưng ta gần nhất làm sự tình có chút không đúng a. Hắn nhớ lại bản thân năm đó cùng các bằng hữu tay không đi vào Đát Ma rừng rậm, từ không tới có thành lập Long Huyết phân bộ lạc thời điểm, khi đó, hắn vội vàng tạo phòng ở, bố trí trận pháp, điều chỉnh bộ lạc phòng ngự, đi săn rừng rậm bên trong hung thú, đánh tả thú tả linh, bận bịu túi bụi. Những năm tháng ấy, vất vả lại phong phú, mỗi ngày đều tại mồ hôi cùng trong tiếng cười vượt qua. Nhưng bây giờ, những chuyện này đều có bộ lạc tiểu bối đi làm. Hắn tựa hồ chỉ phải chịu trách nhiệm ký tên liền tốt, chuyện gì đều không tới phiên hắn tới. Lão tộc trưởng đột nhiên cảm giác trong lòng trống không. Xích Long động bên trong. Tống Thư Hàng cảm giác mình thần thức, linh lực, ý chí đều đạt đến một cái cực hạn. Loại cảm giác này, tựa như lúc trước hắn nhất phẩm cảnh giới muốn dược long môn đồng dạng, phảng phất chỉ cần dùng lực nhảy lên, liền có thể phá vỡ trùng điệp trở ngại, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Đây là muốn đột phá. Cảm giác chỉ cần như thế nhảy lên, bản thân kim đan cấu đổ linh cảm liền có thể xông tới. Thế là, Tống Thư Hàng như thế dùng sức nhảy lên. Siêu. Nguyên thần của hắn xuất khiếu. Nguyên thần phù hiện ở phân thân đỉnh đầu, một mặt mộng bức, nhìn qua phân thân nhục thể. Nguyên thần xuất khiếu, đây là ngũ phẩm kim đan linh hoàng cơ bản năng lực, chỉ là Tống Thư Hàng một mực không có chủ động nếm thử chức năng này thôi. Kỳ quái, không khoa học a. Tống Thư Hàng nguyên thần lên tiếng nói. Bởi vì cái này là phân thân a. Phân thân cũng không phải bản thể, vì sao lại có nguyên thần? Loại này tu chân giới cơ bản thường thức, hắn vẫn hiểu. Một cái người đối ứng một tôn nguyên thần, mà vô luận người tu luyện tu ra bao nhiêu cái phân thân, nguyên thần đều chỉ sẽ có một tôn. Không có khả năng nói tu luyện ra 100 phân thân, liền biến ra 100 nguyên thần đi ra. Sở dĩ, ta đây là trạng thái gì? Chớ cùng ta nói ta có hai cái nguyên thần, Tống Thư Hàng nhíu mày nói. Chẳng lẽ là cô na nữ sĩ thủ đoạn? Nàng trực tiếp đem ta nguyên thần cũng chuyển di đi ra rồi. Khả năng này rất lớn, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhớ tới phân thân của mình bị từ 8 tấn 9 thế giới mang ra thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều không phân rõ phân thân của mình cùng bản thể khác nhau. Phảng phất bản thể cùng phân thân khác nhau, đều mơ hồ hóa đồng dạng. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Côn Na tiên tử động tay chân, đem hắn nguyên thần cũng vụng trộm chuyển di đi ra nguyên nhân. Uy, ta nói Thư Hàng, người bế cái quan còn chơi nguyên thần xuất khiếu làm gì? Xích Tiêu Kiếm thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, ta vừa rồi cảm giác mình cảnh giới phảng phất xuất hiện thời cơ đột phá, thế là ta cứ như vậy thả người nhảy lên. Liền nguyên thần xuất khiếu. Xích Tiêu Kiếm. Bất quá, có lẽ ta tiếp xuống đột phá, cần nguyên thần xuất khiếu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói. Nguyên thần của hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, nhắm mắt cảm ứng. Trong hư không, cái kia ở khắp mọi nơi long lạc sáng lên, hưởng ứng Tống Thư Hàng cảm ứng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ta nghĩ nguyên thần xuất khiếu một chuyến. Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Lúc này mới bế quan ngày thứ hai. Xích Tiêu Kiếm tâm thật mệt mỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, nói, nhưng ta cảm giác, nguyên thần xuất khiếu khả năng cũng là ta lần này bế quan một bộ phận. Ta khả năng có gấp nhân quả, cần phải đi hóa giải. Xích Tiêu Kiếm tiền bối thật sâu thở dài, quả nhiên, đàng hoàng bế quan loại sự tình này, cùng trước mắt ngươi không duyên. Đi thôi, ngươi muốn đi đâu, ta phối hợp ngươi. Dứt lời, từ Xích Tiêu Kiếm bên trong có một đạo hư ảo kiếm linh hiển linh. Đó là tiểu hào Xích Tiêu Kiếm. Kiếm linh lơ lửng ở Tống Thư Hàng bên người,
ngũ phẩm tu sĩ nguyên thần còn rất yếu đuối, xuất khiếu lúc cần nghìn vạn lần cẩn thận. Ta hộ pháp cho ngươi đi. A, Xích Tiêu kiếm tiền bối nguyên lai là kiếm linh thật a. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng Xích Tiêu kiếm tiền bối nội tại lại là đao linh đây. Xích Tiêu kiếm. Tiểu tử, ăn ta một kiếm. Xích Tiêu kiếm tiền bối mũi kiếm nhất chuyển, đối Tống Thư Hàng thận một kiếm đâm vào. Ta sai rồi tiền bối thật xin lỗi. Tống Thư Hàng nhanh chóng cầu xin tha thứ. Một lát sau, tại Xích Tiêu kiếm kiếm linh thủ hộ xuống, Tống Thư Hàng nguyên thần xuất khiếu, rời đi Xích Long Động, một đường hướng nơi xa bỏ chạy. Nguyên thần xuất khiếu lúc, tốc độ phi hành thật nhanh, nguyên thần tự mang cùng loại xúc địa thành thốn thiên phú công năng. Chỉ cần di động một bước cự ly, liền có thể trong nháy mắt lướt đi hơn vạn trượng xa. Nửa ngày sau, Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối, xuất hiện tại một chỗ tòa thành kiến trúc bên trong. Nơi đây cư dân, đều là long huyết tộc thành viên, trên người mọc ra màu đen long lân. Đây là địa phương nào? Xích Tiêu kiếm hỏi Tống Thư Hàng vì sao lại biết nơi này. Hắc Đồng thập tam thế nhà, Tống Thư Hàng nguyên thần lơ lửng ở bầu trời, nhìn qua tòa này xây dựng ở trên núi tòa thành, nhẹ giọng trả lời. Tại cái này Hắc Long thế giới cùng hắn nhân quả tương đối sâu, trước mắt chỉ có Côn Na nữ sĩ cùng Hắc Đồng thập tam thế. Cái trước là Minh Hữu Long Lạc ý chí khả năng cùng Béo Cầu đại lão có chút quan hệ khốn quả. Cái sau là Tống Thư Hàng đã từng nhập mộng qua tồn tại, mặc dù chỉ nhập mộng đến thời kỳ thiếu niên. Tại nhập mộng quá trình bên trong, Tống Thư Hàng từ đối phương trên người đạt được hoàn chỉnh Hắc Long thế giới ngôn ngữ mô bản một bộ hoàn chỉnh minh tưởng pháp môn. Là cái kia thật vất vả đột phá đến hiện thế, sau đó quải điệu Hắc Long thế giới thiếu niên. Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi, vị thiếu niên kia cũng là Tống Thư Hàng đám người đi tới Hắc Long thế giới thời cơ. Tống Thư Hàng, không sai, là hắn. Thiếu niên kia đã nguội đi, sở dĩ ngươi đến nơi đây làm gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, nói, kỳ thật, ta là đơn thuần thuận cảm giác lại tới. Khả năng, ta mỗ khỏa tiểu kim đan vẽ rồng điểm mắt chi bút thời cơ, lại ở chỗ này. Ta có như thế một loại cảm giác. Khả năng này là nam nhân giác quan thứ 6, cảm giác nơi này có thể làm cho hắn đột phá đồ vật, thuận tiện có thể kết một đoạn cùng Hắc Đồng thập tam thế nhân quả. Tốt a, đón lấy đến ngươi chuẩn bị làm gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tu sĩ có đôi khi chính là như thế thần thần bí bí thần thần kinh trải qua, Xích Tiêu tử có đôi khi cũng sẽ đột nhiên phạm thần kinh. Thực lực càng cao, phạm thần kinh số lần thì càng nhiều. Xích Tiêu tử quản cái này gọi là chôn duyên, chôn nhân quả, Xích Tiêu kiếm thì cảm giác đây là bệnh, muốn trị. Chúng ta khắp nơi dạo chơi đi, Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, nguyên thần của hắn cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng một chỗ, hạ xuống trong thành bảo. Giảm nhiều rơi xuống độ cao nhất định thời điểm, tòa thành bên trên không hiển hiện mấy tầng phòng ngự ma pháp kết giới. Đây là chống cự tà linh cùng tà thú xâm lấn phòng ngự. Bất quá, có Xích Tiêu kiếm ở một bên thủ hộ, loại trình độ này phòng ngự kết giới, hắn nhẹ nhõm liền có thể tìm tới sơ hở, mang theo Tống Thư Hàng thần không biết quỷ không hay tiến vào trong pháo đài. Tạ ơn Xích Tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng lên tiếng nói hắn rất cảm tạ Xích Tiêu kiếm tiền bối. Chịu che chở hắn nguyên thần chạy đến địa phương xa như vậy. Xích Tiêu kiếm, nhấc tay chi lao, quay đầu đừng quên cho ta đến mấy phát đại bảo kiếm. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng cười nói. Tòa thành nội bộ không gian rất lớn, bất quá lối kiến trúc cùng lão tộc trưởng Long Huyết phân bộ lạc rất tương tự. Đây cũng là Long Huyết tộc thống nhất kiến trúc yêu thích. Tống Thư Hàng chẳng có mục đích tại thành bảo bên trong tung bay. Nguyên thần có một cái chỗ tốt. Có thể xuyên tường độn vách tường, đi đường không cần đi vòng vèo. Thuận trực giác, Tống Thư Hàng nguyên thần cuối cùng đi tới tòa thành Tây Nam vị trí một mảnh mặt cỏ vị trí. Mặt cỏ vị trí có một vị 4 tuổi tả hữu thiếu niên, khiêng một cây trường mâu, ra sức quơ. Thiếu niên hẳn là một vị con lai, hắn ngoại trừ chỗ cổ tay có một vòng long lân, khóe mắt có ít chiếc vảy rồng bên ngoài, còn lại thân thể bộ vị cùng Hắc Long thế giới nhân loại không khác. Đen xì thiếu niên gầy yếu. Cật lực quơ một cây trường mâu, đều sẽ làm người ta không nhịn được nghĩ lên đáng thương lao động trẻ em loại hình tồn tại. Tống Thư Hàng nguyên thần ngừng lại. Hắn nhìn qua vị này đen xì thiếu niên gầy yếu, trong lòng không khỏi phun lên một loại thân cận cảm giác. Không sai, nhân quả ngay tại trên người hắn. Tống Thư Hàng nói khẽ.
Loại này thân cận cảm giác, hẳn là hắn nhập mộng hắc đồng thập tam thế di chứng. Tựa như hắn nhập mộng Lý Thiên Tố đạo trưởng nhân sinh về sau, đối Lý Âm Trúc liền sẽ sinh ra cùng loại phụ thân cảm xúc đồng dạng. Thiếu niên này là ai? Xích Tiêu Kiếm hỏi. Tống Thư Hàng xoa cằm nghĩ nghĩ, suy đoán nói, hẳn là vị kia hắc đồng thập tam thế nhi tử loại hình A. Hắc đồng thập tam thế mặc dù được xưng là long huyết tộc thế hệ trẻ tuổi trong chiến sĩ người mạnh nhất, nhưng cũng có cấp 5 thực lực. Số tuổi thật sự không nhỏ, có cái nhi tử loại hình cũng rất bình thường. Vị này có thể là hắc đồng thập tứ thế. Bình thường tới nói, có thể làm cho hắn không khỏi sinh ra thân cận cảm giác, đều là người thân. Hắc đồng thập tam thế là thuần huyết long huyết tộc thành viên, mà trước mắt vị này là con lai. Sở dĩ, bình thường suy đoán lời nói, cái này thiếu niên gầy yếu là con của hắn tỷ lệ sẽ so sánh lớn. Trừ phi cha của hắn hoặc mụ mụ lại khác cưới, cho hắn sinh cái ngu xuẩn đệ đệ. Sau đó thì sao, ngươi muốn tiếp xúc thiếu niên này sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, ta nghĩ trước quan sát một chút rồi quyết định. Mặt cỏ bên trên, thiếu niên đâu ra đấy huy động trường mâu, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng hắn nhìn qua hiển nhiên vô dụng mâu thiên phú, luyện tập rất cứng ngắc, hoàn toàn không biết biến báo. Mỗi một chiêu đều cho người ta một loại không ăn khớp, dính liền không lên cảm giác, nhìn lấy rất khó chịu. Cảm giác tựa như là ta đang luyện kiếm đồng dạng, ta nghĩ hắn hẳn là muốn đổi một loại vũ khí. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm, không phải vũ khí vấn đề, ngươi cẩn thận quan sát động tác của hắn, liền có thể cảm giác được dị dạng. Hắn không phải không thích hợp trường mâu, hắn chỉ là đơn thuần tương đối đần. Đây không phải là rất tồi tệ, Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu Kiếm, đừng lo lắng, không thích hợp luyện võ tại Hắc Long thế giới vấn đề không lớn. Đừng quên, nơi này là thế giới ma pháp, mà lại thi pháp quá trình là xả qua thức. Nói không chừng, hắn tại ma pháp phương diện sẽ rất có thiên phú. Thượng thiên tại một số phương diện vi diệu rất công bình, hắn tại đoạt rời đi một loại thiên phú về sau, nói không chừng sẽ ban thưởng một loại ẩn tàng thiên phú. Có chút ngốc tử, nhưng có thể vẽ ra tinh diệu tuyệt luân hỏa tác. Có chút không cách nào sử dụng kiếm, lại có được cái thế cấp đao pháp thiên phú. Cũng đúng, tại Hắc Long thế giới, con lai bình thường đều là thiên tài. Tống Thư Hàng gật đầu nói tựa như hắn cùng Lý Âm Trúc, bị ngộ nhận là chân quý hỗn huyết loại về sau, lập tức hưởng thụ lấy thiên tài cấp bậc đãi ngộ. Đang khi nói chuyện, nơi xa một cặp thân ảnh hướng mặt cỏ chỗ tới gần. Nam là một vị long huyết tộc thuần huyết thành viên, trên người mọc đầy vảy đen là phụ thân của Hắc Đồng thập tam thế. Cùng Tống Thư Hàng nhập mộng lúc nhìn thấy bộ dáng tương tự. Nữ tính lại là một vị dáng người rất tuyệt Hắc Long thế giới nhân loại, nàng ngũ quan cùng luyện trường mâu thiếu niên giống nhau đến mấy phần, hẳn là mẫu thân hoặc tỷ tỷ. Xích Đồng, đã đến giờ, nghỉ ngơi một chút đi. Vị kia nhân loại nữ tử ôn nhu nói. Xích Đồng xem ra chính là đen gầy thiếu niên danh tự. Không phải Hắc Đồng thập tứ thế. Chẳng lẽ mắt đen con số danh tự? Giống tổ thị tên A thập lục đồng dạng, cần đạt được trong tộc thừa nhận, đồng tiến đi nghi thức về sau, mới có thể kế thừa. Không đúng, hắn trong trí nhớ, Hắc Đồng thập tam thế lúc rất nhỏ liền đã xác định tên, cũng không có tiến hành nghi thức cái gì. Sẽ liên lạc lại đứng bên cạnh Hắc Đồng thập tam thế phụ thân, sở dĩ. Cái này gầy yếu đen thiếu niên, có thể là Hắc Đồng thập tam thế đệ đệ. Thiếu niên Xích Đồng thu chiêu, một lần nữa nâng lên trường mâu. Chạy chậm đến đi vào nữ tử bên người, mẹ, có tin tức của ca ca sao? Vị kia nhân loại nữ tử khẽ lắc đầu, tạm thời còn không có, bất quá đừng lo lắng, người mắt đen ca ca rất mạnh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Mà lại, hắn lần này đi ra ngoài mới hơn 2 tháng. Trước kia, hắn lúc ra cửa nửa năm về một lần tin đều rất bình thường. Tống Thư Hàng, thật đúng là Hắc Đồng thập tam thế ngu xuẩn đệ đệ. Nghỉ ngơi trước một chút. Ba ba mang đến người thích nhất cánh thùng. Ăn cơm đi mới có khí lực tu luyện, tương lai mới có thể gặp phải ca ca ngươi. Bên trên mắt đen ba ba mang sang một cái thùng nhỏ, phóng tới trên mặt bàn. Xích Đồng rất vui vẻ chạy tới, tiếp nhận thùng nhỏ, tạ ơn ba ba. Thích ăn cánh thùng Xích Đồng. Ba ba, ta lúc nào mới có thể đi thần điện, thu hoạch thuộc về ta ma lực đầu cuối. Xích Đồng lên tiếng hỏi. Mắt đen ba ba đại thủ có chút cứng đờ. Nhưng hắn lập tức lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, chờ ngươi minh tưởng pháp lại tinh tiến một điểm, là có thể, ngươi còn muốn càng thêm cố gắng tu luyện mới được a. Hừm,
ta nhất định sẽ thành công. Xích Đồng lòng tin 10 phần nói. Mắt đen ba ba ngầm thở dài, ngẩng đầu Vọng Thiên. Bên trên nhân loại mụ mụ đồng dạng ngẩng đầu, Vọng Thiên, có chút thở dài. Tống Thư Hàng. Tốt, hai vị này phong phú biểu lộ đã nói cho hắn biết đáp án. Hắc Đồng thập tam thế đệ đệ Xích Đồng, tại ma pháp trên chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì thiên phú. Nói xong rồi hỗn huyết loại đều là thiên tài đâu. Vị này Xích Đồng thiên phú lại giấu ở địa phương nào? Thiên phú của hắn là ăn cánh thùng sao? Ăn cơm uống đã, sau đó lại ngồi ở cha mẹ bên người nghỉ ngơi một hồi về sau, Xích Đồng lại tinh thần tràn đầy nâng lên bản thân trường mâu, chạy tới cố gắng tu luyện. Mắt đen ba ba cùng nhân loại mụ mụ còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý, ngồi một hồi về sau, liền chuẩn bị rời đi. Xích Đồng, chú ý nghỉ ngơi, không muốn mệt mỏi bản thân. Mắt đen ba ba trước khi đi dặn lại. Xích Đồng dùng sức gật đầu, yên tâm, ba ba, ta luyện thêm 200 lượt liền nghỉ ngơi. Mắt đen tay của ba ba lại là có chút cứng đờ, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, mang theo thê tử bước nhanh rời đi. Đại nhi tử là thuần huyết long huyết tộc, là bộ lạc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài. Tiểu nhi tử là chân quý hỗn huyết tộc, về mặt tu luyện lại không có chút thiên phú nào, nhưng hắn về mặt tu luyện lại là như thế khắc khổ. Mỗi ngày liều mạng tu luyện, nhưng không có một chút hiệu quả. Bản thân 3 năm trước đây dạy bảo hắn cơ sở trường mâu pháp, hắn mỗi ngày luyện tốt vài, nhưng bây giờ dùng vẫn là hình dáng này. Một chiêu một thức ở giữa hoàn toàn không ăn khớp, dính liền không lên. Đều nói có nỗ lực mới có thu hoạch, nhưng mình tiểu nhi tử lại là quang nỗ lực không có cái gì thu hoạch, mắt đen ba ba hảo tâm đau. So bất luận kẻ nào đều cố gắng, nhưng không có mảy may thu hoạch đồ đần, mới càng khiến người ta đau lòng. Đều nói hỗn huyết loại là tuyệt thế thiên tài, con trai mình thiên phú đến cùng điểm tại cái gì trên? Chẳng lẽ thiên phú của hắn là ăn cánh thùng sao? Mắt đen ba ba ngắm nhìn trong tay mình thùng nhỏ Xích Đồng ăn cánh thùng. Liền thổ đầu đều không thổ, đặc biệt lợi hại. Nhà ta đần nhi tử còn có thể cứu sao? Mặt cỏ bên trên, lại chỉ để lại Xích Đồng một cái người. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại, gầy yếu cùng 4 tuổi hài đồng đồng dạng, nhưng kỳ thật hắn năm nay. Đã 9 tuổi. Hắn một lần lại một lần quơ trường mâu. Mồ hôi rơi như mưa. 200 lượt về sau, hắn dùng sức đem trường mâu cắm trên mặt đất. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Ta quả nhiên là cái đồ đần đúng không? Xích Đồng nói khẽ. Nguyên lai chính hắn biết mình là cái đồ đần, Tống Thư Hằng còn tưởng rằng thiếu niên quá đơn thuần, còn chưa ý thức được bản thân là đồ đần điểm này. Tống Thư Hằng con mắt, yên lặng chú ý Xích Đồng. Đồng thời, công đức toàn cầu kim đan cấu đổ bên trên, giảng pháp thánh nhân con mắt chậm rãi mở ra. Chờ, đợi đã, Xích Đồng vẫn còn con nít. Tống Thư Hàng cảm ứng được bản thân công đức kim toàn bên trên, thánh nhân con mắt chậm rãi mở ra, trong lòng liền có chút hoảng. Cường giả dám định thuật quá bá đạo, sẽ cho đứa nhỏ này nhân sinh lưu lại bóng ma tâm lý. À, không đúng. Cái này lại không phải thật sự nho ra thánh nhân, chỉ là bản thân kim đan cấu đồ một bộ phận, lại không thể từ kim đan cấu đồ trên đụng tới. Sở dĩ phát xạ mang thai ngưng thị loại hình, là không thể nào sự. Nghĩ tới đây. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Kim đan cấu đồ trên thánh nhân, cũng không có cường giả dám định thuật, chỉ là thông qua Tống Thư Hàng nguyên thần, xa xa khóa chặt thiếu niên Xích Đồng. Chẳng lẽ, kim đan cấu đồ, vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút thời cơ, ngay tại trên người thiếu niên này. Lại hoặc là, thiếu niên này mặc dù không có võ kỹ thiên phú cũng không có ma pháp thiên phú, lại là trời sinh nho giả. Sở dĩ đưa tới ta kim đan cấu đồ trên thánh nhân đồ án cộng minh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu thật như thế, cũng làm người ta hâm mộ. Nho ra phong cách vẽ rất tuyệt. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, kim đan cấu đổ bên trên, nho ra thánh nhân con mắt lại nhắm lại, hủy bỏ đối vị thiếu niên này chú ý. Cứ như vậy đóng lại. Chẳng lẽ, liền trong truyền thuyết hữu giáo vô loại, khai sáng nho ra một mạch thánh nhân, đều cầm cái này đồ đần không có cách nào sao? Thiếu niên này, khả năng không cứu nổi. Mặt cỏ bên trên, thiếu niên Xích Đồng đưa tay, lau mồ hôi nước cùng nước mắt. Sau đó, hắn lại dùng sức ngồi dậy. Thời gian còn sớm, luyện thêm 100 lần đi, hắn nói khẽ. Mặc dù biết bản thân rất ngu dại, nhưng hắn không hề từ bỏ. Nhiều năm như vậy, hắn đều kiên trì nổi.
hắn còn có thể kiên trì càng lâu. Sát na ở giữa, Tống Thư Hàng đều có chút đau lòng lên đứa nhỏ này. Đáng tiếc hiện tại bản thể không ở, nếu không dựa vào Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, có lẽ có thể nhìn ra đứa nhỏ này có hay không ẩn tàng thiên phú, am hiểu phương diện nào hệ thống tu luyện. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn mắt Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Đúng rồi, Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Ngươi có thể hay không nhìn ra vị thiếu niên này có cái gì đặc thù thiên phú? Tống Thư Hàng hỏi. Nói thế nào cũng là trường sinh giả thần binh, tầm mắt rất cao, nói không chừng có thể nhìn ra thiếu niên đặc thù chi vật. Hừm, ta có thể nhìn ra, vị này gọi Xích Đồng thiếu niên. Ăn lên cánh gà đến không nhả xương, đây là một loại rất lợi hại thiên phú. Hắn ăn lên gà đến, lại so với người bình thường nhanh gấp bội. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng. Thế nào, muốn tiếp xúc một chút vị thiếu niên này sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng thở dài, luôn cảm giác sẽ rất phiền phức, thiếu niên này ngu dốt rất có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lời tuy như thế, nguyên thần của hắn vẫn là chậm rãi từ không trung hạ xuống, bay tới thiếu niên bên người. Người bình thường là không nhìn thấy nguyên thần, liền xem như tu sĩ, tại ngũ phẩm phía dưới lúc, cũng đều không thể nhận ra cảm giác đến nguyên thần tồn tại. Mà có Xích Tiêu Kiếm tiền bối hộ thể Tống Thư Hàng nguyên thần, chỉ cần không chủ động hiện thân, chỉ sợ liền bát phẩm huyền thánh cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Nguyên thần xuất khiếu, thật là cái không tệ kỹ năng. Tống Thư Hàng xuất hiện tại Xích Đồng thiếu niên phía sau người, đem nguyên thần hiển hiện ra. Xích Đồng thi triển mâu pháp, vừa vặn một cái lượn vòng vung mâu động tác. Xoát! Trường mâu từ Tống Thư Hàng nguyên thần trong thân thể quét ngang lấy sâu vào. Cái này lúc Xích Đồng mới phát hiện phía sau mình lại nhưng đứng đấy một bóng người. Hắn giật nảy mình, nắm lên trường mâu thả người nhảy lên, bày ra công kích giá thức, cái gì người? Không cần khẩn trương, Tống Thư Hàng lộ ra một cái ấm áp nhân tâm mỉm cười, dùng Hắc Long thế giới thanh âm ôn nhu nói. Ta chỉ là một vị đi ngang qua nơi đây người đi đường. Hắn trương này người vật vô hại mặt, có đôi khi vẫn là rất hữu dụng, lần đầu gặp lúc, tổng là có thể cho người ta lưu lại một cùng loại người tốt ấn tượng. Nhưng lần này, Tống Thư Hàng xoát mặt thất bại. Xích Đồng càng căng thẳng hơn, thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập lên. Hắn nắm thật chặt trường mâu, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, chỉ cần Tống Thư Hàng có chút động tác, hắn liền sẽ xách mâu dùng sức đâm tới. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, khoát tay áo, biểu hiện bản thân vô hại, sau đó nói, ta nhìn ngươi luyện tập trường mâu thật lâu, nhưng cảm giác. Ta biết, ta không có một chút thiên phú. Xích Đồng vượt lên trước trả lời. Tống Thư Hàng. Tổng là bị cướp lời kịch. Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đoạt hắn lời kịch còn chưa tính, vị này đồ đần Hắc Đồng đệ đệ lại nhưng cũng đoạt hắn lời kịch. Người có hứng thú hay không đổi loại vũ khí, tỉ như đổi mâu làm đao? Tống Thư Hàng hỏi dò. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói qua, thiếu niên này cũng không phải là không thích hợp trường mâu, chỉ là đơn thuần trời sinh tương đối đần. Coi như cho hắn đổi thành kiếm A, côn A, đao A hiệu quả khả năng đều không khác mấy. Nhưng dù sao Tống Thư Hàng mình am hiểu chính là đao, nếu thật muốn chỉ điểm thiếu niên này, tốt nhất vẫn là từ đao vào tay. Dù sao vô luận vũ khí gì, đối Xích Đồng tới nói đều như thế, vậy không bằng tuyển Tống Thư Hàng bản thân am hiểu nhất. Không, ta chỉ cần tu luyện trường mâu. Xích Đồng chân thành nói, kỳ thật vô luận vũ khí gì, với ta mà nói đều như thế. Nhưng là trường mâu chí ít ta tu luyện đã nhiều năm. Mà lại, ta tương lai muốn trở thành giống ca ca chiến đấu pháp sư. Trường mâu là tương đối thích hợp chiến đấu pháp sư vũ khí. Tống Thư Hàng thở thật dài. Trường mâu thứ này, hắn cũng sẽ không chơi a. Tại hắn trong trí nhớ duy nhất cùng trường mâu có liên quan cường lực kỹ năng, chỉ sợ sẽ là trước đó không lâu tại hắn thận trên đâm xuống một thương cổ u ý chí thương pháp, Hắc Long tên là danh âm giát phá nhân quả chi thương. Chiêu này thương pháp, đã bị Xích Tiêu Kiếm tiền bối ghi chép lại, cũng tại phá giải quá trình, chuyển hóa làm đao pháp quá trình bên trong. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, người chiêu kia danh âm giát phá chi thương muốn thế nào thi triển, còn có ghi chép sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đừng có nằm mộng, chiêu kia thương pháp ít nhất cũng phải lục phẩm phía trên thực lực mới có thể thi triển. Hơn nữa còn muốn đối nhân quả có phi thường sâu hiểu rõ cùng lĩnh ngộ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối trả lời. Trước mắt vị này Xích Đồng thiếu niên,
liền cơ sở thương pháp luyện lâu như vậy đều không nắm giữ, loại kia cao thâm thương pháp, chỉ sợ hắn học cả một đời đều học không đến ra lông. Thật sự phiền não, Tống Thư Hàng quay đầu, tiếp tục nhìn qua nhỏ gầy thiếu niên. Xích Đồng không có kêu sợ hãi, không có hướng người cầu cứu, chỉ là cảnh giác nhìn qua Tống Thư Hàng, khả năng là hắn có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng không có ác ý. Lại hoặc là, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ tới thỉnh giáo loại này thao tác. Xem ra, chỉ có dùng cuối cùng một loại biện pháp, thử một lần. Tống Thư Hàng nói, không biết nguyên thần xuất khiếu hình thức, có thể hay không thi triển xem xét bí pháp. Xích Đồng, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền đến, để cho ta cho ngươi xem xét một chút. Tống Thư Hàng nhìn về phía Xích Đồng, thành khẩn nói. Không muốn, Xích Đồng lắc đầu, ác ma trong truyền thuyết đều là như thế dụ hoặc người, ta sẽ không phối hợp ngươi. Muốn biết ca ca ngươi Hắc Đồng thập tam thế đi đâu không? Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn cảm giác Xích Đồng sẽ lên câu. Muốn, Xích Đồng dùng sức gật đầu. Tống Thư Hàng, tới, để cho ta xem xét ngươi một chút, ta liền nói cho ngươi ca ca tiến về phương nào. Xích Tiêu Kiếm. Tống Thư Hàng đoạn này lời kịch, thật sự quá tệ. Người không biết chuyện, nghe được cái này lời kịch nhất định sẽ cho là hắn tại phạm tội. Tốt, Xích Đồng đem trường mâu hướng trên mặt đất cắm xuống, thí điên chạy đến Tống Thư Hàng bên người. Thật là một cái rất đơn thuần đồ đần. Tống Thư Hàng nguyên thần vươn tay ra, tại nhỏ gầy thiếu niên trên đầu dùng sức vuốt vuốt. Xích Đồng cũng không phản kháng, mặc cho Tống Thư Hàng xoa tóc của hắn. Một lát sau, Tống Thư Hàng đưa tay hái đi bao tay, đưa bàn tay đặt tại Xích Đồng trên thân, thử nghiệm kích hoạt xem xét bí pháp. Xem xét bí pháp thi triển thành công. Tại phía xa Xích Long Động Tống Thư Hàng phân thân trên người, lăng không nhiều mấy đạo vết thương. Tạo hóa tiên tử quay người, vung tay chính là hai đạo chỉ rũ thuật xoát bên dưới, một lát sau, Tống Thư Hàng phân thân vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Đại giới nỗ lực về sau, giám định kết quả phản hồi đến Tống Thư Hàng ý thức. Xích Đồng, 9 tuổi, Long huyết tộc cùng nhân loại con lai, Hắc Đồng thập nhị thế cùng nhân loại nữ tử sinh hạ hài tử, ngưỡng mộ cũng tôn kính bản thân vị kia thiên tài ca ca. Võ kỹ thiên phú cực kém, ma pháp lực tương tác cực kém, ngộ tính cực kém, thân thể trưởng thành độ cực kém. Cái hào này phế đi, đề nghị một lần nữa đăng ký tân hào. Đứa nhỏ này, có 9 tuổi rồi. Tống Thư Hàng có chút không dám tin tưởng nhìn qua gầy yếu tiểu nam hài tử gia hỏa này hoàn toàn chỉ có 4 tuổi hài đồng lớn nhỏ a. Võ kỹ, ma pháp lực tương tác, ngộ tính đều là cực kém. Xem xét bí pháp phản hồi kết quả thật đúng là không kém, cái hào này thật là phế đi. Có thể cứu sao, có biện pháp giải quyết sao? Tống Thư Hàng tiếp tục thôi động xem xét bí pháp, ý đồ thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Có thể là bởi vì ức xếp tự mộng Hắc Đồng thập tam thế ảnh hưởng, cho nên đối với Xích Đồng có một loại đặc thù cảm giác thân thiết. Nếu như mình có năng lực trợ giúp tiểu gia hỏa này, Tống Thư Hàng sẽ ra tay tương trợ. Nếu như mình không có hỗ trợ năng lực, cái kia, đương nhiên là không chiêu. Dù sao, hắn cũng không phải không gì làm không được thần. Xem xét bí pháp, không có phản hồi càng nhiều tin tức hơn. Cái này có hai cái khả năng. Một cái là Xích Đồng cái này đồ đần, thật sự không cứu nổi, chỉ có cáo từ. Một loại khác, có thể là xem xét bí pháp tạm thời cũng xem xét không ra phương pháp đến, Tống Thư Hàng quyền hạn cùng thực lực còn chưa đủ. Quyền hạn chưa đủ sự trước kia cũng phát sinh qua. Xem xét bí pháp cũng không phải vạn năng. Xong chưa, Xích Đồng hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ca ca đi đâu không? Đương nhiên, Tống Thư Hàng đeo lên bao tay. Hắn tiến về hiện thế đi. Hiện thế, đó là cái gì địa phương? Tại Hắc Long thế giới cái nào vị trí? Xích Đồng nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, không ở Hắc Long thế giới, mà là tại một cái khác càng bao la hơn, to lớn hơn thế giới. Là rời đi Hắc Long thế giới sau thế giới khác. Xích Đồng mở to hai mắt nhìn. Cũng không biết hắn là không có thể hiểu được Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ. Ta có một bộ rèn sắt kỹ năng. Kỳ danh là cương thủ. Tống Thư Hàng đột nhiên lại lên tiếng nói, bộ này kỹ năng, nhập môn cũng không phức tạp. Sau đó, ngươi chỉ cần mỗi ngày lặp đi lặp lại tu luyện, có lẽ sẽ có thành tựu. Ngươi muốn học lấy thử một chút sao? Ta nghĩ trở thành chiến đấu pháp sư. Xích Đồng chân thành nói. Tống Thư Hàng. Gia hỏa này không chỉ có đần, còn rất nhận lý lẽ cứng nhắc a. Nhưng là,
nếu như có thể để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta nghĩ học. Xích Đồng lại bổ sung, ta cần bỏ ra cái giá gì sao? Tống Thư Hàng, đại giới. Không tệ lắm, tiểu gia hỏa này có chút giác ngộ, cái này cũng phù hợp Cửu Châu Nhất Hào Quần có nỗ lực mới có hồi báo nguyên tắc. Bất quá, tiểu gia hỏa này lại có thể nỗ lực thứ gì? Cương thủ kỹ năng này, là có thể một mực dùng đến ngũ phẩm hậu kỳ kỹ năng. Nếu có cơ hội tìm tới Diệt Phượng tiền bối, để hắn đến mấy phát vỡ vụn một chỗ biến thành dịch thể, còn có tỷ lệ dẫn phát cương thủ biến dị, trở thành giống Tống Thư Hàng hiện tại cương toàn thân. Đại giới thấp, cảm giác trong lúc vô hình giảm xuống nó cấp bậc. Giá cao, lại cảm thấy tiểu gia hỏa này chả không nổi. Hao tổn tâm trí. Muốn làm cái tùy thân lão gia gia cũng cần kỹ thuật, 360 ngũ hành, hành hành đều có bản thân khiếu môn. Như vậy, liền đem trên người ngươi chân quý nhất, không, thứ ba bảo vật chân quý, làm đại giới đi. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, lên tiếng nói. Ba là cái rất không tệ số lượng, thâm thụ người Trung Quốc ưa thích. Tỷ như, tam sinh hữu hạnh, ăn vào gỗ sâu ba phân, ước pháp tam trương, ba người đi tất có ta sư. Lại tỷ như lãng bất quá ba. Mà lại thứ ba vật chân quý, tức sẽ không lộ vẻ quá chân quý, cũng sẽ không lộ vẻ quá thấp kém, rất thích hợp. Ta hiểu được, Xích Đồng dùng sức gật đầu, sau đó hắn từ miệng túi của mình bên trong lấy ra một đầu cái túi nhỏ, đây là mụ mụ cho ta hộ thân túi thơm, là trên người của ta thứ ba vật chân quý. Tống Thư Hàng. Thứ này thấy thế nào đều là một đầu túi thơm. Rèn sắt thần kỹ cương thủ đổi một cái. Không đúng. Là một bao tràn đầy tình thương của mẹ hộ thân phù. Tốt a, hộ thân phù liền hộ thân phù đi. Dù sao hắn nguyên thần xuất khiếu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không phải là vì cái này đại giới mà đến, mà là vì chấm dứt nhân quả cùng tìm kiếm đột phá tấn cấp, điểm long vẽ rồng điểm mắt thời cơ. Tống Thư Hàng nguyên thần nhận lấy cái này bao hộ thân phù nói đúng ra, nguyên thần là điều động linh lực, nhẹ nhàng nâng cái này bao thân phù. Tiếp nhận cái này bao hộ thân phù đồng thời. Tống Thư Hàng thuận tay chính là một phát xem xét bí pháp ném đi lên. Tại phía xa Xích Long động bế quan phân thân nhục thể, lần nữa viễn trình trả tiền, dùng thân thể của mình thanh toán xong xem xét bí pháp đại giới. Hộ thân phù túi thơm, bên trong chứa có thể làm mang theo người cường thân kiện thể long cốt bột phấn, trường kỳ mang theo có thể yếu ớt tăng cường mang theo người thể chất. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đáng tiếc. Cái này hộ thân phù túi thơm đối Xích Đồng cơ hồ không hiệu quả gì. Trong lúc đang suy tư, lại một đường tin tức truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải, long cốt bột phấn, nhưng làm nguyên thần ngưng hình bằng tá vật, khiến cho tu sĩ nguyên thần trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra nhục thân hiệu quả, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao nhất định lượng long cốt bột phấn. Tống Thư Hàng, a, à, còn có loại hiệu quả này. Há, là long cốt bột phấn a, à, lục phẩm trở xuống thời điểm có thể dùng chơi đùa. Thứ này là dùng ngụy long xương phấn chế tác mà thành. Xích Tiêu Kiếm tiền bối liếc một cái Tống Thư Hàng trong tay túi thơm, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, Xích Tiêu Kiếm tiền bối cách túi thơm ngắm một chút, liền có thể nhìn ra thứ này lai lịch. Vậy ta mới vừa rồi còn dùng cái gì xem xét bí pháp, phân thân máu không phải chảy không sao. Đại giới đã thu đến, vậy kế tiếp, là thời điểm dạy bảo ngươi cương thủ. Mặc dù là một môn cấp độ nhập môn công pháp tôi luyện thân thể, nhưng trên thực tế kỹ năng này một mực có thể dùng đến cấp 5. Tống Thư Hàng sụ mặt, nghiêm túc nói. Đợi đã, tiên sinh, ta đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Thiếu niên Xích Đồng đột nhiên lại lui lại mấy bước, một lần nữa đem bản thân trường mâu từ dưới đất rút ra. Tống Thư Hàng. Tiên sinh, tại ngươi chỉ dạy ta trước đó, ngươi cần trước chứng minh bản thân cường đại. Xích Đồng chân thành nói. Vạn nhất ngươi là lừa đảo làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng, xác nhận ta có phải hay không lừa đảo loại sự tình này, không phải hẳn là tại giao dịch trước đó xác định sao? Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, thiếu niên Xích Đồng nói, nếu không, tiên sinh ngươi trước đem túi thơm trả lại ta. Tống Thư Hàng ngẩng đầu Vọng Thiên. Không nên bị đồ đần mang theo tiết tấu, sẽ hàng trí. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào bản thân cường đại? Tống Thư Hàng cúi đầu. Mặt mỉm cười. Đánh thắng ta, Xích Đồng chân thành nói. Tống Thư Hàng. Hắn bấm tay nhắm ngay Xích Đồng, nhẹ nhàng bắn ra, một tia linh lực bị điều động, đánh trên người Xích Đồng. Xích Đồng liền bị bắn bay ra ngoài, trên đồng cỏ lăn lộn, thật vất vả mới đứng vững thân hình.
Tống Thư Hàng đối linh lực khống chế rất tốt, dùng chính là nhu kình, Xích Đồng nhìn qua chật vật trên thực tế cũng không biết thụ thương. Tiên sinh, đây là thứ mấy hào pháp thuật? Xích Đồng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người vụn cỏ, một mặt hâm mộ. Không phải pháp thuật, là linh lực, Tống Thư Hàng nói khẽ. Xích Đồng nghĩ nghĩ, linh lực có thể làm cho ta trở thành chiến đấu pháp sư sao? Tống Thư Hàng cắn răng nói, có thể. Tu sĩ chiến đấu, vốn chính là pháp thuật thần thông võ kỹ thân pháp, mặc dù chiến đấu pháp thuật phương diện, Tống Thư Hàng bản thân sẽ chỉ trưởng tâm lôi cùng dẫn lôi thuật. Nhưng hắn có sách giáo khoa tại, máy móc hắn vẫn là hội. Cái kia tiên sinh, ta lúc nào mới có thể có được linh lực? Xích Đồng trông đợi nói. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, tu hành một đường, cần cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân. Trăm ngày trúc cơ, nhất phẩm dược long môn, về sau mới có thể ngưng tụ chân khí, thi triển pháp thuật. Không thể mơ tưởng xa vời. Mà lại, lấy thiếu niên Xích Đồng thể chất, có trời mới biết hắn có thể hay không trúc cơ thành công. Ta dụng tâm giáo, ngươi hết sức học, đừng hỏi nhiều, đừng suy nghĩ nhiều, cước đạp thực địa, từng bước một tới. Tống Thư Hàng nói lại nói. Xích Đồng dùng sức gật đầu, vâng, tiên sinh. Cuối cùng, hắn lại hỏi, tiên sinh, ngài giống như ta là hỗn huyết chủng loại sao? Không, ta không phải hỗn huyết, Tống Thư Hàng nói. À, Xích Đồng nhẹ gật đầu, tựa hồ lập tức đã mất đi hào hứng, không còn đặt câu hỏi. Cương thủ là nhị phẩm công pháp tôi luyện thân thể, chính là một môn rèn sắt thần kỹ, nhị phẩm lúc mới có thể chính thức tu luyện. Mặt khác, cương thủ có một bộ thuộc về mình tiền trí cơ sở quyền pháp, cung cấp nhất phẩm tu sĩ trúc cơ lúc tu luyện cần thiết. Một khi tu luyện có thành tựu về sau, có thể không có khe hở kết nối nhị phẩm cương thủ kỹ năng. Tống Thư Hàng hiện tại muốn chỉ đạo Xích Đồng tu luyện, chính là cương thủ tiền trí cơ sở quyền pháp. Bộ này cơ sở quyền pháp cũng không phức tạp, so Tống Thư Hàng lúc trước tu luyện cơ sở kim cương quyền pháp muốn đơn giản mấy lần, chủ công cổ tay lực lượng. Tống Thư Hàng đầu tiên đem bộ này cơ sở quyền pháp, chia tách vì 4 tiết, từng đoạn chỉ đạo Xích Đồng. Tiết 1 dạy xong về sau, Xích Đồng tại bên cạnh bắt đầu đâu ra đấy luyện tập. Vô cùng thê thảm. Rõ ràng là một bộ rất trôi chảy cơ sở quyền pháp chiêu thức, tại Xích Đồng trong tay quả thực là luyện được tạp ngừng hiệu quả. Liền cùng mọi người nhìn video mạng lưới không tốt đồng dạng, trôi chảy hình ảnh thỉnh thoảng giảm sóc, tạp ngừng, khiến cho người bắt gấp. Xích Tiêu Kiếm tiền bối thảnh thơi lơ lửng ở trong hư không. Tống Thư Hàng thở dài. Thế nào, chân chính chỉ đạo đệ tử bắt đầu từ số không tu luyện, có gì cảm thụ? Xích Tiêu Kiếm cười ha hả hỏi. Tống Thư Hàng mặc dù thu hai vị đệ tử, nhưng là sở sở cùng tiểu thải bái sư lúc, đều là tự mang đẳng cấp, không phải không cấp mới hào. Đi được tới đâu hay tới đó đi, quyền pháp chiêu thức phương diện, luyện thêm mấy chuyến Xích Đồng chí ít cũng có thể nhớ kỹ giá thức. Nhưng là quyền pháp khẩu quyết phương diện, có chút khó khăn. Tống Thư Hàng nói. Quyền pháp khẩu quyết là tiếng Trung. Tống Thư Hàng mặc dù có năng lực đưa nó phiên dịch thành Hắc Long thế giới ngôn ngữ, nhưng khẩu quyết trọng yếu là âm đọc, tựa như là chú văn đồng dạng, mỗi một cái tiết âm đều sẽ dẫn dắt thiên địa linh lực, từ đó đưa đến tôi thể cường hóa tác dụng. Phiên dịch thành Hắc Long thế giới ngôn ngữ về sau, liền không có cái này hiệu quả. Không biết Xích Đồng có hay không học ngoại ngữ thiên phú. Ngươi chuẩn bị một mực như thế dạy bảo xuống dưới sao? Xích Tiêu Kiếm xoay tròn một vòng về sau, nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nếu là lại cùng tiểu gia hỏa này rông dài, đừng nói là trong 30 ngày tấn thăng lục phẩm, cho ngươi 30 năm đều không hí. Tiểu gia hỏa này, tại tu luyện phương diện thiên phú, đần làm cho đau lòng người. Một bộ cơ sở quyền pháp đều có thể đánh ra mạng lưới kết nối không ổn định hiệu quả, có trời mới biết hắn phải tốn thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành tôi thể. Mà Tống Thư Hàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Trong 30 ngày, nếu như hắn không có tấn thăng lục phẩm, bản thể liền phải tại 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong hóa thành cho bụi. Sở dĩ, ta phải nghĩ biện pháp, Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu Kiếm, ngươi không phải là muốn truyền công a? Ta cũng không phải thiên nhai tử đạo trưởng, mà lại tiểu gia hỏa này liền tôi thể đều không hoàn thành, thể chất yếu có thể, ta tùy tiện truyền cho hắn một điểm công lực. Hắn liền bạo thể. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn nhấc lên phần eo của mình quần áo ngũ phẩm tu sĩ nguyên thần xuất khiếu về sau, bình thường đều là trần trùng trục, bất quá chỉ cần tu sĩ lòng vừa nghĩ,
liền có thể để nguyên thần trên người hình chiếu ra quần áo phục sức tới. Tống Thư Hàng lúc này nguyên thần quần áo tự cùng bế quan phân thân bảo trì nhất trí. Làm gì, để cho ta xem ngươi thất thải đại thận, Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi. Thất thải đại thận có gì đáng xem, ta nghĩ nói là cái này. Tống Thư Hàng chỉ bản thân phần eo lập thể anh em hồ lô ấn ký, bạch tiền bối tự tay thiết kế học phách hệ thống, học cặn bã nhóm tha thiết ước mơ đồ tốt. Có hắn, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta thành tích học tập không xong. Ngươi là muốn cho bạch đạo hữu thiết kế một cái học phách hệ thống, dùng để dạy bảo thiếu niên này tu luyện. Tống Thư Hàng, đúng, chỉ cần đem cương thủ tiền trí cơ sở quyền pháp khẩu quyết bỏ vào là đủ. Minh tưởng pháp phương diện Hắc Long thế giới bản thân minh tưởng pháp thích hợp hắn hơn. Sau đó lại đem nhất phẩm tấn thăng nhị phẩm tương quan tri thức sửa sang lại, để vào đến học phách hệ thống bên trong. Đến lúc đó, chỉ cần Xích Đồng nghiêm túc học tập, khắc khổ tu luyện, chí ít cũng có thể tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới. Về phần phối hợp tu luyện thối thể dịch, Hắc Long thế giới hẳn là có thể thay thế ma pháp dược tề, thật sự không đi, Tống Thư Hàng có thể tự mình ra tay luyện chế, đơn giản thối thể dịch, hắn vẫn có niềm tin luyện chế. Sắc trời dần tối, Hắc Long thế giới một ngày lại phải vượt qua. Tống Thư Hàng thật vất vả đem cơ sở quyền pháp chiêu thức toàn bộ dạy bảo hoàn tất. Bộ quyền pháp này chiêu thức, người trước quen đi nữa luyện mấy lần. Sau đó sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai, ta mang cho ngươi một cái thứ tốt tới. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Xích Đồng nghĩ nghĩ, được rồi, tiên sinh. Ngày mai gặp, ngày mai vị này thần bí đại thúc, còn sẽ tới sao? Như vậy, ngày mai gặp, Tống Thư Hàng vuốt vuốt đầu Xích Đồng, nguyên thần tiến vào ẩn hình trạng thái, cùng Xích Tiêu Kiếm cùng một chỗ trở về Xích Long Động. Xích Đồng ngốc ngốc nhìn qua Tống Thư Hàng biến mất không thấy gì nữa vị trí. Là ảo giác sao? Hắn nói khẽ. Có như vậy sát na, hắn phảng phất cảm giác đến là ca ca Hắc Đồng thập tam thế tại vò đầu của hắn. Hồi tưởng lại, kỳ thật từ nơi này vị tiên sinh bắt đầu dạy bảo hắn quyền pháp thời điểm lên, hắn liền thỉnh thoảng cảm giác giống như là ca ca lúc hướng dẫn hắn tu luyện đồng dạng. Có đôi khi, đồ đần trực giác so người bình thường càng thêm linh mẫn. Xích Long Động. Tống Thư Hàng nguyên thần cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối kiếm linh đồng thời trở về. Phân thân nhục thân, còn ngồi xếp bằng, duy trì lấy trạng thái tu luyện, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công chậm rãi vận chuyển. Xích Tiêu Kiếm kiếm linh trở về thân kiếm. Tống Thư Hàng nhưng không có lập tức trở lại, mà là trước bay tới bạch tiền bối phân thân bên cạnh dù sao phân thân duy trì lấy tự động trạng thái tu luyện, cùng treo máy đồng dạng, nguyên thần của hắn vừa vặn thương lượng với bạch tiền bối chút chuyện. Bạch tiền bối, tỉnh, Tống Thư Hàng nguyên thần kêu gọi nói. Bạch tiền bối phân thân mơ mơ màng màng mở to mắt, há, là Thư Hàng nguyên thần a, trở về rồi. Đúng vậy, bạch tiền bối, Tống Thư Hàng nguyên thần ngồi xếp bằng lơ lửng ở bạch tiền bối bên người. Bạch tiền bối phân thân hữu khí vô lực nói, có cái gì thu hoạch sao? Ta hẳn là tìm được công đức kim toàn kim đan cấu đồ vẽ rồng điểm mắt thời cơ. Bất quá, ta cần bạch tiền bối hiệp trợ, Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối phân thân nghiêm túc nghĩ nghĩ, khốn, siêu muốn ngủ, nhịn không được. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Lần trước bạch tiền bối phân thân là thiếu đi đầu cái chăn, chỉ cần cho hắn đưa đầu cái chăn là hắn có thể thỏa mãn, vậy lần này hắn ít cái gì? Có phải hay không ít cái giường? Không đúng, bạch tiền bối có thể trực tiếp lơ lửng giữa không trung đi ngủ, căn bản không cần đến giường. Đúng, có phải hay không là bạch tiền bối tóc quá dài, nổi giữa không trung lúc ngủ, tóc buông xuống dưới quá nặng đi. Muốn hay không cho bạch tiền bối đâm cái lưu loát điểm kiểu tóc? Không đúng không đúng, lần trước Vũ Nhu Tử làm bạch tiền bối biểu lộ bao sự kiện cũng là bởi vì cho bạch tiền bối đâm kiểu tóc sau gây họa. Liên quan tới bạch tiền bối tóc, vẫn là đừng làm loạn tương đối tốt. Bạch tiền bối phân thân ngáp một cái, xinh đẹp con người chống đỡ đều nhìn không được, từ từ khép lại. Không được, bạch tiền bối lại phải đã ngủ. Trong lúc đang suy tư, phía dưới Xích Tiêu Kiếm tiền bối kêu lên, Thư Hàng, còn tại không trung tung bay làm gì? Trở về cho ta đến hai phát dưỡng đao thuật a. Nói xong rồi trở về sẽ đưa hắn đại bảo kiếm. Lập tức tới ngay, Tống Thư Hàng nói. Hắn một bên suy tư, một bên nguyên thần quy vị. Sau đó đưa tay đặt tại Xích Tiêu Kiếm tiền bối trên người, liên tiếp hai phát dưỡng đao thuật đi lên. Dễ chịu, toàn thân thư sướng,
cảm giác mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch sành sanh, tinh thần 10 phần. Xích Tiêu Kiếm tiền bối thỏa mãn nói, dưỡng đao thuật hắn thích nhất. Mỏi mệt quét sạch sành sanh, tinh thần 10 phần. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lời nói bên trong mấy cái này từ, để Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối phân thân hiện tại trạng thái là khốn, rất mệt mỏi, siêu muốn ngủ. Sở dĩ, Tống Thư Hàng trong đầu nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Hắn một mực đang nghĩ, dưỡng đao thuật nói không chừng đối bất luận cái gì pháp khí đều hữu hiệu, không chỉ có là đao, kiếm A, thuẫn A, thương A, áo giáp A, nói không chừng đều có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật. Thậm chí, liền vô hình đao cổ đều có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật. Vô hình đao cổ lại quy thành loại sinh linh hệ liệt. Có lẽ, dưỡng đao thuật đối với người cũng hữu hiệu. Tống Thư Hàng không chỉ có to gan ý nghĩ, hắn còn có một khỏa đem lớn mật ý nghĩ chuyển hóa làm thực tiễn lớn trái tim. Ý nghĩ không đi thực tiễn vậy cũng là nói suông. Tại viên kia dục dịch trái tim mang tới xúc động bên dưới, Tống Thư Hàng đứng dậy, chân đạp hắc liên đi vào Bạch tiền bối phân thân bên người. Sau đó, hắn thận trọng đưa tay đặt tại Bạch tiền bối phân thân trên thân. Bạch tiền bối phân thân từ từ mở mắt uể oải nhìn hắn một chút, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn một phát dưỡng đao thuật tiện tay trượt ra ngoài. Dưỡng đao thuật rơi vào Bạch tiền bối trên phân thân. Tống Thư Hàng bản thân cảm giác, tự cùng dùng tại vô hình đao cổ trên có chút cùng loại. Bạch tiền bối phân thân, thật đúng là tiếp nhận rồi dưỡng đao thuật. Bất quá, tiếp nhận rồi không có nghĩa là dưỡng đao thuật liền nhất định hữu hiệu. Tống Thư Hàng có chút khẩn trương lại có chút mong đợi nhìn qua Bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối phân thân lần này liền con mắt đều lười mở ra. Tựa hồ không có hiệu quả. Nhưng cũng có loại khả năng là bởi vì đương lượng không đủ. Mà lại, Bạch tiền bối phân thân đã không có không tốt phản ứng, chỉ ít chứng minh cái này dưỡng đao thuật đối với hắn vô hại. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng tay không bị khống chế, lại tay trượt hai phát dưỡng đao thuật. Một lát sau, gặp Bạch tiền bối phân thân còn không có phản ứng. Tống Thư Hàng lại tay trượt càng phát hơn dưỡng đao thuật. Một mực khi hắn tay trượt gần 12 phát dưỡng đao thuật về sau, Bạch tiền bối phân thân rốt cục nhìn không được mở to mắt. Phân thân con mắt thẳng tắp chằm chằm vào Tống Thư Hàng, nháy mắt cũng không nháy mắt, lực áp bách 10 phần. Tống Thư Hàng cười khan âm thanh, lùi về bản thân không đứt tay trượt hai tay. Ngươi thắng, Bạch tiền bối phân thân lôi kéo chăn mền, từ trong hư không ngồi dậy. Nắm ngươi cái này không hiểu thấu pháp thuật phúc, hiện tại ta lại nhưng cảm giác đến tinh thần sung mãn không được, hoàn toàn không ngủ được. Gặp quỷ, người có rảnh học loại này kỳ quái pháp thuật, liền không thể thật tốt đi học tập thiên sư lôi pháp. Tốt xấu người vẫn là lôi, hỏa song thuộc tính thể chất. Sự thật chứng minh, dưỡng đao thuật bản danh, tuyệt đối không phải dưỡng đao thuật, hắn đối phân thân đều hữu hiệu. Bất quá đối với bản thể có hữu hiệu hay không, còn cần tiến một bước thí nghiệm. Bởi vì phân thân tồn tại cùng cấu tạo cùng bản tôn vẫn có khác biệt. Cần ta hỗ trợ cái gì, thừa dịp ta hiện tại tinh thần sung mãn, nhanh nói. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng nói thật nhanh, Bạch tiền bối, ta cần một cái học phách hệ thống, bên trong đưa một thiên cương thủ tu luyện pháp, cùng cương thủ tiền trí cơ sở quyền pháp khẩu quyết, chiêu thức tu luyện. Nếu như có thể mà nói, lại bên trong đưa một hạng tiếng trung học tập chương trình học thì tốt hơn. Đem cương thủ công pháp giao cho ta, Bạch tiền bối phân thân bất đắc dĩ nói. Tống Thư Hàng thật nhanh đem chọn thiên cương thủ công pháp đọc thuộc lòng một lần. Chỉ cần bên trong đưa cương thủ, không cần cái khác sao, Bạch tiền bối lại hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nếu có thể, lại bên trong đưa một cái trưởng tâm lôi. Bạch tiền bối sửa chữa bản trưởng tâm lôi, nhất phẩm cảnh giới liền có thể sử dụng. Mà lại uy lực rất tuyệt. Vậy liền lại bên trong đưa cái trưởng tâm lôi, làm thành cần điểm tích lũy mua sắm, giảng bài lão sư hình tượng liền định là hình dạng của ngươi. Trừng phạt phương diện đâu? Bạch tiền bối lại hỏi. Học phách trong hệ thống có ban thưởng, cũng có trừng phạt. Liền xét đánh đi, ta cảm giác xét đánh không tệ, có thể tăng lên mọi người đối thống khổ nhẫn nại. Tống Thư Hàng nói. Nhẫn nại thống khổ cũng là tu luyện một bộ phận, tức có thể tăng lên tu sĩ ý chí. Lại có thể tăng lên tu sĩ sức chiến đấu. Có câu nói không phải nói như vậy sao? Tại học được đánh người trước đó, muốn trước học được bị người đánh.
học phách hệ thống ô biểu tượng muốn cái gì? Bạch tiền bối phân thân lại dò hỏi. Vậy liền thương đi, tốt nhất bá khí điểm. Tống Thư Hàng nói chính hắn đã bị thiệt lớn, học phách hệ thống cái kia lập thể anh em hồ lô đồ án tốt thương lá gan. Như vậy, chỉ ít cho xích đồng tranh thủ bên dưới, để hắn học phách hệ thống ô biểu tượng có thể phù hợp tâm ý của hắn. Thiếu niên kia đã ưa thích trường mâu, mơ ước trở thành chiến đấu pháp sư, cái kia đem ô biểu tượng làm thành thương bộ dáng, hắn nhất định sẽ rất ưa thích a. Tốt, giải quyết, Bạch tiền bối nói. Hắn đưa lên một cái phù văn, phía trên liền bổ sung lấy học phách hệ thống. Tạ ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng tiếp nhận phù văn, khụ khụ. Một cái gát linh dùng máy ấn ký học phách hệ thống phù văn lập lòe tỏa sáng. Không có tâm bệnh, là thương không sai, mà lại cũng đủ bá khí. Không hài lòng, Bạch tiền bối nhíu mày. Sao có thể chứ, phi thường hài lòng, 32 cái tán. Tống Thư Hàng bốc lên ngón tay cái khen. Không sao cũng không cần quấy rầy nữa ta. Mặt khác, trước ngươi nhìn hồi lâu, liền không có nhìn ra ta thiếu khuyết cái gì không? Bạch tiền bối phân thân đậu đen rau muống nói, ta thiếu cái gối đầu a. Tống Thư Hàng, nhưng Bạch tiền bối ngươi không phải trôi lơ lửng trên không trung sao? Sở dĩ, ta thiếu khuyết một cái sẽ lơ lửng gối đầu. Bạch tiền bối phân thân nói, hắn một lần nữa nắm lên cái chăn, đắp lên, ngáp một cái, đón lấy đến hảo hảo bế quan tu luyện. Không có chuyện chớ quấy rầy ta. Chế tác học phách hệ thống vừa vặn đem hắn vừa rồi quá nhiều tinh lực tiêu hao hoàn tất, khôn ý phun lên, có thể mỹ mỹ ngủ ngon giấc. Tống Thư Hàng nắm vuốt cái này học phách hệ thống, trở lại bản thân bế quan tính tọa địa phương. Xích tiêu kiếm một lần nữa nằm ngang ở hắn trên đầu gối. Phía sau tạo hóa tiên tử cũng một lần nữa điều chỉnh vị trí, hai người lưng tựa lưng duy trì lấy tu luyện tư thế. Xích tiêu kiếm tiền bối. Ngày mai lại được làm phiền ngươi hộ tống nguyên thần của ta. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn thuận tay chính là một phát dưỡng đao thuật đưa lên. Không có vấn đề, bao trên người ta. Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Bên ngoài, sắc trời triệt để đen xuống. Một ngày kết thúc. Ngày kế tiếp, Tống Thư Hàng đầu tiên là cho xích tiêu kiếm tiền bối tới một phát dưỡng đao thuật, triệu hoán hắn rời giường. Tiếp đó, hắn tự thân nguyên thần nhẹ nhàng nhảy lên. Từ phân thân trong nhục thể nhảy ra. Một đêm ngồi xuống tu luyện xuống tới, Tống Thư Hàng cảm giác thu hoạch rất nhiều. Theo bản thể, sắt thép hóa thân khi đó không ngừng truyền tới lĩnh ngộ cùng linh cảm mảnh vỡ, Tống Thư Hàng có thể cảm giác đến bản thân thứ nhất tiểu kim đan cùng hạch tâm lò phản ứng kim đan cấu đồ, đã đạt đến vẽ rồng điểm mắt biên giới. Nhiều nhất đến đêm nay, hẳn là có thể thuận lợi vì hai khỏa tiểu kim đan vẽ rồng điểm mắt. Bế tử quan quả nhiên là tăng thực lực lên hữu hiệu nhất đường tắt một trong. Xích tiêu kiếm kiếm linh che chở Tống Thư Hàng nguyên thần, thuần thục hướng xích đồng thiếu niên vị trí lấp lóe mà đi. Vẫn như cũ là tòa thành kia cùng mặt cỏ. Xích đồng trường mâu cắm ở mặt đất, hắn lúc này đang khắc khổ luyện tập cương thủ cơ sở quyền pháp gia thức. Cảm giác, so với hôm qua tựa hồ thoáng tốt một chút nhỏ. Có lẽ, so với trường mâu đến, hắn tại quyền pháp trên thoáng phải có điểm thiên phú. Tống Thư Hàng nguyên thần giáng lâm đến thiếu niên bên người, hiển hiện ra. Tiên sinh, ngài tới rồi. Xích đồng nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, vui vẻ nói. Đại thúc không có lửa hắn, thật sự lại tới. Tiên sinh, người cảm giác ta hôm nay luyện thế nào? Xích đồng vui vẻ nói chính hắn cảm giác hẳn là thoáng có tiến bộ, so với hôm qua muốn trôi chảy một chút. Có chút tiến bộ, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Chịu đến Tống Thư Hàng khích lệ về sau, xích đồng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng rồi, hôm nay đưa ngươi một kiện hảo lễ vật. Tống Thư Hàng nguyên thần đỡ ra tấm bùa kia văn. Xích đồng, lễ vật gì? Món lễ vật này nói theo một ý nghĩa nào đó, xưng hô hắn vì thần khí cũng không đủ. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Học cặn bã nhóm tha thiết ước mơ thần khí, trong truyền thuyết có thể đang ngủ thời điểm học tập chí bảo. Thần khí. Xích đồng trừng to mắt, hắn lui một bước nói, thế nhưng là tiên sinh, thần khí đại giới, ta chả không nổi. Chú ý ta nói chính là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn là thần khí, không có nghĩa là bản thân nó chính là thần khí. Mặt khác, thứ này là ta đưa ngươi. Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái, linh lực nâng tấm bùa này văn, nhẹ nhàng rơi vào xích đồng trong tay. Xích đồng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận phù văn. Sau đó nhìn qua phía trên in gát linh súng máy đồ án,
hiếu kỳ hỏi, tiên sinh, đây là vật gì? Là thương, Tống Thư Hàng nói. Xích Đồng ngẩng đầu, đen xì con mắt dùng sức chằm chằm vào Tống Thư Hàng, tiên sinh, người cũng đừng hù ta, cái này sao có thể là thương? Đây là một loại khác thương. Cùng ngươi lý giải bên trong thương hơi có khác biệt, nhưng tương tự uy lực mạnh mẽ, là giết chóc lợi khí. Đừng quản nhiều như vậy, ngươi đem phù văn này cài lại tới, in dấu đến trên thân thể của mình, bất kỳ cái gì vị trí đều có thể. Tống Thư Hàng nói, in dấu đến trên thân thể, bất kỳ vị trí nào. Xích Đồng phiền não gãi gãi đầu, loại này bất kỳ vị trí nào ngược lại làm khó hắn, rốt cuộc muốn in dấu đến địa phương nào hiệu quả mới tốt nhất. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, tiên sinh ngươi cũng ấn qua dạng này thần khí sao? Tống Thư Hàng, Cái kia tiên sinh ngươi khác ở đâu? Xích Đồng nhanh chóng hỏi hắn mặc dù có chút đần, nhưng hắn biết có vài thứ nếu như mình không cách nào quyết định lời nói, vậy liền bắt trước thành công tiền nhân, bình thường chuẩn không sai. Tống Thư Hàng liếc mắt, trên mông. Xích Đồng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền bắt đầu thoát lên quần. Nhanh dừng tay cho ta. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, đồ đần, ngươi tùy tiện ấn đến thân thể cái gì bộ vị là được rồi, trên cánh tay chính là cái lựa chọn tốt. Trên bầu trời, Xích Tiêu Kiếm tiền bối đã cười đáp run rẩy, cái này nếu là hắn bản tôn tại, khẳng định phải phát ra một trận êm tai tiếng kiếm reo. A, Xích Đồng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó đem phù văn cài lại đến trên cánh tay của mình. Gatling súng máy đồ án, in dấu đến hắn cánh tay trái, lập lòe tỏa sáng. Leng keng siêu cấp học phách hệ thống kích hoạt bên trong. Hệ thống giải nén bắt đầu 1%, 11%, 30%, 70%, 100%. Hệ thống giải nén hoàn thành, bắt đầu lắp đặt siêu cấp học phách hệ thống, mời kiên nhẫn chờ. Trong lúc đó còn có tiếng sấm ầm ầm đại tác, phảng phất là phối âm đồng dạng, có loại sử thi khí thế. Không, không xong, tiên sinh, ta trong đầu có một thanh âm một mực đang vang. Nhưng ta nghe không hiểu hắn tại nói cái gì. Xích Đồng khẩn trương kêu lên. Không cần lo lắng, đó là siêu cấp học phách hệ thống đang lắp đặt quá trình. Chờ lắp đặt sau khi hoàn thành, liền sẽ hoán đổi thành Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Xích Đồng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Siêu cấp học phách hệ thống lắp đặt hoàn thành, là không tiến vào học tập hình thức. Câu nói này đã chuyển hóa làm Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Tiên sinh. Cái thanh âm kia nhắc nhở ta muốn hay không tiến vào học tập hình thức. Xích Đồng lên tiếng nói. Ngươi lựa chọn có tuyển hạng, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Có chút mỹ hảo đồ vật, cần đời đời truyền lại. Tỷ như hưởng thụ điện giật thống khổ. Xích Đồng nhẹ gật đầu, lựa chọn có tuyển hạng. Sau đó, có hai phiến hoa lệ cửa đồng lớn, xuất hiện tại trước mắt hắn. Hai cánh của lớn tràn đầy viễn cổ khí thức. Trên đó khắc họa lấy vô số Xích Đồng xem không hiểu phù văn, xem xét cũng cảm giác siêu cấp lợi hại. Không hổ là bị tiên sinh xưng là thần khí đồ vật, mặc dù xem không hiểu, nhưng cảm giác thật là lợi hại. Xích Đồng thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn suy tư ở giữa, ý thức của hắn đã tiến vào một cái to lớn điện đường không gian. Sau đó, một vị từ lôi điện tạo thành nam tử, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lôi điện nam tử khuôn mặt sinh động như thật. Nhìn qua khá quen. À, đây không phải tuổi trẻ bản tiên sinh sao? Xích Đồng thầm nghĩ trong lòng. Tuổi trẻ bản tiên sinh, nhìn qua diện mạo hiền lành. Chỉ là có chút phổ thông, trên người thiếu một chút tang thương cảm giác. Vẫn là hiện tại tiên sinh càng thêm có khí chất. Đầu tiên, chúng ta hôm nay muốn học tập chính là cương thủ cơ sở quyền pháp thiên, từ đầu tới đuôi đi theo ta luyện một lần. Lôi điện tạo thành Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Vâng, tiên sinh. Xích Đồng lớn tiếng trả lời. Mặc dù đã nắm giữ cơ bản cương thủ cơ sở quyền pháp động tác, nhưng hắn cảm giác mình còn cần đi theo tiên sinh lại nhiều học mấy lần, làm sâu sắc bản thân đối cơ sở quyền pháp ấn tượng. Đi theo ta luyện tập, lôi điện tạo thành Tống Thư Hàng bắt đầu chậm rãi thi triển cương thủ cơ sở động tác. Xích Đồng cũng đi theo bắt đầu tu luyện. Ước chừng sau 5 phút. Xích Đồng toàn thân run rẩy, ý thức từ học tập hình thức bên trong tạm thời lui đi ra. Hắn vừa rồi quyền pháp động tác có một bước không đuổi theo, kết quả tuổi trẻ bản tiên sinh quay người liền một cái lôi điện cầu đập tới, cái kia dòng điện 333 rung động, điện cầu trực tiếp tại hắn lồng ngực nổ tung lên. Kém chút đem hắn điện ngất đi. Hồi tưởng lại, Xích Đồng còn một thân mồ hôi lạnh.
cách đó không xa. Tống Thư Hàng nguyên thần nhìn thấy xích đồng bị điện run lên, trong lòng không hiểu thư sướng. Vui một mình không bằng vui chung. Trước kia chỉ có hắn học tập viễn cổ ngôn ngữ lúc, bị điện giật run rẩy. Hiện tại rốt cục cũng có người giống như hắn, tu luyện có sai lúc bị điện. Tống Thư Hàng trong lòng lập tức liền cân bằng, thậm chí còn có loại vui vẻ cảm giác. Quay lại có cơ hội mời Bạch Tiền Bối, đa số ta chuẩn bị mấy bộ siêu cấp học phách hệ thống, sau đó cho thổ ba bọn hắn đều an bài một cái. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đồ tốt liền muốn học được cùng người chia sẻ. Xích đồng thật vất vả chậm lại, ngụm lớn thở, hắn đời này rất có thể là lần đầu tiên tiếp xúc loại này đẳng cấp kịch liệt đau nhức. Cảm giác như thế nào? Tống Thư Hàng híp mắt cười nói. Xích đồng thở dài một hơi, nhìn Tống Thư Hàng một chút, gật đầu nghiêm túc trả lời, quả nhiên vẫn là hiện tại tiên sinh hơi đẹp trai, vừa rồi điện ta cái kia tiên sinh quá trẻ tuổi, không có khí chất. Tống Thư Hàng. Ngu xuẩn, lão phu hỏi là sự kiện sao? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tại bên cạnh, chứng chạc đàng hoàng lửa cháy đổ thêm dầu, Thư Hàng, cân nhắc về sau hay dùng cái này hình tượng ra kính. Đại thúc khoản tựa hồ càng thích hợp ngươi. Ta bộ dáng này hiện tại chỉ sợ so với ta cha đều trông có vẻ già, mới không làm. Tống Thư Hàng nói. Quay đầu hắn phải cố gắng tu luyện, đem tuổi trẻ bộ dáng biến trở về tới. Hoặc là, trong tay hắn còn có mấy khỏa loạn linh trái cây có thể thử nghiệm phục dụng thử một chút. Bất quá tạm thời không vội. Ngoại trừ học tập quyền pháp chiêu thức bên ngoài, cái này học phách hệ thống sẽ còn chỉ đạo quyền pháp ngươi khẩu quyết. Thậm chí còn có thể dẫn dắt đến ngươi, dạy bảo ngươi cùng tu sĩ có liên quan nhất phẩm cảnh giới tri thức, dược long môn giới thiệu. Nếu như, ngươi có thể tấn thăng đến nhị phẩm, còn có thể từ trung học tập đến hoàn chỉnh cương thủ kỹ năng. Tống Thư Hàng đối Xích Đồng giải thích. Đặc biệt là quyền pháp khẩu quyết, bởi vì là tiếng Trung nguyên nhân, từ hệ thống đến dạy bảo sẽ càng có hiệu suất. Vâng, ta hiểu được. Xích Đồng gật đầu nói, tạ ơn tiên sinh lễ vật. Lễ vật này, tựa hồ là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Có cái này học phách hệ thống, liền xem như giống hắn như vậy đần chứng, cũng có thể từng bước một đem cơ sở quyền pháp hoàn toàn nắm giữ. Tiên sinh, quả nhiên cùng Hắc Đồng ca ca nhận biết sao? Xích Đồng trong lòng phun lên như thế một cái ý nghĩ. Rất tốt, tiếp tục cố gắng tu luyện đi. Qua mấy ngày, ta trở lại thăm ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Xích Đồng đầu. Xích Đồng có chút không bỏ, tiên sinh muốn rời đi. Đại nhân tổng là rất bận rộn. Tống Thư Hàng cười nói. Ừm, Xích Đồng nhẹ gật đầu. Giống tiên sinh cường đại như vậy người, mỗi ngày hẳn là đều bề bộn nhiều việc. Hoặc là tu luyện, hoặc là chém giết tà linh. Tại Xích Đồng trong lòng, tiên sinh địa vị cùng hình tượng càng phát ra cao lớn. Đúng rồi, trên việc tu luyện nếu có vấn đề gì, đến lúc đó có thể hỏi ta. Học phách hệ thống không phải vạn năng, có chút phương diện tu luyện ít kinh nghiệm, hắn không cách nào dạy bảo ngươi. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Xích Đồng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, cái kia tiên sinh, ta hiện tại thì có cái vấn đề, có thể hỏi thăm ngươi sao? Sẽ suy nghĩ là chuyện tốt, nói một chút có cái gì nghi vấn. Tống Thư Hàng nói. Xích Đồng, tiên sinh, tử vong là cảm giác gì? Ừm, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía Xích Đồng. Loại vấn đề này, cùng thiếu niên phong cách vẽ không hợp nhau. Lấy tính cách của hắn, luôn cảm giác hắn cả một đời cũng sẽ không đi suy nghĩ loại vấn đề này. Ta cũng không biết, nhưng có đoạn thời gian, ta thường xuyên mơ tới bản thân giống như sắp phải chết, có đôi khi là từ trên không trung rơi xuống. Có đôi khi là bị trường mâu đâm thủng, có đôi khi là gặp được hung tàn tà thú bị cắn một cái vào. Nhưng là chết đến cùng là cảm giác gì, ta hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ, ta trong khoảng thời gian này có đôi khi đều sẽ nhớ tới vấn đề này. Xích Đồng nghiêm túc trả lời. Tống Thư Hàng xoa cằm. Xích Tiêu Kiếm thử phân tích nói, có thể là đứa nhỏ này trong hiện thực chịu đến áp lực cùng đả kích quá lớn, sở dĩ, không tự chủ được mơ tới những chuyện này. Thậm chí, tại hắn tiềm thức chỗ sâu, khả năng còn sinh ra qua tìm chết suy nghĩ. Tốt tại hắn là cái đơn thuần đồ đần, không có hướng chỗ càng sâu suy nghĩ. Tiền bối ngươi nghiên cứu qua tâm lý học, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Đoạn thời gian trước, ta tại ngươi hạch tâm thế giới tản bộ lúc, nhìn thấy Quy Đạo Hữu đang nghiêm túc nghiên cứu tâm lý học, ta đi theo học được một điểm ra lông. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng. Nghĩ tới, đoạn thời gian trước,
Quy tiền bối đột nhiên biến sẽ suy nghĩ nhân tâm, ưa thích đem trong lòng của người khác lời nói cho phán đoán ra. Nguyên lai hắn còn khổ nghiên qua tâm lý học. Xích Đồng trông mong nhìn qua tiên sinh. Tống Thư Hàng mỉm cười, thiếu niên, người vấn đề này xem như hỏi đúng người. Nói lên tử vong kinh nghiệm, cùng tuổi đạo hữu bên trong không có người so với ta phong phú hơn. Xích Đồng nháy nháy mắt, luôn cảm giác nhắc lên đề tài này về sau, tiên sinh đột nhiên biến hào khí. Cùng tuổi đạo hữu bên trong không ai tử vong kinh nghiệm so tiên sinh phong phú hơn, lời này luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nghe tựa như là tiên sinh thường xuyên chết mất đồng dạng. Cái này nói lên tử vong kinh lịch, liền không thể không nói một chút ta lần thứ nhất tử vong. Lần kia cũng là ta cả một đời tử vong số lần dày đặc nhất thời điểm. Mặc dù là trước đây không lâu, nhưng luôn cảm giác phảng phất rất xa xôi. Tống Thư Hàng hồi ức nói. Xích Đồng. Tiên sinh lần thứ nhất tử vong. Tử vong loại sự tình này, chẳng lẽ còn có lần thứ hai? Lần thứ nhất đứng trước tử vong lúc, là đối mặt một vị cường đại vô địch đối thủ. Vị kia đại lão thậm chí chỉ duỗi một ngón tay tới, liền đem ta cùng một đám nho ra tiền bối cho nghiền chết. Loại kia cảm giác tuyệt vọng, ta đến nay không cách nào quên. Trơ mắt nhìn thân thể của mình bị như là kiến hôi nghiền chết, mà lại là lần lượt nghiền chết, bản thân lại không có lực phản kháng chút nào. Tử vong tư vị, tức thống khổ vừa khổ chát chát, phảng phất bị ném vào đến vực sâu không đáy, không cách nào dãy giụa. Ý thức mơ hồ, chảy máu lượng cực lớn. Đây là đang nho ra đứng trước thể lỏng quả cầu kim loại đại lão lúc tràng diệt, Tống Thư Hàng đã không nhớ rõ bản thân lúc ấy đến cùng chết bao nhiêu lần, lại sống lại bao nhiêu lần. So chết còn đáng sợ hơn sự tình là cái gì? Là chết thảm hai lần. Cái kia so chết thảm hai lần còn đáng sợ hơn chính là cái gì? Là vòng lặp vô hạn. Tống Thư Hàng ý thức xa vào đến trong hồi ức. Mà tại hắn tiến hành tử vong hồi ức lúc, quanh người hắn thiên địa linh lực phảng phất chịu đến dẫn dắt. Theo Tống Thư Hàng hồi ức, khung ra Tống Thư Hàng trong trí nhớ kim liên thế giới liên hoàn chết thảm hình thức ban đầu. Xích Tiêu Kiếm hơi nhíu, lui về phía sau khoảng cách nhất định, thu liếm tự thân khí tức, không đi quấy rầy Tống Thư Hàng, cũng tránh cho bị cuốn vào Tống Thư Hàng bên người hiển hiện hình ảnh, chính là thất phẩm tôn giả chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu. Thất phẩm tôn giả nhóm đang bế quan thời điểm, nhất niệm vạn giới sinh. Đủ loại huyễn tượng, sẽ hóa thành sinh động như thật chi vật. Lấy thất phẩm tôn giả làm trung tâm, xây dựng một giấc mộng huyễn thế giới. Truyền thuyết, tại viễn cổ linh khí dư thừa thời điểm, có cường đại tôn giả trong lòng đất bế quan ngàn năm, ý nghĩ của hắn trên mặt đất hình thành một tòa thành phố khổng lồ. Thành thị bên trong cư dân tại trong thành thị sinh hoạt, phồn diễn sinh sống, cùng người thật không khác. Chân thực huyễn tượng bên trong, hết thảy huyễn tượng đều có chân thực lực sát thương. Bị đao chém chúng sẽ vết đao. Bị sét đánh cũng sẽ nhận lôi điện tổn thương. Tựa như lúc trước, bạch tiền bối nhiệt tình sa mạc đồng dạng. Ngoại trừ thất phẩm tôn giả bên ngoài, có chút vận khí bạo dạp lục phẩm chân quân, tại cơ duyên xảo hợp, thiên thời, địa lợi, nhân hòa toàn bộ thỏa mãn điều kiện tiên quyết, sẽ có cơ hội sớm thể nghiệm chân thực huyễn tượng. Tống Thư Hàng hôm nay vận khí, cũng không tệ. Hắn mặc dù vẫn là ngũ phẩm cảnh giới, nhưng chỉnh thể tố chất đã toàn diện đạt đến lục phẩm cảnh giới. Sau đó tại trong lúc vô tình, hắn trao đổi thiên địa lực lượng, hình chiếu ra chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu. Tống Thư Hàng tự thân cũng còn không có phát giác được bản thân quanh thân biến hóa. Tầng này chân thực huyễn tượng phạm vi cực nhỏ, chỉ bao phủ Tống Thư Hàng nguyên thần quanh thân ước 5 mét khu vực. Xích Đồng vừa lúc bị cuốn vào trong đó. Sau đó, hắn lấy nửa người đứng xem, nửa kinh lịch người góc độ, thể nghiệm một lần nho ra kim liên thế giới thảm án. Xích Đồng cảm giác mình cả người phảng phất bị chia làm hai nửa. Một nửa đứng ở bên ngoài, đứng ngoài quan sát lấy máu tanh kim liên thế giới. Một nửa khác thì rơi vào đến kim liên thế giới bên trong, bị cây kim loại ngón tay kia lần lượt nghiền sát. Cảm giác tử vong, tuyệt vọng, muốn tìm kiếm trợ giúp, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Ý thức mơ hồ, toàn thân bất lực, đau khổ kịch liệt, hắn đều bản thân thể nghiệm một lần. Nguyên lai like đây chính là tử vong cảm giác. Bất quá, Tống Thư Hàng hình chiếu đi ra còn không thể xem như chân thực huyễn tượng, chỉ tầng này huyễn tượng còn không có chân thực lực sát thương. Kim liên thế giới thảm án sau khi kết thúc, Xích Đồng đã mồ hôi rơi như mưa. Toàn bộ hành trình hắn đều không có phát ra một tia kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết phảng phất đều bị phong ấn ở yết hầu, làm sao cũng gọi là không ra tới.
sau đó là lần thứ hai chính thức tử vong, phía trước Nho Gia Kim Liên thế giới chết rất nhiều lần, nhưng xem như một cái lần lớn đi. Lần thứ hai, ta chết tương đối oan, có chút mộng bức, bởi vì khi đó là tử vong, là không hiểu thấu lấy thân luyện khí. Đáng nhắc tới chính là, lấy thân luyện khí lúc, vẫn là rất thống khổ. Theo Tống Thư Hàng chậm rãi nói đến, Xích Đồng lại kinh lịch một lần lấy thân luyện khí kiểu chết. Lần thứ ba tử vong, kỳ thật ta cũng không xác định ta khi đó chết chưa. Lần kia là bởi vì thân thể của ta ở vào sương mù hóa trạng thái. Không phải sống, cũng không phải chết, nhưng để cho an toàn, ta vẫn là dùng hết một cái phục sinh pháp khí, cũng không biết có phải hay không lãng phí phục sinh pháp khí. Tốt ở phía sau tới đến sương mù hóa thiên phú, xem như bồi thường nho nhỏ đi. Cái này liền lược qua không đề cập tới, bởi vì trên cơ bản không có gì cảm ngộ. Phía dưới kiểu chết tương đối ra sức, lần thứ tư ta là tự bạo mà chết. Toàn thân bạo tạc vì huyết phụ, loại kia thảm trạng, người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Toàn bộ thân thể đều vỡ thành sương mù. Bất quá, đồng dạng cảm ngộ không sâu, bởi vì lần kia ta là ngủ chết. Xem như ta kiểu chết bên trong tương đối buông lỏng vui sướng một lần. Sau đó chính là vì bảo hộ ta, ta một vị tiền bối trong nháy mắt đem ta chém giết, để cho ta tiến vào phục sinh trạng thái. Lần kia ta là trong nháy mắt bị chém giết thành chỉnh chỉnh tề tề khối nhỏ, bởi vì tiền bối kiếm pháp tinh diệu, trong toàn bộ quá trình thống khổ ngược lại không nhiều. Nhưng đứng trước tiền bối kiếm thuật lúc, một sát na kia áp lực, cùng đối mặt tử vong lúc cảm xúc, đều là không bất chụp. Loại kia tử vong cảm giác như là ấn ký đồng dạng bị ta ghi chép lại. Tống Thư Hàng nói. Theo hắn hồi ức tử vong của mình kinh lịch, phía sau hắn chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu, bị áp xúc thành từng tầng từng tầng. Mỗi một tầng bên trong, đều ẩn chứa Tống Thư Hàng đối tử vong kinh nghiệm cùng ấn tượng. Một lần cuối cùng tử vong, là tại 10 ngày trước. Là chết ở thiên kiếp dưới, kinh khủng thiên lôi lập tức liền đem ta chu diệt, loại kia không cách nào chống cự uy lực, để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta kích hoạt lên tự thân tất cả phòng ngự, vẫn không thể nào ngăn trở một kích kia. Đây là ta lần thứ nhất chết ở thiên kiếp dưới. Bất quá, cũng sẽ là ta một lần cuối cùng chết ở dưới thiên kiếp. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Theo Tống Thư Hàng hồi ức kết thúc, ý thức trở về hiện thế. Tại hắn kết thúc hồi ức sát na, sau lưng tầng kia tầng áp xúc, tựa như địa ngục chân thực huyễn tượng trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán không thấy. Trước người, Xích Đồng mồ hôi rơi như mưa, thân thể gầy nhỏ phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. À, ta giảng có khủng bố như vậy sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Trên bầu trời Xích Tiêu Kiếm tiền bối trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, nói nhảm, tiểu tử này có thể kiên trì đến bây giờ, đều coi như hắn thần kinh không ổn định. Có thể là đơn thuần đồ đần, năng lực chịu đựng cũng tương đối mạnh. Xích Đồng run rẩy nói, tiên sinh, ngài thực sự quá lợi hại. Tiên sinh kinh lịch, đơn giản không phải là người có thể tiếp nhận. Xích Đồng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tiên sinh ý chí muốn mạnh đến loại trình độ nào. Mới có thể tại kinh lịch nhiều lần như vậy kinh khủng chết sau đó, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, không có hỏng mất. Tống Thư Hàng mỉm cười, vậy bây giờ, người đối chết thoáng hiểu rõ một chút không? Xích Đồng nhẹ gật đầu. Hắn nửa đứng ngoài quan sát, nửa kinh lịch đã nhận lấy một lần Tống Thư Hàng tử vong kinh lịch, đối diện sắp tử vong lúc cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng bất lực, đã thân có trải nghiệm. Có cảm tưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi hắn cái này đơn thuần là thuận tiện hỏi một chút, bởi vì lúc còn nhỏ ngữ văn lão sư đang giảng bài hoàn tất về sau, tổng là ưa thích hỏi học sinh đối với bản này bài khóa có cái gì cảm tưởng. Tống Thư Hàng cũng thuận tiện lấy hỏi một câu. Xích Đồng nghiêm túc nghĩ nửa ngày, đột nhiên nói, tiên sinh, ta nghĩ chết một lần. Tống Thư Hàng một thanh lão huyết xương mắc tại cổ họng lung, kém chút liền phun ra. Mấy cái ý tứ. Nghe xong hắn đối tử vong miêu tả về sau, gia hỏa này ngược lại muốn đi tìm cái chết rồi. Tiên sinh, nếu như chết sau còn có thể sống tới được lời nói, ta nghĩ thử chết một lần. Tại đứng trước tử vong thời điểm, ta cảm giác nhịp tim phảng phất tại nhảy ra ngoài, trong lòng có loại khát vọng cảm giác. Xích Đồng sờ lấy lồng ngực của mình, chân thành nói. Không phải bất luận kẻ nào chết đều có thể sống tới. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Phục sinh cũng không phải dễ dàng như vậy sự, có ít người cuối cùng cả đời, cũng thu thập không đủ phục sinh vật liệu. Nếu như không có phục sinh chi pháp, vậy ngươi chết rồi, chính là chân chính chết rồi. Xích Đồng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Chết rồi,
không có phục sinh, cái kia chính là thật sự triệt để kết thúc. Hắn còn muốn trở thành chiến đấu pháp sư, sau đó cùng ca ca cùng đi mạo hiểm. Thiếu niên này trạng thái tinh thần không đúng, Xích Tiêu Kiếm nói nhỏ. Làm sao cảm giác tại kinh lịch Tống Thư Hàng cái kia chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu về sau, hắn chẳng những không có đối tử vong sinh ra sợ hãi, ngược lại còn đối tử vong sinh ra khát vọng. Chẳng lẽ là Tống Thư Hàng kinh lịch, thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Để Xích Đồng trong lòng sinh ra dù sao chết còn có thể phục sinh sai lầm như vậy quan niệm. Thư Hàng, người hỏi lại hỏi hắn, đối với tử vong khát vọng cụ thể là chuyện gì xảy ra? Xích Tiêu Kiếm tiền bối truyền âm nhập mật nói. Tiền bối cũng cảm giác đến không đúng. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Hắn nghe được Xích Đồng miêu tả về sau, đồng dạng cảm giác có điểm gì là lạ. Đồng thời, Tống Thư Hàng trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước xem xét Xích Đồng lúc xem xét kết quả. Đề nghị một lần nữa đăng ký nợ mới hào. Sống sờ sờ một cái người, cũng không phải tài khoản trò chơi, làm sao một lần nữa đăng ký. Chẳng lẽ muốn đem Xích Đồng nhét trở lại mẫu thể đi một lần nữa hoài một lần. Lại hoặc là, chuyển thế đầu thai. Xích Đồng, người lại miêu tả một lần, đối tử vong khát vọng là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hừm, tim đập nhanh hơn, sau đó cảm giác cũng không phải là rất e ngại tử vong. Thậm chí, nhớ lại tiên sinh ngài tử vong hình ảnh lúc, trong nội tâm của ta có loại muốn cùng tiên sinh chết chung xúc động. Xích Đồng thành thật hồi phục. Thật có lỗi, ta còn không muốn cùng ngươi cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Tống Thư Hàng nói. Xích Đồng. Tống Thư Hàng lần nữa đưa tay, ấn tại Xích Đồng trên đầu, thôi động xem xét bí pháp. Nhưng lấy được kết quả, lại cùng lần trước giống như đúc, một chữ chưa biến. Đáng tiếc, ta phục sinh kim tệ đều còn tại bản thể cái kia. Nếu không, nói không chừng có thể cho Xích Đồng chết một lần thử một chút. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên nhảy ra như thế cái suy nghĩ. Ta đi. Hắn lập tức lắc đầu. Gần nhất là giết đồng đội giết đến tận nghiện không thành, nhìn thấy cái đồng đội liền muốn đâm một đao. Khả năng này cũng là bệnh, muốn trị. Sinh mệnh là rất quý giá, không nên tùy tiện nghĩ đến chết loại sự tình này, tin tưởng ta. Dù sao ta chết đi nhiều lần như vậy, so ngươi kinh nghiệm phong phú. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Xích Đồng, mấy ngày nay ngươi tốt nhất tu luyện, qua mấy ngày, ta trở lại thăm ngươi. Vọng Thiên. Hắn quả nhiên không cách nào xung làm nhân sinh đạo sư kiểu người như vậy, dù sao chính hắn cũng còn trẻ. Loại này phụ đạo thiếu niên tâm lý khỏe mạnh sự tình, vẫn là giao cho càng chuyên nghiệp người đến giải quyết đi. Mặt khác, đêm nay từ bản thể cùng sắt thép hóa thân truyền đến linh cảm, lĩnh ngộ đều đưa tích lũy đầy đủ. Đến lúc đó, là hắn có thể lại thắp sáng 2 đến 3 khỏa tiểu kim đan. Sau đó, hắn sẽ tiến hành 3 ngày tả hữu bế quan. Trong khoảng thời gian này, hắn không cách nào lại nguyên thần xuất khiếu đi ra lãng. Vâng, tiên sinh, Xích Đồng dùng sức gật đầu, mấy ngày nay, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, lần sau tiên sinh tới gặp ta thời điểm, ta nhất định sẽ đem cơ sở quyền pháp nắm giữ. Hừm, chờ ngươi triệt để nắm giữ cơ sở quyền pháp, phối hợp quyền pháp khẩu quyết luyện tập lúc, sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết chi lực. Đến lúc đó, ngươi ăn nhiều một chút vật đại bổ. Qua mấy ngày ta lại tới lúc, mang cho ngươi một điểm thối thể dịch cùng khí huyết đan, phụ trợ tu luyện sử dụng. Tống Thư Hàng dứt lời, thân hình chậm rãi biến mất, cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng rời đi. Xích Đồng lần nữa nhìn qua Tống Thư Hàng biến mất vị trí, thật lâu bất động. Sau một lúc lâu, hắn đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, hắn chỉ cần nhớ lại tiên sinh tử vong những cái kia quá trình, nhịp tim liền sẽ gia tốc. Ta có thể là ngã bệnh, Xích Đồng nghĩ nửa ngày về sau, nói. Sau đó, đơn tế bảo hắn liền không lại cân nhắc cái này rườm rà vấn đề. Không nghĩ ra sự tình, liền không đi nghĩ. Ý thức của hắn lần nữa tiến vào học bá hệ thống, trầm mê học tập không cách nào tự kiềm chế. Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối kiếm linh trở về Xích Long Động. Xích Tiêu Kiếm kiếm linh trở về kiếm thể. Tống Thư Hàng nguyên thần lần nữa bay tới Bạch tiền bối phân thân bên cạnh, gặp Bạch tiền bối phân thân đang ngủ say. Thế là hắn lại nhìn không được tay trượt hắn muốn thí nghiệm một chút, nguyên thần có thể hay không trực tiếp thi triển dưỡng đao thuật. Nguyên thần liền xem xét bí pháp cũng có thể trực tiếp thi triển, cái kia dưỡng đao thuật hẳn là cũng không có vấn đề mới đúng. Hắn thật không có ý khác, hôm nay cũng không có sự tình gì cần Bạch tiền bối phân thân hỗ trợ, thuần túy là hiếu kỳ, muốn làm cái thí nghiệm.
Đang lúc Tống Thư Hàng lén lén lút lút duỗi ra bàn tay của mình thời điểm, Bạch Tiền Bối phân thân con mắt đột nhiên mở ra, chằm chằm vào Tống Thư Hàng, muốn thử xem toàn thân linh lực bị phong ấn, từ 10 km không trung ra tốc rơi xuống cảm giác sao. Hoặc là ngươi muốn nếm thử bị ném ở siêu cay địa ngục nồi lẩu bên trong tư vị. Tống Thư Hàng vội vàng dùng lực lắc đầu, hắn có sợ nhanh chứng sợ độ cao. Mà lại hắn thuộc về loại kia không quá ăn cay người, thái cực nồi lẩu hắn đều chỉ ăn không cay phía bên nào. Nói đi, lần này lại có vấn đề gì? Bạch Tiền Bối phân thân thở dài, hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra lý do, đành phải thành thật trả lời, kỳ thật. Ta chỉ là thuần túy hiếu kỳ, cho nên muốn làm thí nghiệm, nhìn xem nguyên thần có thể hay không thi pháp, ha 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 ha. Bạch Tiền Bối phân thân. Vì cái gì ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, Tống Thư Hàng sẽ từ chất phác sinh viên biến thành hiện tại bộ dáng này? Mấy tháng này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Tiền Bối phân thân cảm giác Tống Thư Hàng khả năng cần trị liệu. Sau một khắc, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác mình nguyên thần không bị khống chế, hắn cảm giác mình phảng phất như là bị nhét vào lồng giặt bên trong, điên cuồng xoay tròn. Thật vất vả loại này xoay tròn đình chỉ lúc, hắn phát hiện mình đang bị một đôi cự thủ kẹp ở trong bàn tay. Vốn là hình người trạng thái nguyên thần, lúc này bị vò thành cái cầu. A, nguyên thần còn có cái này hình thái. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Hắn kinh ngạc không phải mình nguyên thần bị vò thành cầu, mà là kinh ngạc nguyên thần lại nhưng có thể bị vò thành tiểu cầu bộ dáng. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng cảm giác mình lại bị ném vào đến một cái lục lạc pháp khí bên trong. Vô thanh lục lạc, một cái thú vị đạo gia pháp khí. Bạch Tiền Bối phân thân truyền âm nói. Hắn tại kịch liệt lay động lúc, lại sẽ không phát ra một thanh âm nào. Bởi vì tất cả thanh âm, đều thu liễm tại lục lạc bên trong. Đây là một kiện rèn luyện tu sĩ tâm cảnh pháp khí, có thể để một số nội tâm hí tương đối nhiều, tư duy tương đối nhảy vào đạo hữu, tâm cảnh đạt được tôi luyện, tiến vào giếng cổ không gợn sóng cảnh giới. Từ đó, để bọn hắn có thể càng nhanh tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Chính thích hợp ngươi. Dao động, cho ta dùng sức dao động. Ta không nói ngừng cũng không cần ngừng. Bạch Tiền Bối phân thân cho cái này lục lạc hạ chỉ lệnh. Vô thanh lục lạc trung thành chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, điên cuồng đung đưa. Lục lạc lay động thời điểm, không có một tia thanh âm truyền ra. Nhưng bị vò thành hình cầu, nhét tại lục lạc bên trong Tống Thư Hàng, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến từng đợt chói tai tiếng chuông, giả dích không dứt. Thanh âm này vô cùng có ma tính, sẽ tự động tổ hợp ra Tống Thư Hàng thụ nhất không được âm luật. Tỷ như năm đó Tống Thư Hàng lúc thi tốt nghiệp trung học, mỗi ngày cưỡng chế rời giường điện thoại tiếng ca. Tỷ như hắn tiểu học lúc, mỗi ngày thật sớm đem hắn đánh thức cái kia đồng hồ điện tử tích 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 tiếng. Lại tỷ như Tống Thư Hàng bây giờ nghe liền sẽ tim đập rộn lên thiên kiếp long sinh tiếng sấm. Những âm thanh này tức nâng cao tinh thần lại có ma tính. Mà lại, cái này tiếng chuông trực tiếp tác dụng tại ý thức bên trong, không cách nào che đậy. Nếu không phải Tống Thư Hàng bây giờ bị vò thành hình cầu, hắn lúc này đã sớm quỳ gối lục lạc vách tường bên trên, lấy tay bắt tường. Mà tại những thứ này nâng cao tinh thần lại ma tính thanh âm chỗ sâu, nhưng có bốn cái thanh âm bình tĩnh không chút hoang mang đọc lấy đạo gia bảo điển. Thiếu nữ thanh âm, thiếu niên thanh âm, trầm ổn nam tử trưởng thành thanh âm, lão giả to tiếng nói. Cái này bốn tiếng nói thanh âm chậm rãi đọc lấy đạo gia bảo điển, khiến cho Tống Thư Hàng tâm cảnh chậm rãi bình ổn xuống tới. Tống Thư Hàng vội vàng phối hợp với tập trung ý chí, thừa cơ một hơi tiến vào trạng thái. Một khi tiến vào trạng thái về sau, những cái kia chói tai âm luật mặc dù vẫn như cũ không ngừng trong đầu quanh quẩn, nhưng đối với Tống Thư Hàng ảnh hưởng lại càng ngày càng nhỏ. Ta không hổ là đạo tâm cùng ý chí cứng rắn như sắt nam nhân. Tống Thư Hàng nguyên thần dần dần từ hình cầu trở về hình dáng ban đầu, nguyên thần của hắn ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái nhập định. Một lát sau, lục lạc tiếng vang đình chỉ. A, Bạch Tiền Bối nhanh như vậy liền từ bỏ rồi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn ngẩng đầu một cái, liền phát hiện xích long động bên trong tia sáng có chút lờ mờ. Ta nhớ được ta hôm nay trở về tương đối sớm, khi trở về ngoại giới vẫn là ban ngày a. Đã qua nửa ngày, hiện tại đã là đêm khuya thời gian, tâm cảnh của ngươi điều chỉnh không sai biệt lắm a. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng. Cái này đã nửa ngày. Tại lục lạc bên trong hắn, cảm giác chỉ qua chỉ chốc lát a. Đây chính là động thiên một ngày,
ngoại giới ngàn năm cảm giác. Tống Thư Hàng nguyên thần gãi gãi đầu, trở về đến phân thân thể nội. Sau một khắc, hắn cảm giác đến từ sắt thép phân thân cùng bản thể vẽ rồng điểm mắt linh cảm, một hơi bộc phát. Ý thức của hắn tiến vào tiểu kim đan không gian bên trong. Thứ nhất tiểu kim đan vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, thứ sáu tiểu kim đan máy móc hạch tâm lò phản ứng, đồng thời tại lập lòe tỏa sáng, chờ đợi lấy vẽ rồng điểm mắt một bút. Ta hiện tại có thể tiến hành vẽ rồng điểm mắt sao? Tống Thư Hàng mở to mắt, lên tiếng hỏi. Từ bế quan bắt đầu, đã qua 3 ngày thời gian. Ngươi tổng cộng cũng chỉ có 30 ngày thời gian đến trùng kích lục phẩm cảnh giới. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, đừng lãng phí thời gian, người khác 5 tấn 6 con cần chút một khỏa kim đan là được, ngươi ngạnh sinh sinh dày vò ra 7 khỏa tiểu kim đan, tăng thêm bản mệnh kình đan chung 8 khỏa, lại mang xuống, bản thể của ngươi liền chờ chết đi. Ba Chát Hắc thiếu niên A trở thành thần thoại ba tạo hóa tiên tử mở miệng hát nói. Không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là đang nghĩ, vẽ rồng điểm mắt trước muốn hay không đốt nén hương cái gì, đồ cái may mắn. Tống Thư Hàng ngắm nhìn nơi xa tung bay bạch tiền bối phân thân, trong đầu không khỏi nhớ tới Vũ Nhu Tử lần đầu nhìn thấy bạch tiền bối lúc tràng cảnh. Bạch tiền bối, có thể linh. Lúc ấy chứng trạc đàng hoàng thắp hương Vũ Nhu Tử cô nương là nói như vậy. Xích Tiêu Kiếm. Tống Thư Hàng sau lưng, tạo hóa tiên tử bắt đầu nhẹ nhàng ngâm sướng, nàng đang sử dụng viễn cổ ngôn ngữ, thấp giọng hát Tống Thư Hàng nghe không hiểu giai điệu. Tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử tiếng ca, thế nhưng là độ kiếp một đại lợi khí. Đồng thời cũng có thể khiến người ta tâm linh yên tĩnh, tăng cường linh cảm. Sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện hoàn tất về sau. Ý thức của hắn xuất hiện lần nữa tại tiểu kim đan bên trong. Thứ nhất tiểu kim đan vẽ rồng điểm mắt chi bút, ở trong tối đổ thánh thành sụp đổ sau. Cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân mắt phải chỗ. Theo Tống Thư Hàng tâm niệm chuyển động, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành chuyển đổi đến ẩn tàng ám đồ hình thức. Ám đồ bên trên, cự nhân mắt phải chỗ trống rỗng. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, trong lòng phun lên bản thể cái kia truyền đến từng đợt cảm ngộ. Đồng thời bên tai thỉnh thoảng truyền đến tạo hóa tiên tử âm thanh thiên nhiên tiếng ca phụ trợ. Hiện tại, hắn linh lực trạng thái sung mãn, tinh thần sung túc, trạng thái chính tốt. Cái này một bút, đem ẩn chứa địch nhân khái niệm, là cái kia phá hủy thánh thành kẻ địch mạnh mẽ. Tống Thư Hàng đưa tay, điểm hướng cự nhân mắt phải. Một chỉ điểm ra, mang đến kim đan lực lượng, hóa thành giọt cuối cùng thuốc màu. Giọt này thuốc màu rơi vào cự nhân trong hốc mắt. Tựa như là mực nước rơi vào trong nước, khuếch tán ra đến, cấu thành cự nhân con ngươi. Mà tại cự nhân trong con mắt, chiếu rọi ra một tôn thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh này, ẩn chứa địch nhân cái này khái niệm. Theo vẽ rồng điểm mắt chi bút ngưng kết. Đệ nhất tiểu kim đan nhảy lên hóa thành lưu ly kim đan. Tống Thư Hàng linh lực, thần thức cường độ, thể chất lần nữa toàn diện tăng lên, thánh viên cùng nho ra thư điển số lượng lại. Bá đao. Thánh thành, vĩnh bất hãm lạc, tại hắn vẽ rồng điểm mắt hoàn thành sát na, từ cái kia hủy diệt cự nhân trên người, mơ hồ phát ra một cái trầm muộn giống lên một tiếng. Thứ nhất tiểu kim đan, so với còn lại 6 mai tiểu kim đan muốn càng đặc biệt. Hắn là duy nhất một khỏa từ Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan thai nghén mà thành kim đan. Theo hắn hóa thành lưu ly kim đan, liền có một loại lực lượng phản hồi đến bản mệnh kình đan phía trên. Bản mệnh kình đan tựa hồ bị kích thích. Có chút bỗng nhúc nhích. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, ngay lập tức đem ý thức hoán đổi đến bản mệnh kình đan vị trí. Bất quá, bản mệnh kình đan đã kết thúc chấn động, một lần nữa không nhúc nhích ghé vào đan điền vị trí. Tống Thư Hàng ý thức rời đi bản mệnh đan điền. Lại nói, phân thân của ta kim đan cấu đồ vẽ rồng điểm mắt sau khi hoàn thành, bản thể bên kia có thể đồng bộ đi qua sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cũng không biết cô na nữ sĩ muốn làm sao thao tác. Có lẽ là kích thích còn chưa đủ, Tống Thư Hàng ý thức lại lần nữa tiến vào hạch tâm lò phản ứng vị trí. Hạch tâm lò phản ứng kim đan cấu đồ, sáng tạo và hủy diệt chi tinh, thuộc về bất quy tắc khoanh tròn 4 ô manga. Hắn thiếu hụt một điểm cuối cùng, đồng dạng là địch nhân bị diệt tinh pháp khí tập kích đối tượng. So với hủy diệt cự nhân thiếu hụt con mắt đến, bị diệt tinh pháp khí tập kích đối tượng thể tích muốn càng lớn. Hơn không phải đơn thuần một điểm có thể hoàn thành. Tống Thư Hàng nhấc lên ngón tay,
trong lòng truyền đến sắt thép hóa thân cái kia vọt tới cộng minh cảm giác. Cũng không biết sắt thép hóa thân tại thiên đế trong tay đến cùng nhận lấy dạng gì đãi ngộ, nhưng nó thỉnh thoảng còn có thể truyền tống một số cảm ngộ cùng linh cảm đến xem, chí ít còn sống. Sau đó, Tống Thư Hàng đang bị tập kích vị trí, dùng sức vẽ lên một cái vòng tròn lớn, lực đạo 10 phần. Kim đan cấu đồ thuốc nhuộm phảng phất phát vẩy vào trên giấy mực nước, khuếch tán ra đến, hình thành một đoàn vặn vẹo bóng tối. Cái này đoàn vặn vẹo bóng tối đồng dạng ẩn chứa địch nhân khái niệm, hơn nữa còn ẩn chứa khổng lồ, tiểu hành tinh cấp bậc khái niệm. Đây là cần thôi động diệt tinh pháp khí tiến hành đả kích, phá hủy địch nhân. Vẽ rồng điểm mắt chỉ bút một mạch mà thành. Thứ năm tiểu kim đan hạch tâm lò phản ứng hóa thành màu lưu ly. Sau đó, Tống Thư Hàng linh lực, thần thức cường độ, thể chất lại một lần toàn diện tăng lên, thánh viên cùng nho ra thư điển số lượng, đạt tới 35 số lượng. Nhưng lần này, hạch tâm lò phản ứng tiến hóa, không có vì bản mệnh kình đan mang đến kích thích. Xem ra, quả nhiên là bởi vì thứ nhất kim đan quá mức nguyên nhân đặc biệt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Một hơi đem thứ nhất, năm kim đan điểm hóa vì lưu ly kim đan về sau, Tống Thư Hàng còn không có chuẩn bị kết thúc. Ý thức của hắn vừa trầm nhập thứ hai tiểu kim đan, thất thải yêu đan cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm kết cấu trước đó. Chương này kim đan cấu đồ, thiếu hụt đồng dạng là cuối cùng boss đồ án, cùng thứ nhất, năm tiểu kim đan có chỗ tương đồng. Dựa vào phía trước hai khỏa kim đan cảm ngộ tích lũy, có lẽ viên này tiểu kim đan vẽ rồng điểm mắt chi bút, ta cũng có thể một hơi điểm bên trên. Tống Thư Hàng ý thức rơi vào thất thải yêu đan trước đó. Hắn duỗi ra ngón tay, cứng nửa ngày, lại điểm không đi xuống. Mặc dù đồng dạng là thiếu cuối cùng boss, nhưng chương này kim đan cấu đồ, đứng góc độ cùng một, năm kim đan khác biệt. Chương này kim đan cấu đồ bên trên, cầm trong tay trung yên thánh kiếm nhân vật chính, là đứng ở cửu u thế giới cái này một bên, cùng chư thiên vạn giới là địch. Nhân vật vị trí trận doanh khác biệt, đôi kia địch nhân khái niệm cũng khác biệt, vẽ ra cuối cùng boss liền sẽ có khác biệt. Thật sự phiền não, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hiện tại, hắn chỉ kém 2, 3, 4, 3 khỏa tiểu kim đan. Thứ ba tiểu kim đan công đức kim toàn trên thánh nhân kim đan cấu đồ, đã có đầu mối, vẽ rồng điểm mắt thời cơ trên người xích đồng. Thứ tư tiểu kim đan huyết ma vương tộc hạch tâm trên bích thủy đồ kết cấu, mặc dù không đầu mối nhưng có manh mối. Hẳn là từ sở các chủ hoặc là sở các chủ trên người tìm kiếm thời cơ. Đến lúc đó, hắn có lẽ muốn về hiện thế một chuyến, liên tiếp hạch tâm thế giới. Khả năng vẫn phải đi cửu u thế giới một chuyến, tìm kiếm sở các chủ. Thật chẳng lẽ muốn nhảy qua thứ hai tiểu kim đan, đi trước điểm phía sau hai khỏa kim đan. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Cơ duyên loại vật này, quả nhiên cưỡng cầu không tới. Tống Thư Hàng ý thức, từ tiểu đan điền bên trong rời khỏi. Không tệ, tại ta đã thấy tu sĩ bên trong, vẽ rồng điểm mắt một bút điểm như thế lưu loát, người có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Hắn một mực chú ý Tống Thư Hàng trạng thái. Tạ ơn tiền bối làm hộ pháp cho ta. Tống Thư Hàng cười tay trượt, đưa lên một phát dưỡng đao thuật. Trẻ con là dễ dạy. Xích Tiêu Kiếm tiền bối phi thường hài lòng. Tống Thư Hàng buông xuống Xích Tiêu Kiếm, đạp trên hắc liên đi vào Bạch tiền bối phân thân bên cạnh, thử hỏi, Bạch tiền bối, người có thể giúp đỡ liên tuyến một chút Bạch tiền bối không? Mệt mỏi, hao tổn lớn. Bạch tiền bối phân thân giản lược trả lời. Ngôn ngữ là môn nghệ thuật, ngắn gọn. Còn có thể để cho người ta nghe hiểu kỳ thật cũng không dễ dàng. Tống Thư Hàng nghe vậy, hắn vương chi tay phải lập tức bản năng dục dịch ngóc đầu dậy, Bạch tiền bối có cần phải tới một phát đại bảo. Dưỡng thần thuật nâng nâng thần. Bạch tiền bối phân thân. Dưỡng thần thuật cái đầu của ngươi a, ta biết đây là dưỡng kiếm thuật biến chủng dưỡng đao thuật được không? Ngươi dám đối với ta sử dụng, có tin ta hay không đem ngươi đưa vào đến tam lãng lần trước tiến vào chỉ độn bí cảnh bên trong. Lần này liền mạng cũng không cho các ngươi mở. Không được, chỉ là động não ngẫm lại cũng cảm giác mệt mỏi quá. Sở dĩ, không nhìn hắn đi. Bạch tiền bối phân thân lại chậm rãi nhắm mắt lại. Tống Thư Hàng gặp Bạch tiền bối lại phải đã ngủ, tay phải không bị khống chế liền bắt đầu tay trượt, run rẩy vươn hướng Bạch tiền bối. Phía dưới, Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Hoa nhi này không được, triệt để không cứu nổi. Liên hệ Cửu Châu Nhất Hào quần cái vị kia giao bá tiểu hữu đặt trước đáy biển mộ trận đi, nghe nói gần nhất mua một cái mộ địa hào trẻ còn đưa cái xe nhỏ vị.
Tốt tại so với cuồng đao tam lãng tiền bối đến, Tống Thư Hàng duy nhất ưu điểm, chính là có thời điểm có thể khống chế bản thân tìm đường chết bản năng. Tại sắp tay trượt đem dưỡng đao thuật phát ra ngoài trước, Tống Thư Hàng đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn ngừng tìm đường chết động tác. Tiếp đó, thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể đảo ngược tới, đầu dưới chân trên, trong hư không, tiến hành dậm chân động tác. Theo bàn tay hắn trong hư không di động, một đóa xinh đẹp màu đen hoa sen ngưng tụ ra, nâng bàn tay của hắn. Bộ bộ sinh liên. Chính là cái này, Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Sau đó hắn có ý thức khống chế cái này bộ bộ sinh liên dị năng, một cái tay khác lại hướng phía trước dậm chân. Một đóa càng lớn lớn màu đen hoa sen ngưng tụ ra. Mà lại tại Tống Thư Hàng ý niệm khống chế bên dưới, đóa này tân sinh hoa sen không có lập tức tiêu tán, mà là một mực duy trì lấy hoa sen bộ dáng. Tống Thư Hàng lại thử nghiệm hướng hắc liên bên trong rót vào linh lực. Có linh lực ủng hộ, đóa này hắc liên chí ít có thể chống đỡ cái một ngày tả hữu. Thành công, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, vì mình cơ trí điểm tán. Hắn đưa tay tại hoa sen trên đè lên, hoa sen vô cùng mềm mại, trên đó còn có một trận cường đại sức nổi, một đóa nho nhỏ hoa sen liền có thể tùy tiện nâng lên Tống Thư Hàng thân thể trọng lượng. Hắc liên trên còn hiện ra nhàn nhạt mùi thơm. Tống Thư Hàng mỉm cười, giờ đóa này đại hắc sen, đi vào bạch tiền bối phân thân đầu vị trí, đem hắc liên nhét đi vào, xung làm gối đầu. Mềm mại, có sức nổi, còn thơm ngào ngạt gối đầu, liền làm xong. Phía dưới xích tiêu kiếm tiền bối. Hắn đã không biết phải nói gì mới tốt nữa. Bạch tiền bối phân thân thoải mái điều chỉnh đầu vị trí, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ hắn liền thiếu cái gối đầu. Thế nào, bạch tiền bối? Tống Thư Hàng hỏi. Hừm, tốt, bạch tiền bối phân thân nhắm mắt lại, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng rèn sắt khi còn nóng, dạng này hắc liên gối đầu, ta có thể vì bạch tiền bối mỗi ngày chế tác một cái đi ra. Sở dĩ. Bạch tiền bối giúp ta liên hệ bạch tiền bối. Hừm, trẻ con là dễ dạy. Bạch tiền bối phân thân lại điều chỉnh cái thoải mái hơn tư thế, tiếp tục bế quan, nguyên thần xuất khiếu, ta đưa ngươi đi bản thể cái kia. Xong rồi. Tống Thư Hàng bản thể trở lại tính tọa vị trí, ngồi xếp bằng, sau đó nguyên thần xuất khiếu. Bạch tiền bối phân thân tiện tay một điểm, điểm tại Tống Thư Hàng nguyên thần bên trên. Sau một khắc. Có một thanh duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản xuất hiện tại Tống Thư Hàng nguyên thần bên cạnh, đem hắn quấn lấy, siêu một chút, hướng phía trước phương vào tới. Hắc Long thế giới cùng cổ u thế giới ở giữa, sử dụng phổ thông không gian lực lượng có thể không xông vào được, nhất định phải sử dụng tai nạn cự quy nhất tộc thiên phú không gian lực lượng. Tạ ơn bạch tiền bối, Tống Thư Hàng nguyên thần nói. Hắn vừa dứt lời, duy nhất một lần phi kiếm đã sử dụng bí pháp. Đâm rách không gian, trốn vào trong đó. Tại biến mất trước, Tống Thư Hàng khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy tạo hóa tiên tử chẳng biết lúc nào, lén lén lút lút đứng dậy, đến bạch tiền bối phân thân dưới gối đầu phương, lặng lẽ mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Tống Thư Hàng, nàng không phải là muốn gặm bạch tiền bối hắc liên gối đầu a? Tạo hóa tiên tử, đừng tìm đường chết a. Cái này hắc liên cùng thiệt sán liên hoa sinh ra bạch liên không phải một cái chủng loại. Đừng nhìn đến hoa sen liền muốn gặm a. Ngươi muốn thật nghĩ ăn hoa sen, chờ ta trở lại, muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Nhưng hắn không kịp nhắc nhở tạo hóa tiên tử, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Đương duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản mang theo Tống Thư Hàng lại xuất hiện lúc, đã tiến vào cổ u thế giới. Lại nói, ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới muốn đi vào cổ u thế giới đó a. Ta chỉ là muốn cùng bạch tiền bối tiến hành viễn trình nói chuyện phiếm, lấy điểm kinh nghiệm, nhìn xem có thể hay không từ chỗ của hắn đạt được một điểm dẫn dắt, tốt đi một chút sáng ta viên thứ hai tiểu kim đan. Làm sao đến cuối cùng, biến thành nguyên thần của ta bị đưa vào cổ u thế giới. Tống Thư Hàng nguyên thần một mặt mộng ép ngừng lại tại duy nhất một lần phi kiếm bên trên. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ tình huống bên dưới, hắn không muốn vào nhập cổ u thế giới. Bởi vì hắn triệt để đem cổ u thế giới đại lão cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể cho đắc tội qua, còn bị đối phương tại phần eo thọc một thương. Hiện tại, nguyên thần của mình tiến vào cổ u thế giới, đây không phải dê vào miệng cọp, vẫn là bản thân đưa tới cửa sao. Bạch tiền bối cùng bạch tiền bối ở đâu, nhất định phải nhanh lên cùng hai vị bạch tiền bối tụ hợp. Chậm thì sinh biến. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, xa xa trong hư không.
có một đạo xích hồng sắc thân ảnh lăng không ngưng tụ, thành hình. Tống Thư Hàng nguyên thần khóe miệng co giật. Cái kia xích hồng sắc thân ảnh, toàn thân phảng phất là nham tương tạo thành, mơ hồ đó có thể thấy được là nữ tử hình thái. Nàng hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ cổ u thế giới đều đang chấn động nàng tại cổ u thế giới địa vị, tự cùng Bạch Tiền Bối cùng Béo Cầu đại bản tại cửu u thế giới địa vị đồng dạng. Chỉ cần hiện thân, cổ u thế giới liền sẽ vì nàng tạo thế. Cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể, hiên ngang đăng tràng. Nham tương vì giáp, tà năng vì áo, liệt diễm hóa thành nàng váy giáp, càng có cổ u pháp tắc tại trong tay nàng ngưng tụ làm trường thương. Tống Thư Hàng phần eo không khỏi từng đợt co rút đau đớn. Nhân quả chi thương, một thương đánh ra, nghịch chuyển nhân quả, đem tất cả phòng thủ, né tránh nhân toàn bộ đánh nát, chỉ để lại ghim chúng mục tiêu quả. Dược hoàn. Nơi này là cổ u, là nàng đây địa bàn. Sở dĩ Tống Thư Hàng vừa hiện thân, liền lập tức bị nàng cảm ứng được. Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng kêu lên. Lại gọi ta một tiếng Bạch, liền giết chết ngươi. Bạch Tiền Bối thanh âm tại Tống Thư Hàng nguyên thần sau lưng vang lên. Ngươi làm sao nguyên thần chạy đến cổ u thế giới tới? Quá nguy hiểm, Bạch Tiền Bối thanh âm đồng thời vang lên. Tống Thư Hàng lập tức trong lòng đại định, ổn. Ta đến cổ u thế giới là muốn hướng Bạch Tiền Bối khục, hướng cửu u Bạch Tiền Bối thỉnh giáo một vấn đề. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta đối diện nữ tử kia, nàng là cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể. Ta đã từng không cẩn thận đối qua nàng, Tống Thư Hàng cười khan nói. Bạch Tiền Bối, ngươi mỗi lần đối người thời điểm, cũng không nhìn đối phương đẳng cấp sao. Ngươi có thể sống đến hiện tại, thật sự là kỳ tích. Mọc ra mắt tinh cầu, Béo Cầu cái kia hàng, còn có bị Béo Cầu bắt đi nghiên cứu thạch cự nhân trường sinh giả. Nhớ kỹ đã từng còn có cái viễn cổ thiên đình hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả. Những thứ này vẫn chỉ là hắn biết đến mấy vị, hắn dám khẳng định Tống Thư Hàng đối qua khẳng định không chỉ phía trên mấy vị. Tống Thư Hàng đối đại lão thiên phú không tồi nha. Sở dĩ, ta mới tiếp nhị liên tam liên tứ, tiếp tứ liên ngũ chết không ngừng a. Tống Thư Hàng thở thật dài mà lại, mỗi lần cũng không phải hắn muốn đối đại lão, đều là không hiểu thấu liền đối lên. Bạch Tiền Bối, lần sau, chú ý một chút, đừng quá mãng, ta nhớ được trước kia ngươi, rất cẩn thận. Đón lấy đến ta sẽ làm cái an tĩnh mỹ nam tử, hảo hảo bế quan tu luyện không gây chuyện. Tống Thư Hàng bảo đảm nói. Tới, Bạch Tiền Bối nói. Đối diện, cái kia cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể, ngưng tụ thành hình. Sau đó nàng thân hình lấp lóe, xuyên qua không gian, trực tiếp đưa tay chụp vào Tống Thư Hàng nguyên thần, trong miệng nôn nóng kêu lên, cùng ta hợp thể. Bạch Tiền Bối bên người lưu tinh kiếm nhẹ nhàng huy động. Mang theo kiếm mới vỏ lưu tinh kiếm vạch ra một mảnh kiếm mạc, đem cái kia chụp vào Tống Thư Hàng nguyên thần tay ngăn trở. Vì cái gì nàng sẽ muốn cùng Tống Thư Hàng hợp thể? Bạch Tiền Bối hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, ngay từ đầu gặp mặt lúc, nàng còn chuẩn bị giết chết ta, tại ta trên lưng thọc một thương. Nhưng về sau, nàng đem ta phân thân bắt về, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cùng phân thân của ta hợp thể. Ta cảm giác, có thể là ta có được đặc thù nào đó thể chất, nàng đang dòm ngó thân thể của ta. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối nhìn Tống Thư Hàng một chút, nếu như nàng tư duy bình thường, liền sẽ không đi thăm dò nhục thể của ngươi. Nàng là cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể, thuộc về cửu u bên cạnh. Mà nhục thể của ngươi có đại công đức hộ thể, lại tu nho ra kim cương thân, chính khí tôi thể còn lấy Phật gia quyền pháp trúc cơ. Mặt khác ngươi còn tu luyện qua Tây Phương Thánh Quang hệ lực lượng. Những thứ đầu ngổn ngang này tụ tập cùng một chỗ, nàng đến có mơ tưởng không ra, mới có thể mưu đoạt nhục thể của ngươi. À, cái kia Bạch Tiền Bối ngươi cùng ta tiếp xúc lúc, có thể hay không rất khó chịu. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.